Nàng không quá nguyện ý cùng những người thô lỗ kia xen lẫn trong một chỗ, cũng cố ý kéo dài khoảng cách với Khương Phàm, cho nên đứng ở vị trí sau cùng. Khi Kim Giao đến nơi này cũng không hề để ý đến Yến Khinh Vũ, mục tiêu của nàng là Khương Phàm, là nam hài 13 tuổi, không phải nữ hài. Nhưng bộ dáng Yến Khinh Vũ cố ý tránh né ánh mắt người khác đã đưa tới sự chú ý của nàng. Kim Giao cách rất xa nhìn kỹ một hồi nhi, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Bên ngoài bảo bọc áo choàng rất phổ thông, bên trong y phục rất xinh đẹp như ẩn như hiện, hai chân còn phủ lấy miếng vải đen, giống như sợ ô uế giày của mình. Bộ dáng này tiến vào đại hoang là cho đám mãnh thú thêm đồ ăn sao? À, Yến Khinh Vũ. Kim Giao còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại ngày trong núi rừng nhìn thấy Yến Khinh Vũ, cùng nữ hài này quá giống. Nàng ăn mặc thành dạng này là muốn đi làm gì? Kim Giao càng xem càng thấy giống, cũng càng cảm thấy kỳ quái, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm trong đám người, rất nhanh liền chú ý tới một thân ảnh nhỏ gầy. Khương Phàm. Kim Giao trà trộn vào đám người, từ mặt bên lặng lẽ tới gần. Khương Phàm mang áo choàng, trên y mặt cũng vẽ vài thứ, sau khi Kim Giao cẩn thận quan sát mới xác định rõ thân phận của hắn. Khương Phàm, Yến Khinh Vũ, tìm được các ngươi rồi. Trong lòng Kim Giao tức giận không thôi, còn tưởng rằng Khương Phàm mỗi ngày trốn ở trong sơn cốc, thì ra mỗi ngày đều ra ngoài. Cửa đá nặng nề cứ điểm thứ 5 chậm rãi mở ra, biển người chen chúc lập tức náo nhiệt lên. Tụ tập thành đàn xuyên qua cửa thành, đi vào sơn lâm mà mùi máu tanh còn chưa tan đi. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ xen lẫn trong biển người chen chúc một trước một sau rời đi, sau khi đến sơn cốc ước định gặp mặt, cùng một chỗ xâm nhập đại hoang. Kim Giao lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau, ven đường để lại tiêu ký. Khương Phàm giống thường ngày không ngừng biến đổi phương vị, ngẫu nhiên sẽ còn tiến vào rừng già u cốc, tận khả năng tránh đi tán tu trong núi rừng và người hữu tâm theo dõi. Nhưng lần này, địch nhân hắn đối mặt lại không phải bình thường. Sau một tiếng, đám môn đồ sinh tử môn phân tán tại tất cả cứ điểm một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ, không có nhìn thấy bóng dáng Khương Phàm. Nhưng bọn hắn cũng không chờ Kim Giao đến, tình cảnh này có hai khả năng, một là Kim Giao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hay là có phát hiện. Bọn hắn lập tức chạy tới cứ điểm thứ 5, rất nhanh đã tìm được tiêu ký Kim Giao lưu lại. Tiểu tử này quả nhiên trốn tránh chúng ta tiến vào đại hoang, đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng đại trấn tinh thần kêu gọi đám môn đồ vọt vào rừng rậm. Vào lúc giữa trưa, bọn người Hoàng Hùng lần theo vết tích quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cũng tìm được Kim Giao. Là Khương Phàm sao? Đám người Hoàng Hùng đằng đằng sát khí, con mắt đầy tơ máu. Một tên danh con giày vò bọn hắn lâu như vậy, quả thực là sỉ nhục. Kim Giao ẩn thân từ trên y cây nhảy xuống. Chỉ sơn cốc trước mặt. Khương Phàm, còn có Yến Khinh Vũ. Bọn hắn chạy nơi này làm gì? Khiêu vũ? Cái gì? Kim Giao hừ lạnh. Hai tiểu tử này thật là có nhã hứng, một kẻ khiêu vũ một kẻ thưởng thức. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn mấy ngày nay vẫn luôn vụng trộm đi ra. Ta biết tiểu tử này rất giảo hoạt. Mắt Hoàng Hùng đầy hung quang, may mắn mình cẩn thận tính toán, nếu không thì không biết sẽ bị hắn đùa phàm tới khi nào. Khương Phàm, hôm nay đến giờ này thôi, ta thật rất mệt. Lại kiên trì thêm một lát. Ngươi xuống đây nhảy. Vừa qua khỏi giữa trưa, lại kiên trì thêm nửa giờ, chỉ nửa giờ. Nơi xa phát ra vài tiếng cãi nhau truyền đến trong lỗ tai bọn hắn. Bắt sống. Ánh mắt bọn hắn nhìn lẫn nhau, tản ra bao vây về phía sơn cốc. Khương Phàm ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ, cẩn thận tìm kiếm lấy hai bên núi cao. Lưu ý thác nước lao nhanh không buông tha bất cứ động tĩnh dị thường nào. Vài ngày như vậy đều không có dẫn cửu chuyển kim dương xâm ra, hắn bắt đầu cân nhắc có phải nên rời đi chỗ càng sâu hay không. Nhưng hắn và Yến Khinh Vũ cũng chỉ có tu vi linh anh cảnh, hướng vào chỗ sâu quá mạo hiểm, vạn nhất dẫn tới mãnh thú gì, muốn trốn về cũng không chắc có cơ hội. Kim dương xâm, người đến cùng đang. Khương Phàm thì thào khẽ nói, lại đột nhiên cảnh giác, không chần chờ chút nào. Vọt người nhảy lên, bắt lấy nhánh cây bên cạnh, bỗng nhiên xoay người nghiêng ra ngoài, ở giữa không trung cài tên kéo cung. Động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi để Hoàng Hùng vừa tới gần phía sau sửng sốt một chút. Khương Phàm rơi xuống đất, hai tay phát lực, kéo ra ô cương cung đến đầy tròn, tập trung vào mục tiêu phía sau. Hắn quanh năm lịch luyện trong đại hoang, tính cảnh giác vô cùng mạnh, tựa như Diêm Bá nói, phải đem kinh nghiệm sinh tồn lắng đọng đến trong lòng.
nhưng hắn chỉ tưởng rằng có một con mãnh thú đang tập trung vào mình, lúc rơi xuống đất mới phát hiện là một người. Khương Phàm. Chê y khuôn mặt thô cuồng của Hoàng Hùng lộ ra tia dữ tợn, hung quang đầy tràn hao mắt. Khương Phàm không biết nam nhân này, nhưng ánh mắt này còn trực tiếp kêu lên tên của hắn để hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Cùng lúc đó, trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu đầy sợ hãi của Yến Khinh Vũ. Ánh mắt Khương Phàm thoáng nhìn qua, trong sơn cốc vậy mà nhiều thêm 10 nam nữ, nhe răng cười vây quanh Yến Khinh Vũ. Đoán xem chúng ta là ai? Hoàng Hùng đột nhiên hỏi, hai tay chậm rãi kéo căng, toàn thân bỗng nhiên bùng nổ, bụi đất bay tán loạn, mặt đất chung quanh đều nổi lên gợn sóng kinh người. Sinh tử môn. Khương Phàm lập tức đoán được thân phận của bọn hắn, không chút chần chờ, ô cương tiễn thoát khung nổ bắn ra. Khoảng cách mười mấy thước ngắn ngủi mà thôi, ô cương tiễn trong chớp mắt sẽ tới, bay thẳng đến đầu Hoàng Hùng. Nhưng mà... bành! Một tảng đá lớn bay lên từ dưới chân Hoàng Hùng, tinh chuẩn đánh vào ô cương tiễn, hướng tên đột nhiên bị thay đổi, bay sát đỉnh đầu Hoàng Hùng về phía bầu trời. Đoán đúng rồi, ta ở chỗ này có mấy nhân mạng muốn tính toán rõ ràng với ngươi. Hoàng Hùng cất bước đi về phía trước, bốn phương tám hướng phát ra âm thanh giống như thủy triều mãnh liệt, theo hắn ép về phía Khương Phàm. Quá mạnh! Khương Phàm cảm giác lông tơ toàn thân đều không bị khống chế mà dựng đứng. Cảnh giới người này vô cùng có khả năng đã đạt tới linh nguyên, cao hơn hắn ròng rã một đại cảnh giới. Nhưng Khương Phàm cũng không phải người ngồi chờ chết, xuất ra lực khí toàn thân nhảy mạnh về phía sau, đạp vào chạc cây, bay lên cao. Ầm ầm! Hoàng Hùng giống như hùng sư chạy ầm ầm chê y mặt đất, chấn động đến ngọn núi lay động. Hắn ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, tiếng chấn sơn lâm, bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành hàng trăm dùi nhọn bắn về phía bầu trời. Phốc, phốc phốc phốc. A! À. Khương Phàm kêu lên thê lương thảm thiết, hơn 10 dùi nhọn đánh xuyên qua thân thể, mang theo máu tươi đầy trời, thân thể bị đánh lên cao mất khống chế, sau đó hết lực rơi xuống phía dưới. Ha ha, tiểu tử! Lão tử muốn hành hạ ngươi đến chết. Hoàng Hùng giữ tợn cười to, vung quyền phải lên trùng điệp đánh vào mặt đất. Một cỗ ba động bàng bạc trùng Kaiota siết ngọn núi, mặt đất trong phương viên hơn 100 mét ầm ầm băng liệt, loạn thạch bay tán loạn, bụi đất như thủy triều cuốn ngược. Khương Phàm vừa mới rơi xuống đất liền bị đá vụn, bụi đất bao phủ, vết nứt chê y mặt đất giống như miệng rộng giữ tợn muốn nuốt hắn. Nhưng Khương Phàm quanh năm lịch luyện trong đại hoang, tâm tính vô cùng vững vàng, mặc dù toàn thân đau nhức kịch liệt nhưng không có bối rối, hắn bắt lấy cơ hội hỗn loạn ngắn ngủi này chở người, phi nước đại về phía dưới núi. Đội trưởng, hắn đang lao về phía chúng ta. Hơn 10 vị môn đồ khác lập tức khóa chặt thân ảnh đang từ chê y núi lao xuống, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hai người nhanh chân đi về phía trước, hai tay hất ra, chuẩn bị đùa bỡn danh con này. Hoàng Hùng ở chê y núi giống to. Đừng giết hắn, ta muốn ngược hắn cả ngày. Đó là đương nhiên, hắn hôm nay nhất định phải sống không bằng chết. Danh con, xông đến ra ra nơi này này. Hai người Kaiota siết hoạt linh văn, một tên toàn thân mọc đầy sợi đằng tráng kiệt, một vòng gợn sóng tạo ra cuồng phong lăng liệt, đã chờ đợi không kịp. Khương Phàm, người đi mau. Yến Khinh Vũ thét to, rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ, đây là những người của sinh tử môn. Nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, mà đối phương lại người đông thế mạnh, hai người căn bản không phải đối thủ của người ta. Khương Phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt toàn thân, sải bước phi nước đại, trong khoảnh khắc xông vào sơn cốc hắn lập tức vùng ô cương cung lên, kéo căng cung tiễn. Hét lớn một tiếng, linh văn lấp lóe chê y chán, hỏa diễm mãnh liệt từ hai tay tràn mà ra, nuốt hết ô cương tiễn. Ô cương tiễn thoát khung nổ bắn ra. Ô cương tiễn, người khó dùng. Một người lập tức giơ sợi đằng tráng kiện lên, mỗi đầu đều dài đến 10 mét, giống như lôi điện gào thét mà đi. Nhưng va chạm trong chốc lát, liệt diễm bao quanh ô cương tiễn đột nhiên nổ tung, tạo ra hỏa triều mãnh liệt. Thế lửa cực kỳ mãnh liệt, trong chốc lát đã quét sạch ra gần 100 mét, nuốt sống toàn bộ sơn cốc. Khương Phàm đem bạo viêm phù mua trong thiên hoa điện quấn lên chê y ô cương tiễn, dùng kim viêm thánh văn thôi động. Thánh cấp linh văn, toàn bộ linh lực. Uy lực bạo viêm phù hoàn toàn Kaiota siết phát ra. Giống như vô số hỏa sư hung hãn trong chốc lát đã nuốt sống hơn phân nửa sơn cốc, ngay cả ô cương tiễn đều bị chấn động đến mất khống chế. Hai người lao về phía trước ngăn trở vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài,
những môn đồ sinh tử môn khác cũng giật mình, hốt hoảng chạy nhanh qua một bên trốn tránh. Khương Phàm xuyên vào liệt hỏa phi nước đại, y phục bị đốt cháy khét, làn da từ từ bốc lên khói đen, sắc mặt của hắn dữ tợn một lao tới Yến Khinh Vũ đang kinh hãi, khi trước khi thế lửa tản ra đã nhào vào trong hồ trước mặt. Hoàng Hùng từ chê y núi lao xuống. Người đâu, các người vây quanh người đâu? Tiểu tử này vậy mà mang theo hỏa phù, nhìn uy lực cũng không phải phàm phẩm. Đám môn đồ sinh tử môn xua tan hỏa diễm chung quanh, nhíu mày nhìn về tứ phương, toàn bộ nhìn về hồ nước trong sơn cốc. Đuổi theo cho ta, hôm nay nếu lại mất dấu, các ngươi đừng sống tiếp nữa. Thời gian Khương Phàm có thể đình chỉ dưới nước rất lâu, cho nên ôm Yến Khinh Vũ chưa tỉnh hồn một mực lặn xuống đáy hồ, từ nơi đó thầm nghĩ cách rời khỏi sơn cốc, vọt vào đường sông bên ngoài lao nhanh. Hắn lựa chọn sơn cốc nơi đây không chỉ bởi vì hoàn cảnh tú mỹ, cũng là bởi vì có thác nước cùng hồ nước. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm thì còn có thể có cơ hội đào mệnh. Chỉ là không nghĩ tới, không gặp được mãnh thú mà lại gặp được người của sinh tử môn. Yến Khinh Vũ rất ít xuống nước, gắt gao bắt lấy Khương Phàm, kịch liệt giãy giụa, kém chút bị nín chết. Bọn hắn vừa mới lộ ra mặt sông, nơi xa đã truyền đến tiếng gọi ầm ĩ hỗn loạn. Bọn hắn chạy không thoát, tản ra tìm cho ta. Dọc theo đường sông tìm, ta cũng không tin bọn hắn không ra. Chờ một chút, chờ chút, ta thở, ô ô. Không đợi Yến Khinh Vũ nói hết, bị Khương Phàm cứng rắn dắt lấy chui vào trong sông. Hoàng Hùng bọn hắn xông ra khỏi rừng rậm, đi tới bờ sông, nhíu mày nhìn nước sông lao nhanh. Tản ra tìm, vây quanh ở nơi này làm gì? Bọn hắn tức giận lại sốt ruột, mười mấy người xuất thủ, lại còn để cho một tên tiểu tử chạy mất. Nhất là hai người ngăn ở trước mặt, da mặt bị đốt cháy khét, tóc đều đang bốc khói, vô cùng chật vật. Một nam tử đưa tay giơ lên trời, linh văn chê y chán lấp lóe cường quang dẫn dắt hướng thủy nguyên trong núi rừng lực hắn hội tụ. Sau một lát, hai tay của hắn bỗng nhiên đè ép, toàn thân dâng lên sương mù dày đặc hướng về chung quanh khuếch tán, cũng chìm vào trong nước sông lao nhanh. Chờ một chút, ngược dòng đi lên cha. Hoàng Hùng bỗng nhiên nhắc nhở hắn, tên oát con này hoàn toàn không giống như hài tử mười mấy tuổi, quá tinh minh rồi, so với những lão gia hỏa gặp phải bình thường kia đều muốn tinh danh hơn. Hắn không có khả năng hướng xuôi dòng đơn giản như vậy, rất có thể là đã ngược dòng đi lên. Khương Phàm xác thực đang đi ngược dòng nước, một mực vọt lên hơn ngàn mét. Cô không sao chứ? Sau khi Yến Khinh Vũ kịch liệt thở liền tranh thủ thời gian đỡ lấy Khương Phàm kém chút quỳ xuống. Đan dược, cho ta mấy khỏa đan dược chữa thương. Sắc mặt Khương Phàm tái nhợt, dùi nhọn ở trên y người hắn lưu lại 10 cái lỗ máu, toàn thân đều đau đến run rẩy. Bất quá, hắn vừa muốn vẫy vẫy đầu, lại bị thứ ở gần ngay trước mắt hấp dẫn ánh mắt. Yến Khinh Vũ đỡ lấy Khương Phàm, móc ra mấy khỏa đan dược chữa thương đang muốn đưa cho hắn, lại phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Bởi vì y phục đơn bạc, lại mới từ trong sông chui ra ngoài, bộ dáng nàng bây giờ là tương đương với thông thấu. Yến Khinh Vũ đẩy Khương Phàm ra, vừa thẹn vừa giận. Lần đầu tiên gặp, không có khống chế. Khương Phàm xấu hổ nhếch miệng. Im miệng. Yến Khinh Vũ nộ trừng nhìn Khương Phàm. Đan dược. Khương Phàm quay đầu tiếp nhận đan dược, miệng lớn nuốt vào, bước nhanh đi vào trong rừng rậm. Mặt mũi Yến Khinh Vũ đỏ bừng, cắn răng dậm chân mấy cái cũng đi theo. Khương Phàm triệu ra một kiện áo mỏng từ trong thanh đồng tiểu tháp, ném cho Yến Khinh Vũ phía sau. Nhanh phủ thêm. Ngươi biến ra y phục từ chỗ nào? Yến Khinh Vũ kinh ngạc tiếp nhận y phục, tiểu gia hỏa này lại có loại như chiếc nhẫn không gian. Nhanh đi thôi. Bọn hắn sắp đuổi tới rồi. Khương Phàm luyện hóa đan dược xuất ra linh dịch miệng lớn nuốt xuống, kinh mạch cùng mạch máu hỗ trợ lẫn nhau, nhanh chóng điều trị thương thế. Chúng ta làm sao bây giờ? Yến Khinh Vũ mặc dù thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện nhưng chưa từng gặp được nguy hiểm như vậy. Người sinh tử môn lại tàn nhẫn thị sát, sẽ không cố kỵ thân phận của bọn hắn, hôm nay nếu rơi vào trong tay đối phương, khẳng định sống không bằng chết. Phản ca Iota CS. Chúng ta nhất định phải phản ca Iota CS, nếu không vài trăm dặm đường núi này, chúng ta không thể quay về. Khương Phàm bước nhanh đi tới, cũng nhìn chung quanh tìm kiếm cái gì đó. Phản ca Iota CS, người nói ngược lại nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, bọn hắn thế nhưng có tới mười mấy người. Bao nhiêu người cũng đều phải phản ca Iota CS, chẳng lẽ lại chờ chết,
Bọn hắn rời đi không lâu, bọn người Hoàng Hùng dọc theo đường sông đuổi tới, thấy được một bãi ướt nhẹp chê y mặt đất kia. Quả nhiên chạy tới nơi này. Tên tiểu tử này thật không muốn sống nữa. Nơi này là chỗ sâu trong đại hoang, khắp nơi đều là mãnh thú nguy hiểm. Hắn chính là muốn tránh khỏi chúng ta, đuổi theo cho ta. Rất lâu không có đụng phải con mồi có ý tứ như thế, lão tử hôm nay phải hảo hảo chơi đùa với hắn. Dãy núi giao thoa ở chỗ sâu trong đại hoang, địa thế chập trùng, cảnh sắc tú mỹ tráng lệ, khắp nơi đều có thể thấy được các loại hoa cỏ kỳ dị, cây cối càng rậm rạp, có đại thụ trăm trượng thẳng tít chê y trời cao, còn có đại thụ cổ lão rủ xuống ngàn vạn chạc cây. Khương Phàm vừa đi vừa nghỉ, cẩn thận cảm thụ được khí tức đại hoang. Đây là bản sự hắn luyện thành khi quanh năm ở trong rừng sâu núi thẳm, có thể từ mùi và thanh âm phán định ra sự nguy hiểm. Chỉ là nơi đại hoang này so với những nơi hắn lịch luyện trước kia thì nguy hiểm hơn nhiều. Quá yên lặng, chúng ta nên rời khỏi nơi này. Khương Phàm bỗng nhiên lôi kéo Yến Khinh Vũ lui lại, địa phương càng an tĩnh thì càng nguy hiểm, nói không chừng chính là lãnh địa một loại dị thú nào đó. Răng rắc, Yến Khinh Vũ vừa lui lại hai bước, không cẩn thận đạp trúng thứ gì dưới lá cây, cúi đầu xem xét, một cái đầu đẫm máu thình lình đập vào mắt, nàng cả kinh rít lên một tiếng, kém chút nhảy dựng lên. Khương Phàm lôi kéo nàng mau chóng rời khỏi nơi này. Ngươi đang tìm cái gì? Yến Khinh Vũ không ngừng quay đầu nhìn quanh, khẩn trương lo sợ người của sinh tử môn. Đám người kia cảnh giới phổ biến đều tại linh anh cảnh cửu trọng thiên, có mấy tên khả năng là linh nguyên cảnh, mạnh hơn bọn họ rất rất nhiều. Tìm con mồi. Khương Phàm đột nhiên giữ chặt Yến Khinh Vũ hướng về phía trước phi nước đại, đi tới trong một chỗ sơn cốc. Nơi này có quái thạch khắp nơi chê y đất. Khắp nơi đều là đại thụ to lớn lại thẳng tắp, lại có thể thấy được một chút xương cốt xốc xếch, một ít nơi còn có chút vết máu. Sâu trong thung lũng có một hang động, bên trong có rất nhiều khỉ con non nớt đang nằm ngáy o o. Mặc dù nhìn non nớt nhưng Kaiota CS cỡ lại rất lớn, mỗi con đều khoảng chừng 1 mét, toàn thân hiện ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là yêu thú phổ thông. Khương Phàm nhìn kỹ chung quanh một chút, lập tức muốn thoát ra ngoài. Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Người điên rồi, bầy khỉ không có khả năng chỉ khỉ con ở nơi này. Hoặc là rất nhanh sẽ trở về, hoặc là đang ở gần đây. Khương Phàm hất Yến Khinh Vũ ra, bước xa mấy bước vọt tới trong huyệt động, hai chân nhanh chóng phi nước đại. Người rốt cuộc muốn làm gì? Yến Khinh Vũ vừa vội lại vừa giận, quá hổ nháo đi, đến lúc nào rồi còn có tâm tư bắt khỉ con? Sau khi Khương Phàm xông ra khỏi sơn cốc đột nhiên kéo cuống họng cuồng hống. Khỉ con bừng tỉnh, kịch liệt giãy giụa, tiếng thét chói tai vang lên. Ngươi! Yến Khinh Vũ bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, kém chút đã muốn chạy khỏi tách ra với Khương Phàm. Khương Phàm hướng mặt về các hướng khác nhau cuồng hống, thô lỗ đánh khỉ con. Khương Phàm, nhìn phía sau. Yến Khinh Vũ thét lên, cây cối trong núi rừng phía sau kịch liệt lay động. Mấy chục đạo thân ảnh đang nhanh chóng phi nước đại, từ một cây đại thụ nhảy đến một cây đại thụ khác, tung hoành nhảy lên, đuổi theo về phía này. Khương Phàm lại hồn nhiên không để ý, lớn tiếng gào thét, bước đi như bay. Khỉ con trong tay bị hắn vừa vung lại đập, kêu gọi thảm thiết. Ở nơi đó, hắn khẳng định lọt vào lãnh địa của mãnh thú nào đó. Kaiota CS hoạt linh văn cho ta, chuẩn bị chiến đấu, ta muốn bắt sống. Người của sinh tử môn nghe được nơi xa có tiếng la to, lập tức xông lên về phía Khương Phàm đang giống to. Nhưng mà, sau khi bọn hắn đuổi tới nơi thì tiếng la lại biến mất, cũng không có nhìn thấy thân ảnh Khương Phàm, lại không thấy được cảnh chém giết gì, ngược lại chi ê nhìn thấy hai con khỉ con nằm sấp chê y mặt đất đang thét lên. Người đâu? Bọn người Hoàng Hùng lại nhìn khỉ con, sau đó lại nhìn bốn phía xung quanh. Nhưng cứ như vậy một hồi. Phía trước có mấy chục đạo bóng dáng đè ép tới. Bọn chúng có vài con ngồi chồm hổm chê y mặt đất, có vài con lại đứng chê y tàng cây, hồng hộc thở hổn hển, lộ ra răng nanh dữ tợn. Cả người bọn chúng đều cao chừng 5 mét, toàn thân chê y dưới bao trùm bộ lông màu bạc, bộ dáng nhìn vô cùng dọa người. Có một đầu đặc biệt, thân cao chừng 7-8 mét, so với những cự viên khác thì cường tráng hơn, lông tóc là màu đỏ như máu, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Mà lại sinh ra bốn cánh tay, cảm giác tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Nham viên. Bọn người Hoàng Hùng hơi biến sắc, lập tức sinh ra một loại dự cảm bất tường.
Đám nham viên nhìn bọn hắn, lại nhìn hai con khỉ con đang thét lên chê y mặt đất, thân thể từ từ căng cứng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Không nên động, đều không nên động. Hoàng Hùng thấp giọng khiển trách bọn hắn, những nham viên này nhanh nhẹn dũng mãnh thiện chiến, số lượng lại có mấy chục con, nếu quả thật muốn đánh, bọn hắn không phải là đối thủ. Tản linh văn ra, từ từ lui lại. Kim Dao âm thầm đề khí, chủ động tản ra linh văn, xòe ra hai tay, chậm rãi lui lại. Đám môn đồ sinh tử môn mặc dù hung tàn, nhưng cũng không dám trêu chọc những thứ hung tàn hơn bọn họ. Bọn hắn ảm đạm linh văn, tản ra khí thế, từ từ lui về phía sau. Nhưng, Khương Phàm lại tiềm phục chê y tán cây hơn 50 mét bên ngoài, kéo ô cương cung ra, chê y cung tiễn sắc bén quấn lấy bạo viêm phù. Ngay lúc bọn người Hoàng Hùng lui lại, kim viêm thánh văn chê y chán hắn bùng lên ánh sáng mạnh bạo, năng lượng minh y gờ thuận theo kinh mạch hội tụ vào hai tay, hóa thành kim viêm mãnh liệt vờn quanh ô cương tiễn. M thanh trầm đục, ô cương tiễn thoát khung nổ bắn ra, mấy giây ngắn ngủi đã lao tới hơn 50 mét. Bạo viêm phù phía chê y cũng ầm vang nổ tung, hóa thành hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn tới tiếp bốn phương tám hướng, trong chốc lát đã nuốt sống đám nham viên và môn đồ sinh tử môn. Giống. Đám nham viên giận tím mặt, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, chim tước xa xa cả kinh đều nhao nhao bay lên. Giết. Sắc mặt Hoàng Hùng đột nhiên ngưng lại, giống to khởi sướng trùng ca Iota CS. Lúc này không thể loạn càng không thể lui, nếu không thì bọn họ sẽ bị vây quét. Khương Phàm lôi kéo Yến Khinh Vũ nhanh chóng rời đi, để tránh bị chiến đấu lan đến gần. Lá gan ngươi thật to lớn, không sợ bị nham viên đuổi kịp à? Không sợ không dẫn được người sinh tử môn đến sao? Yến Khinh Vũ thật có chút bội phục, vậy mà có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, nếu đổi lại là nàng, nghĩ không ra cũng không dám nghĩ. Ta đang chạy trối chết, không phải chơi chắc chắn. Khương Phàm một bên phi nước đại, một bên nhìn chung quanh. Ngươi lại muốn tìm cái gì? Im miệng. Ngươi. Yến Khinh Vũ trầm mặt xuống, vừa mới sinh ra điểm hảo cảm đã lập tức biến mất sạch sẽ. Khương Phàm chạy ra rất xa, leo lên một cây đại thụ cao ngất, dõi mắt trông về phía xa, cuối cùng chú ý tới một vách núi bên ngoài mấy ngàn mét. Nơi đó treo một gốc cây già tráng kiệt, hoàn cảnh sinh trưởng gian nan, lại vô cùng tươi tốt, chê y tán cây có một tổ chim to lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều trứng chim hiện ra ánh sáng rực rỡ như hoa bên dưới. Khương Phàm nhìn lại một chút nơi xa vẫn còn tiếp tục chém giết, nhảy từ chê y cây xuống, vọt về phía vách núi đó. Yến Khinh Vũ thực sự không biết Khương Phàm muốn làm gì, chỉ có thể chăm chú theo sát ở phía sau. Khương Phàm gian nan leo đến cây chê y vách núi. Tổ chim so với hắn ở phía xa nhìn thấy thì lớn hơn rất nhiều, đơn giản giống như một cái phòng. Bên trong không chỉ có chất đống 10 cái trứng chim, còn chất đống bạch cốt âm u, có yêu thú cũng có nửa hân loại. Nhất định là tổ của hung cầm. Khương Phàm dùng sức đập nát một quả trứng chim. Bên trong toát ra quang hoa sáng chói là một ngọn lửa màu sắc rực rỡ, lòng trắng trứng bao phủ lòng đỏ trứng đã ẩn ẩn muốn thành hình. Chỉ là chim non màu hỏa hồng nhưng phát ra khí tức sinh mệnh cực kỳ mạnh mẽ. Khương Phàm từng ngụm nuốt lấy lòng đỏ trứng, toàn thân dâng lên sóng nhiệt nóng hổi, sinh mệnh nguyên khí mình y gờ trùng ca Iota CS vào trong thân thể, còn kèm theo hỏa nguyên lực cực nóng. Đại diệu thiên kinh cao tốc vận chuyển, luyện hóa nguồn nguyên khí này. Hỏa điều trong khí hải cũng cấp tốc lưu chuyển, hưởng thụ năng lượng mỹ diệu. Hô! Khương Phàm trùng điệp thở ra một hơi, thân thể mệt mỏi đã hòa hoãn đi rất nhiều, mắt trần cũng có thể thấy vết thương đang bắt đầu khép lại. Hắn không lo được nghỉ ngơi, giơ lòng trắng trứng lên giải đầy tổ chim, phóng thích kim viêm thả cây đuốc trong tổ chim. Tổ chim này giống như có thể chống cự hỏa diễm, nhưng cây già phía dưới lại dần dần bốc cháy, càng ngày càng lớn. Chờ ta! Đừng có chạy lung tung. Khương Phàm lao xuống từ chê y vách đá, vọt tới phía nham viên và sinh tử môn đang chém giết. Chờ ta một chút. Yến Khinh Vũ lại không nguyện ý chính mình lưu tại nơi nguy hiểm này, bước nhanh đuổi theo Khương Phàm. Nàng cũng rất tò mò tên điên này móc trứng chim ra là muốn làm gì. Hơn 10 dặm bên ngoài, sau khi bọn người Hoàng Hùng trả giá nặng nề, gian nan giết lùi đám nham viên đang cuồng nộ. Bọn người tử thương thảm trọng. Chỉ còn lại 6 người, người còn sống thì lại mang thương. À, Hoàng Hùng tức giận gào thét, kịch liệt thở dốc, hắn chưa bao giờ chật vật như vậy, càng không bao giờ bị một tên tiểu hài nhi trêu đùa đến trình độ này. Danh con,
ta không chỉ muốn ngươi sống không bằng chết, ta còn muốn ăn thịt ngươi. Năm người may mắn còn sống sót nhìn thi thể đầy đất, mặt đều bóp méo. Đuổi theo cho ta. Hoàng Hùng lau máu tươi che y mặt, đuổi về phía Khương Phàm rời đi. Khương Phàm vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua vách núi nơi đó. Hỏa thế đang dần mãnh liệt, ở che y vách núi rất đáng chú ý. Chỉ chốc lát sau, tổ chim đã đè sập cây già, rơi xuống vách núi. Chỗ nham viên đã kết thúc chiến đấu. Yến Khinh Vũ nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm gật đầu, không vội vã đi lên phía trước, ngẫu nhiên quay đầu nhìn quanh. Cũng không lâu lắm, một tiếng gáy to lớn sắc nhọn vang vọng trời cao, liệt diễm như thủy triều đốt cháy tầng mây, để bầy chim xung quanh kinh sợ bay chạy đầy trời. Một đầu hỏa ưng to lớn huy động cánh chim, ở chê y vách núi xoay mặt nhìn quanh, tiếng gáy to vội vàng biểu thị công khai rằng nó đang vô cùng phẫn nộ. Khương Phàm lập tức leo lên tán cây trước mặt, móc ra một cái trứng chim, dùng sức đập nát, bên trong dâng lên quang hoa nồng đậm, còn có tiếng chim hót mơ hồ. Yến Khinh Vũ trừng to mắt nhìn, đây là đổi cách tìm đường chết sao? Thu! Chê y không chung, hỏa ưng rất nhanh đã nhận ra khí thức nơi này, phát ra tiếng gáy to chói tai, bay tới phía nơi. Đi mau, đuổi theo ta! Khương Phàm nhảy xuống co cẳng liền chạy. Một bên chạy một bên lấy ra hai trứng chim từ trong thanh tiểu đồng tháp, xé áo ra đựng chúng. Cần ta làm gì không? Yến Khinh Vũ mang theo lợi kiếm, theo sát ở phía sau. Theo sát là được rồi. Tốc độ Khương Phàm càng lúc càng nhanh, rừng cây dày đặc và đường núi chập trùng cũng không mang đến cho hắn bao nhiêu ngăn trở. Hỏa ưng chú ý tới hai bóng người trong rừng rậm, lập tức cuốn lên hỏa chiều mãnh liệt, đi theo bọn hắn. Mặc dù hình thể to lớn lại giống như chớp giật mà lướt qua rừng rậm, lưu lại bóng đen đáng sợ. Tìm được rồi. Khương Phàm rất nhanh đã chú ý tới mấy thân ảnh đang phi nước đại trong núi rừng phía trước, chính là đám người sinh tử môn kia. Khương Phàm. Danh con, ngươi còn dám trở về. Đám môn đồ sinh tử môn giống như mãnh thú ngửi được mùi máu tươi, gầm thét lao đến phía hắn. Đều coi chừng, tiểu tử này khẳng định lại đang đùa phàm hoa chiêu gì đó. Hoàng Hùng lớn tiếng nhắc nhở. Khương Phàm đang phi nước đại đột ngột đứng lại, ở tại chỗ mà cúi người xúc thế, ném thẳng bao vải trong tay đến Hoàng Hùng. Hoàng Hùng giống to tạo ra sóng khí chấn tan bụi đất, tay hóa thành dùi nhọn đánh vào túi vải. Chiếc túi tùy tiện bị đánh xuyên, nhưng dịch chứng bên trong lại phun ra chê y người hắn, số lượng không nhiều, nhưng lại vẩy vào chê y mặt và chê y thân. Sau đó Khương Phàm tiếp tục bao vải khác đánh tới người xông lên phía trước nhất. Phá cho ta. Nam tử cảnh giới cao thâm, phẫn nộ lại không sợ, vung lên trọng chùy đập bể túi vải. Trứng chim trong bao vải vỡ vụn, dịch trứng đối diện đổ lên người hắn. Tiểu tử, đây chính là ám khí của ngươi. Bọn hắn vừa rồi thật rất khẩn trương, sợ tiểu tử này lại đùa phàm hoa chiêu gì. Thế nhưng, nhìn dịch trứng chê y người lại có chút không hiểu thấu. Không nên động. Khương Phàm bỗng nhiên dừng lại, chỉ vào bọn hắn giống to. Bọn người Hoàng Hùng cũng không biết thế nào, thật đúng là ngừng tay la gì. Không nên động, ai động kẻ đó chết. Khương Phàm quát tháo bọn hắn. Tiểu tử, người hù dọa ai? Hoàng Hùng lau dịch nhờn chê y người, đưa vào mũi người người. Đúng vào lúc này, rừng cây chung quanh đột nhiên bị một ngọn lửa màu đỏ bừng chiếu đến, một con hỏa ưng khổng lồ huy động hai cánh đầy liệt diễm phá tan tán cây rậm rạp vọt xuống. Con mắt đỏ thấu lập tức tập trung vào Hoàng Hùng và nam tử đang toàn thân phủ đầy dịch chứng. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi. Bọn người Hoàng Hùng thốt nhiên biến sắc, rốt cuộc cũng biết tiểu tử này đùa phàm quỷ kế gì. Khương Phàm, ta phải lột da của ngươi ra. Tráng hán kia vừa phẫn nộ vừa khẩn trương, tiểu tử này tuổi còn trẻ ở đâu ra nhiều chủ ý hỗn trướng như vậy. Hỏa ưng hét lên đầy giận dữ, cuốn lên hỏa diễm mãnh liệt lao thẳng tới Hoàng Hùng. Uông Viễn. Không cần lui, cùng ta cùng một chỗ giết chết hỏa điều này. Hoàng Giao, Tang Chính Kỳ, Văn Ngạn, Cung Tử An, bốn người các ngươi bắt lấy tiểu xúc sinh kia cho ta. Phải sống, phải bắt sống. Hoàng Hùng gầm thét, mặt đất chung quanh ầm vang băng liệt, đại lượng bụi đất đá vụn bay lên không, theo hắn nghênh chiến hỏa ưng. Mắt Uông Viễn cũng lộ ra hung quang, mang theo lợi kiếm giết tới. Bọn người Hoàng Giao vội vàng lui lại, tránh khỏi vòng chiến kịch liệt. Ánh mắt bén nhọn khóa chặt nơi Khương Phàm xa xa. Ngươi chạy thôi. Yến Khinh Vũ kinh hô, quay đầu liền chạy.
Khương Phàm đang muốn kéo Ô Cương Cung ra thừa cơ tập ca Iotasis, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Bốn người hoàng giao đuổi tới Khương Phàm. Khương Phàm phi nước đại cũng cao giọng nhắc nhở Yến Khinh Vũ. Chuẩn bị chiến đấu, phải liều mạng. Bọn hắn đều là linh anh cảnh cửu trọng thiên, là tên điên Liota máu chê y lưỡi đao, liều mạng cũng đánh không lại. Toàn thân Yến Khinh Vũ quấn lấy thanh phong, cơ hồ như muốn cách mặt đất mà bay lên. Nàng mặc dù cũng là cửu trọng thiên, nhưng mặc váy hoa lệ lại thông thấu, thực sự không thích hợp để chiến đấu, nhất là đánh với những tên điên không muốn mạng này. Không liều mạng thì phải chết, phối hợp với ta. Khương Phàm giống to, gắt gao nắm chặt song quyền, tùy thời chuẩn bị chém giết. Trong lòng Yến Khinh Vũ hơi giãy giụa, ca Iota siết thích linh văn, nắm chặt lợi kiếm. Ngay một khắc này, Tang Chính Kỳ trong bốn người lao lên đại thụ bên trái đằng trước, thân hình gầy gò dâng lên thanh mang nồng đậm. Hắn đứng trong tán cây, thanh âm vang dội, song quyền thay phiên đánh vào chạc cây, thanh mang nồng đậm mãnh liệt mà vào. Giờ khắc này, cây già yên lặng vậy mà giống như sống lại, mãnh liệt lay động, tất cả chạc cây đều lung tung bay lên, bổ nhào tới Yến Khinh Vũ cùng Khương Phàm. Đây là võ pháp gì? Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, nhanh tốc né tránh, nhưng nhánh cây quá dày đặc, trong lúc hỗn loạn, ba cành đánh vào lồng ngực, đánh hắn phun một ngụm máu, chật vật chạy ra ngoài. Ngay sau đó hai chạc cây khác gào thét lao tới, cuốn lấy hai chân bỗng nhiên dương cao lên. Một chạc cây khác giống như lợi kiếm đang nổ bắn tới. Thanh phong nhận, chém. Yến Khinh Vũ bay lên 0-7-8 mét, nhanh như cầu vồng tránh đi khỏi mấy cái chạc cây, lợi kiếm cuốn lên rất nhiều phong nhận xoắn nát cành cây quấn quanh Khương Phàm. Khương Phàm thoát khốn, đập người xuống đất. Nhưng khi hắn vừa muốn đứng lên, Văn Ngạn trước mặt đã cuồng hống giết tới. Sải bước nhanh tới, cự quyền hóa thành hỏa diễm mãnh liệt như sóng dữ đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, gắt gao nắm chặt quyền đầu liều mạng đón đỡ. Kim viêm thánh văn phát sáng, khí hải mê vụ xoay tròn, chê y dưới hai đầu nguồn bỗng nhiên quán thông. Kinh mạch toàn thân đều phát ra sức sống mạnh mẽ điều động toàn bộ linh lực minh y gờ hội tụ vào nắm đấm. Theo một ca Iota siết trùng thiên của Khương Phàm, liệt diễm hóa thành đầu hổ mãnh liệt bạo ca Iota siết đánh tới đối diện. Ầm ầm, Văn Ngạn đánh ra liệt diễm lại bị cường thế đụng nát. Đầu hổ lại ngưng tụ không tan, đánh vào chê y mặt của hắn. Văn Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm bay ra ngoài, máu me đầy mặt mà mơ hồ. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, cảm thấy giật mình đối với uy lực của vạn thú thiên hoàng quyền cận chiến, không hổ là thánh cấp võ pháp, rất bá đạo. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, thế công lại không có bất cứ đình chỉ nào. Khương Phàm phi nước đại, xuất thủ vô tình, ngay lúc Văn Ngạn kêu thảm rơi xuống đất. Từ bên cạnh hắn sượt qua. Phốc phốc, tay nâng đao dương, Ô Cương đoản đao sắc bén cắt cổ họng của hắn. Tiểu hỗn đản, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tang Chính Kỳ thấy đồng bạn chết thảm, nổi lên cơn giận dữ, linh lực mãnh liệt rót vào trong đại thụ. Cây già mãnh liệt lay động, giống như muốn trồi lên từ mặt đất, sợi đằng tráng kiện liên tiếp đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm linh hoạt né tránh, nhưng hoàng giao lại xuất hiện ở phía trước. Từng luồng cuồng phong giống như thủy triều tuôn ra mà tới, lập tức nuốt sống hắn, thân thể mất đi cân bằng, cơ hồ muốn bị quăng bay ra ngoài. Ầm ầm. Phía sau, mười mấy sợi đằng giống như trọng quyền đánh vào lưng của hắn, đánh đến mức hắn lảo đảo một cái, da thịt nhảy nhụa đầy máu. Chết đi. Công tử An giống như độc xà từ bên cạnh sông ra, cuốn lên kiếm chiều lạnh thấu xương đánh tới Khương Phàm. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Yến Khinh Vũ cũng đã rút kiếm giết tới, nửa đường chặn lại, một câu cũng không nói, thế công lại lăng lệ dị thường. Làm đệ tử Thượng Cung Kim Dương Cung, khi Yến Khinh Vũ nghiêm túc thì vô cùng cường thế, đảo mắt đã chế trụ Công Tử An. Khương Phàm cưỡng chế đau đớn, vững vàng quỳ một chân chê y đất, giơ Ô Cương Cung lên, đang muốn khóa chặt hoàng giao trước mặt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống to một tiếng, Yến Khinh Vũ, mau trốn, bọn chúng đến rồi. Đột nhiên thanh âm vô cùng thê lương còn giống như mang theo hoảng sợ mà rung động. Cái gì tới? Yến Khinh Vũ cùng Công Tử An lập tức tránh ra, hoàng giao ở xa xa bỗng nhiên quay đầu. Nhưng chính là giờ khắc này, biểu lộ chê y mặt Khương Phàm đột nhiên ngưng lại, Ô Cương tiễn trong tay ngay lập tức thoát khỏi dây cung, hướng về phía hoàng giao đánh tới. Hỏng rồi!
Hoàng Giao quay đầu lại cái gì cũng không thấy liền ý thức được mình đã bị lừa. Nàng lập tức muốn thoát ra ngoài, tránh né sang bên cạnh. Nhưng thời khắc đang muốn tránh, một cỗ lực lượng khổng lồ đâm xuyên lồng ngực, thân hình gầy gò đều bị đánh bay ra ngoài. Công tử An cùng Tang Chính Kỳ đều ở chỗ đó, khó có thể tin nhìn lấy Hoàng Giao bị tên xuyên thủng tim, vừa nhìn về phía Khương Phàm đang đứng dậy nơi đó. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ lại nóng nảy nhưng giờ khắc này cảm nhận được một cỗ hàn khí không cách nào nói rõ. Tiểu gia hỏa này thật chỉ có 13 tuổi sao? Cái này không phải là giảo hoạt gì cả, đây quả thực là một sát thủ tàn nhẫn đã từng trải qua trăm trận chiến. Ngươi chết đi! Khương Phàm đứng dậy, đồng thời thuận thế dựng vào chi cung tiễn thứ hai khóa chặt Tang Chính Kỳ trong tán cây nơi xa. Tang Chính Kỳ lập tức bừng tỉnh, điều động linh lực toàn thân lần nữa rót vào đại thụ. Khống chế chạc cây bay lên, muốn chặn đánh ô cương tiễn. Nhưng một khắc này, Khương Phàm kéo ô cương cung ra lại đột nhiên đổi hướng, ô cương tiễn lại bắn về phía công tử An cách đó không xa. Con người công tử An co rụt lại, lập tức tránh né. Ô cương tiễn thoát cung mà đi, Khương Phàm quấn quanh lấy một tấm bạo viêm phù cuối cùng ở phía chê y. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt chấn động sơn lâm nhấc lên liệt diễm kinh khủng nuốt sống công tử An còn đem cả Yến Khinh Vũ cùng Khương Phàm đều cuốn vào. Đáng chết! Tang Chính Kỳ trong tán cây lần đầu tiên cảm nhận được nguy hiểm. Tiểu tử này so với sát thủ còn khôn khéo hơn, so mãnh thú còn tàn nhẫn hơn, dáng người mạnh mẽ phản ca yêu ta siết linh hoạt lại để từ trong lòng hắn dâng lên một luồng hơi lạnh. Khương Phàm, người điên rồi! Trong liệt diễm truyền ra tiếng Yến Khinh Vũ nổi giận quát mắng. Mặc dù đã tách ra với công tử An một khoảng cách, thế nhưng hỏa thế mãnh liệt vẫn cuốn nàng vào, toàn thân bỏng diện tích lớn, y phục đều kém chút bị đốt sạch. Công tử An thì kêu thảm muốn đập tắt liệt hỏa, toàn thân bốc lên khói đen, chật vật không chịu nổi. Tên tiểu hỗn đản này có bao nhiêu tấm hỏa phù? Ô Khương Tiễn, rồi còn hỏa phù, bọn hắn còn đánh thế nào? Khương Phàm đâu? Tang Chính Kỳ nhướng mày, cẩn thận tìm kiếm thân ảnh Khương Phàm ngay khi ngọn lửa dần tán. Tiểu tử này rất có thể đang trốn ở đâu để đánh lén. Công tử An cẩn thận. Tang Chính Kỳ đang muốn nhắc nhở công tử An nơi xa xa, mặt lại hơi biến sắc, bỗng nhiên quay đầu. Khương Phàm nắm lấy sợi đằng tráng kiện vọt tới, giống như báo săn thoăn thoắt, diện mục dữ tợn, trong tay nắm lấy ô cương đao bổ xuống người hắn. Con người Tang Chính Kỳ co rụt lại, nói thầm một tiếng, xong. Phốc phốc, ô cương đao rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Một cái đầu bay ra ngoài. Khương Phàm đứng chê y tán cây dần dần yên tĩnh, kịch liệt thở hổn hển, nhìn chằm chằm công tử An nơi xa. Còn mỗi mình ngươi, công tử An đang đánh tan hỏa diễm khắp người, cả kinh lui lại hai bước. Nhìn cái này, lại nhìn lại cái kia, ba bộ thi thể chết thảm để hắn không rét mà run. Yến Khinh Vũ không lo được tình cảnh bạo lộ của mình, nhìn đạo thân ảnh chê y cây kia, vậy mà cũng cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Khương Phàm mấy năm này đến cùng là lịch luyện thế nào? Hắn mỗi ngày đều liều mạng như thế sao? Ta còn có ba mũi tên, chi thứ nhất. Khương Phàm triệu ra ô cương tiễn từ trong thanh đồng tiểu tháp, chậm rãi kéo ra, khóa chặt công tử An, chạy. Công tử An vô ý thức muốn rời khỏi, lại do dự một lát, đứng tại nơi đó, hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của ô cương cung, có thể tránh một mũi hai mũi tên, nhưng cũng tránh không khỏi mũi thứ ba. Hắn cắn răng một cái nói với Khương Phàm. Sinh tử môn không có hèn nhát chạy trốn, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi, sinh tử môn không chỉ có mấy người chúng ta, cũng không chỉ là chút thực lực như chúng ta. Chọc đến sinh tử môn, nhất định sẽ quấn ngươi đến chết. Bành! Ô Khương tiễn thoát cung, tinh chuẩn bắn nổ đầu, tiễn thế mạnh mẽ, dự uy không giảm, thật sâu cắm vào thân cây phía sau. Khương Phàm từ chê y cây nhảy xuống, kịch liệt thở hổn hển. Yến Khinh Vũ mang ánh mắt quái dị nhìn hắn, mặc dù biết tên điên này không đơn giản, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn có thể làm được đến trình độ này. Ta có thể khiêu chiến Bạch Hoa rồi chứ? Khương Phàm thở phào, đi về phía công tử An. Yến Khinh Vũ lấy lại tinh thần, đưa cho hắn mấy khỏa đan dược. Không phải ta đã ca yêu ta siết ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khiêu chiến chê y lôi đài với chém giết trong rừng không giống nhau. Huống chi bọn hắn chỉ là linh văn tam tứ phẩm, tu luyện đều là linh cấp võ pháp. Bạch Hoa lại là lục phẩm linh văn, tu luyện đều là huyền cấp võ pháp cao thâm. Người có thể ở trong rừng giết ba tên, năm tên bọn hắn, nhưng chê y lôi đài lại không thể đả thương tới Bạch Hoa được một sợi lông.
ta nói chính là sự thật. Khương Phàm không để ý lời Yến Khinh Vũ nói, đi ra phía sau Cung Tử An rút ô cương tiễn ra, lắc đầu. Một tên đáng thương, bị hù chết. Có ý tứ gì? Yến Khinh Vũ đột nhiên hỏi. Ngươi còn có mấy mũi tên? Một cái. Khương Phàm lung lay vừa rút ô cương tiễn ra, lại tìm tới mũi thứ hai ở chỗ kim dao. Hai cái. Yến Khinh Vũ im lặng nhìn hắn một hồi, nàng nhặt lên ô cương tiễn bên kia, ném cho Khương Phàm. Ba cái. Giải quyết bốn tên, còn lại hai cái. Khương Phàm đang muốn tìm kiếm Hỏa Ưng, lại phát hiện trận chém giết kịch liệt nơi xa đã kết thúc, Hỏa Ưng ở chê y không xoay một lát, cũng rời khỏi nơi đó. Hai kẻ kia chết rồi. Yến Khinh Vũ có chút ngoài ý muốn, nhanh như vậy đã kết thúc rồi à? Đi qua nhìn một chút. Khương Phàm không có bạo viêm phù, chỉ dựa vào ô cương tiễn còn không uy hiếp ta được hai tên mạnh nhất kia, nhưng hắn vẫn đi tới. Nếu như chết rồi, hắn sẽ an tâm, còn nếu như không chết, hắn vừa vặn bồi thêm một mũi tên. Khương Phàm đi vào nơi Hỏa Ưng cùng Hoàng Hùng chém giết. Nơi này đã là một phiến đất hoang vu, mặt đất sụp đổ, bụi đất tung bay, đại lượng cây rừng bị đốt thành cho bụi, tràng diện hỗn loạn có thể tưởng tượng đến tình hình chiến đấu thảm liệt. Một bộ thi thể bị đốt cháy khét nằm rạp chê y mặt đất, thân thể rách mướp, tử trạng thê thảm. Nhưng, chỉ có tên này. Một tên khác hẳn là chạy trốn. Khương Phàm ở chung quanh tìm một vòng, tìm được vết máu, một mực kéo dài đến đường sông rất xa. Vừa rồi đầu Hỏa Ưng kia xoay quanh ở chỗ này, hẳn là đang tìm kiếm hắn. Khương Phàm thuận đường sông hướng xuống tìm, tuyệt không thể lưu lại tai họa ngầm gì cho mình. Yến Khinh Vũ nhìn sắc trời không còn sớm, muốn nhắc nhở hắn mau chóng trở về, nhưng dáng vẻ Khương Phàm hiển nhiên không giống như sẽ nghe lời nàng khuyên, chỉ có thể đi theo ở phía sau. Khương Phàm thuận đường sông tìm mấy trăm mét, phát hiện dấu vết một vũng nước, còn có pha lẫn máu tươi. Tìm được rồi. Khương Phàm nắm chặt ô cương cung, lặng lẽ thuận theo huyết thủy đuổi theo, nhưng mà... Tiểu tử, ta biết ngươi sẽ đến. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hôm nay... Người phải chết. Một nam nhân toàn thân ướt nhẹp đứng cách đó không xa, cánh tay trái đã vỡ vụn, trước ngực bị lợi chảo xé mở hai vết thương to tướng, da thịt lồi ra ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng kẻ đó diện mục đang rất dữ tợn, con mắt sung huyết khát gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Chính là Hoàng Hùng. Yến Khinh Vũ, mau lui lại. Khương Phàm quát to, bỗng nhiên kéo căng ô cương cung, ngay lập tức tuột tay. Ô cương tiễn nặng nề sắc bén xoay tròn gào thét tạo ra kình khí bay tới Hoàng Hùng. Liệt thổ trưởng. Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn, lớn tiếng gào thét, tay phải căng cứng đẩy về phía trước, mình y gờ thổ khí ẩm vang sôi trào ngưng tụ thành đá vụn dày đặc cuốn về phía Khương Phàm giống như là mặt tường đất nhấc lên cao 5-6 mét. Ô cương tiễn mãnh liệt sau khi xuyên thấu liệt thổ trưởng thì không còn dư lực, liệt thổ trưởng đối diện chụp về phía Khương Phàm. Khương Phàm bị hung hăng đập ra ngoài. Vừa vặn bắn vào chê y người Yến Khinh Vũ. Mau lui lại. Khương Phàm thuận thế ôm lấy Yến Khinh Vũ, muốn xông vào trong lòng sông trước mặt. Nhưng mặt đất chung quanh lại ầm vang sụp đổ, từng cái bia đá giống như tấm chắn ầm vang dâng lên, bốn phương tám hướng ngăn cản đường đi của bọn hắn. Phiên Sơn Trưởng. Hoàng Hùng giống như điên, bộc phát toàn bộ thực lực linh nguyên cảnh, bia đất vừa mới dâng lên ầm vang sụp đổ, Khương Phàm và Yến Khinh Vũ bị đánh ở giữa còn không có kịp phản ứng. Khương Phàm mặc dù thường xuyên chém giết cùng mãnh thú, nhưng chưa bao giờ gặp được thế công võ pháp của cường giả linh nguyên cảnh, ánh mắt trong chớp mắt đã bị thạch lãng mãnh liệt tràn ngập. Yến Khinh Vũ càng không gặp được nguy cơ như vậy, ý thức trống rỗng, phảng phất như nghĩ đến hình ảnh mình chết thảm. Kinh hồn chớp mắt một cái, Khương Phàm đưa tay vùng Yến Khinh Vũ lên, dùng sức đặt ở dưới người mình, kéo căng thân thể ngạnh kháng một ca iota siết tàn nhẫn này. Ầm ầm, mặt đất lay động, bụi đất tung bay. Kịch liệt va chạm tạo thành mộ đất cao 5 mét rộng hơn 10 thước, đem hai người Khương Phàm mai táng tại bên trong. Sắc mặt Hoàng Hùng dữ tợn chợt lảo đảo một trận, ngồi liệt chê y mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Hắn vừa mới chém giết cùng mãnh cầm, bị trọng thương. Nếu như không phải nghĩ muốn giết Khương Phàm, hắn đã chuẩn bị đồng quy vu tận cùng mãnh cầm. Hắn liều mạng trọng thương, trốn vào trong sông, sau đó lưu lại vết tích, chờ Khương Phàm mắc câu. Sốt cuộc, ông trời cũng mở mắt, tiểu tử này thật đúng là dò theo. Hoàng Hùng hư nhược ngồi đó, ánh mắt một khắc đều không rời khỏi mộ đất trước mặt, đợi thời gian trôi qua.
Tiểu tử này mặc dù giảo hoạt lại khôn khéo, nhưng nói cho cùng vẫn là một hài tử linh anh cảnh, dựa vào thân man lực dùng ô cương cung mà thôi, thời điểm chân chính mặt đối mặt thì hắn gánh không được một ca iota siết toàn lực của linh nguyên cảnh. Bất quá vì lý do an toàn, chôn một hồi rồi tính. Nếu như chết rồi, vừa tốt, nếu như không chết, cũng có thể từ từ nín chết. Sau mười mấy phút, Hoàng Hùng chống người lên, đi vào trước mộ đất, hắn giơ tay lên, khống chế đất đá tản ra. Tiểu tử, ta để cho ngươi cuồng, ngươi tốt nhất còn có một hơi, để ra ra ta đến hành hạ ngươi. Nhưng trong đống đá trước hết nhất lộ ra ngoài không phải Khương Phàm, cũng không phải thi thể nát gì, mà là rất nhiều vỏ trứng, còn có dịch trứng sền sệt. Khí tức sinh mệnh mình y gờ thẩm thấu vào bên trong, giống như có thứ gì đó đang hấp thu lấy bọn chúng. Sắc mặt Hoàng Hùng hơi biến, lập tức muốn lui lại. Trong bụi đất mai táng đột nhiên truyền ra một tiếng gào thét, Khương Phàm tung người lên, tay cầm ô cương đoạn đao cứng rắn bổ về phía Hoàng Hùng. Một khắc cuối cùng khi hắn bị mai táng đã vung ra tất cả trứng chim, vận chuyển đại diệu thiên kinh nuốt luyện sinh mệnh nguyên khí, không chỉ có bảo vệ tính mệnh, càng là khôi phục nguyên khí. Lực lượng vạn cân phun trào chê y hai tay, bổ ra một ca iota siết mạnh nhất. Hoàng Hùng chật vật tránh đi, sau đó Khương Phàm lần nữa ra chiêu, xuất thủ như điện, đao thế dày đặc, cất bước phi nước đại, buộc Hoàng Hùng phải lùi lại. Bành! Cút ngay cho ta! Hoàng Hùng đâm người vào chê y một cây đại thụ phía sau, tay phải nâng lên một ca iota siết, mặc dù vội vàng, phát ra năng lượng không mạnh, nhưng uy lực linh nguyên cảnh vẫn vô cùng đáng sợ. Mình y gờ bụi đất tung bay tới Khương Phàm. Khương Phàm rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao, nắm chặt ô cương đao lần nữa bổ đi tới. Ngươi còn lại bao nhiêu linh lực? Đủ để giết ngươi. Hoàng Hùng tức giận, hét lớn một tiếng, phản ấn nham thạch chê y chán phát sáng, điều động toàn bộ năng lượng hội tụ về cánh tay phải. Liệt sơn trưởng. Tiếng vang ầm ầm, thổ nguyên lực hóa mình y gờ thành bụi đất mãnh liệt mà ra. Dẫn động mặt đất chung quanh đều băng liệt chê y diện tích lớn. Đá vụn bay lên, bụi đất mãnh liệt, bên trong ngưng tụ ra trưởng ấn hoàn chỉnh đánh về phía Khương Phàm. Trong khi Khương Phàm phi nước đại thì đột ngột nhảy mạnh, một phát bắt được trà cây trước mặt trước khi bụi đất đá vụn oanh tới, tránh đi thế công mãnh liệt. Lão tử có linh lực, tiểu tử, người thất sách. Hoàng Hùng giống to, lần nữa bạo phát thổ nguyên lực minh y gờ. Hóa thành đá vụn dày đặc không khác biệt gì ca iota siết trước mà oanh ca iota siết không chung. Khương Phàm ở chê y chuyển qua một tán cây khác, mạo hiểm tránh né thế công. Tiểu tử, phụ mẫu ngươi là con khỉ sao? Hoàng Hùng oán hận, kéo lấy thân thể trọng thương muốn đuổi theo. Nhưng chợt có một tiếng vang kỳ quái, trước ngực mát lạnh, Hoàng Hùng đứng tại nơi đó hoảng hốt một lát, khó có thể tin mà cúi đầu, nhìn ngực nhô ra một mũi kiếm băng lãnh. Ta! Còn sống đây, Yến Khinh Vũ đứng phía sau hắn, toàn thân đầy đất đá, miệng đầy máu tươi, lại nắm gắt gao lợi kiếm, đâm xuyên qua thân thể của hắn. A, hai người các ngươi, tiểu súc sinh. Hoàng Hùng giống to, quay người muốn chụp về phía Yến Khinh Vũ. Trong rừng lóe lên kình phong, ô cương tiễn xoay tròn gào thét lao mà tới, xuyên thủng lồng ngực của hắn. Khương Phàm ngồi xổm ở chê y tán cây xa xa. Sau một tiễn đầu thì thuận thế bắn mũi thứ hai, thẳng đến lồng ngực Hoàng Hùng. Bành! Toàn thân Hoàng Hùng run rẩy dữ dội, ngực lại có nhiều lỗ thủng. Tay hắn nâng lên hơi rung nhẹ, trước khi đụng vào Yến Khinh Vũ vô lực thả lỏng xuống. Phù phù một tiếng, vị ác đồ linh nguyên cảnh này quỳ chê y mặt đất, cúi đầu, chết không nhắm mắt. Yến Khinh Vũ lảo đảo mấy lần, lùi lại ngồi dưới đất, nàng không có sức khôi phục mạnh như Khương Phàm vậy. Nếu như không phải Khương Phàm dùng thân thể che cho nàng trước khi bị chôn, sau khi phá đất thì nhắc nhở tìm cơ hội tập ca iota siết, chắc nàng hiện tại còn đang hôn mê. Lần này, là chết thật. Khương Phàm nhảy từ chê y cây xuống, rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi. Để cho ta khôi phục một chút. Yến Khinh Vũ hư nhược thở hào hển, một trận chém giết thảm liệt hôm nay có trình độ vượt qua mấy năm lịch luyện trước đó của nàng, nhưng nàng không có nửa điểm cao hứng. Chỉ có cảm thấy may mắn như sống sót sau tai nạn. Chuyện như vậy nàng tuyệt không muốn kinh lịch lần thứ hai. Khương Phàm đi đến bên cạnh Hoàng Hùng, đảo mắt một chút, lấy xuống một chiếc nhẫn kiểu dáng cổ xưa từ chê y tay hắn. Đây là nhẫn không gian. Yến Khinh Vũ nhìn lên. Hình như thế. Loại vật này không phải vô cùng đắt đỏ sao? Khương Phàm biết loại nhẫn không gian chữ vật này,
bình thường mà nói không gian cũng không lớn, lại vô cùng đắt đỏ, ngoại trừ những người có thân phận tôn quý, hoặc là cường giả cảnh giới cao thâm, còn không sẽ có rất ít người tiêu phí tiền tài để mua cái này. Bọn hắn thế nhưng là người của sinh tử môn, tàn sát vô độ, tính tình bạo ngược, nói không chừng là giết người nào đó mà giành được. Thứ này dùng như thế nào? Nhẫn không gian phổ thông sử dụng rất đơn giản, nhỏ máu nhận chủ liền có thể ý thức tương thông. Khương Phàm lấy chút máu tươi từ chê y người, nhận chủ chiếc nhẫn, đang mong đợi có thể tìm được bảo bối gì. Phạm vi nhẫn không gian so với Khương Phàm dự đoán thì lớn hơn rất nhiều, phạm vi đường kính chừng hơn 10 mét. Chỉ là bên trong không có cái gì ngoại trừ từng con côn trùng dữ tợn xấu xí. Đây là cái gì? Khương Phàm triệu ra một con nhuyễn trùng mượt mà, ném xuống đất. Côn trùng. Yến Khinh Vũ thuận miệng nói. Đây là côn trùng gì? Bên trong không có thứ khác, đúng không? Yến Khinh Vũ thấy gia hỏa này im lặng, trong chiếc nhẫn hẳn là có chút đan dược linh thảo gì đó, vậy mà để đó không nhìn, nghiên cứu côn trùng. Trong này tất cả đều là côn trùng. Sao? Yến Khinh Vũ phục dụng mấy khỏa đan dược chữa thương, giãy giụa đứng lên, dùng mũi kiếm đụng đụng. Nhuyễn trùng giống như vô cùng sợ sệt, nằm đó co ro, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Tất cả đều là loại côn trùng này. Có vài loại lớn chừng bàn tay, còn có vài loại to bằng con này. Khương Phàm từ bên trong triệu ra một bao côn trùng Caiota CS cỡ tương đương, tròn vo, toàn thân đen kịt, nhưng lại bốc lên nhàn nhạt huyết khí, tản ra mùi máu tươi gai mũi. Hắc thủy mã hoàng. Yến Khinh Vũ biến sắc, cả kinh lui về sau hai bước. Mau thu bọn chúng lại. Thế nào? Khương Phàm thu hết hai con côn trùng. Đây là hắc thủy mã chỉ có ở trong khu vực Triều Hà, sông thuộc Hoàng Nam Cương. Bọn chúng không phải côn trùng phổ thông, là yêu thú. Đừng nhìn bọn chúng hình thể nhỏ, lại có thể hút khô nguyên lực của một đầu dã tượng đấy. Lúc bình thường tựa như con đầu tiên ngươi lấy ra như thế, khi hút no đầy đủ máu tươi sẽ trở nên vô cùng cực đại, sau đó biến thành màu đen nhánh. Khương Phàm nhíu mày dò xét lấy nhẫn không gian, đếm lấy hắc thủy mã hoàng bên trong. Hết thảy có. Hơn 200 con, gần một nửa đã biến thành màu đen. Thứ này có chỗ lợi gì sao? Không có tác dụng gì, chính là tiềm phục tại chỗ sâu sông Triều, hút máu tươi. Nghe nói sau khi đã hút no đầy đủ, bọn chúng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, từ từ luyện hóa. Nếu như bị quấy nhiễu, liền sẽ nổ tung, đừng nhìn hình thể nhỏ, uy lực nổ tung của bọn chúng lại vô cùng lớn, máu tươi bên trong cũng sẽ phun hết ra ngoài. Yến Khinh Vũ âm thầm hít một hơi, ngẫm lại cũng cảm giác buồn nôn. Đây là đam mê cá nhân hắn, hay là... Khương Phàm kỳ quái, sinh tử môn hẳn là vài gia hỏa tàn nhẫn, tiến vào đại hoang không phải săn giết mãnh thú, chính là ăn cướp tán tu, làm sao trong nhẫn không gian tất cả đều là loại vật buồn nôn này. Chẳng lẽ, bọn hắn là đang siêu tập máu tươi? Siêu tập máu tươi lại có thể làm cái gì? Sắc trời không còn sớm, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Yến Khinh Vũ vốn chán ghét người của sinh tử môn, hiện tại càng buồn nôn hơn. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ rốt cuộc cũng xác định được vị trí trong núi sâu Minh Y G, nhưng sau tai nạn may mắn cũng không còn sót lại chút gì. Bọn hắn trước trước sau sau dày vò lâu như vậy mới tìm đến phương hướng Bạch Hổ Quan. Hiện tại khoảng cách dự tính đều khoảng 300 dặm, vượt núi băng ngàn trở về, coi như không gặp nguy hiểm cũng phải hơn 3 giờ. Hai người rất không đuổi kịp trở về trước khi trời tối. Nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm ở phía trước phi nước đại, không ngừng mà thúc giục Yến Khinh Vũ phía sau. Yến Khinh Vũ chăm chú theo sát Khương Phàm, mặc dù không mạnh mẽ bằng hắn, lại nương tựa theo phong linh văn mang tới tiện lợi, miễn cưỡng có thể đuổi theo bước chân của Khương Phàm. Nhưng, giống, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gào thét cuồng liệt, một đầu gấu đen toàn thân bốc lên sát khí ngăn cản đường đi. Khương Phàm bỗng nhiên phanh lại, quay đầu phi nước đại, kêu gọi Yến Khinh Vũ đi đường vòng. Hắn hiện tại không có bạo viêm phù, càng không có tinh lực, phải tận lực tránh tiếp xúc cùng loại mãnh thú này. Nhưng nơi này là chỗ sâu tróng đại hoang, nếu như bọn hắn cẩn thận một chút còn có thể, hiện tại mạnh mẽ đâm tới chạy về phía trước, một khi gặp được mãnh thú, thời gian cũng sẽ nhiều bị trì hoãn. Thời điểm khi bọn hắn chật vật xông ra khu vực nguy hiểm, sắc trời đã bắt đầu tối dần. Đại hoang vô biên lâm vào bạo động trước bình tĩnh. Nhanh nhanh nhanh, lại nhanh, chúng ta còn có cơ hội. Khương Phàm vừa mới nói xong,
phương hướng Bạch Hổ Quan xa xôi đột nhiên vang tới tiếng chuông nặng nề. Sắc mặt Yến Khinh Vũ trắng bệch, ánh mắt nàng lắc lư, bỗng nhiên quay đầu ngắm nhìn chỗ sâu trong đại hoang. Cuối tầm mắt đang rõ ràng có một sợi tơ hắc ám cấp tốc giống như che trời hướng phía nơi này ầm ầm vọt đến. Cách thời gian cứ điểm đóng lại còn có một giờ, nhanh. Khương Phàm cao giọng thúc giục Yến Khinh Vũ. Chúng ta, trở về không được. Yến Khinh Vũ lại kinh ngạc đứng ở nơi đó. Bọn hắn vừa mới rời đi khỏi khu nguy hiểm, cách Bạch Hổ Quan hơn 100 dặm, còn phải trèo đèo lội suối, bọn hắn không có khả năng trong vòng một giờ có thể chạy về. Trời tối nguy hiểm, không được lưu lại trong đại hoang. Đây là tổ huấn ở Bạch Hổ Quan thậm chí là toàn bộ Thương Châu. Sau khi trời tối, đại hoang sẽ lâm vào bạo loạn vĩnh viễn không ngừng nghỉ, 100.000 ác linh ra khỏi vực sâu, 100.000 mãnh thú phát cuồng. Đại hoang sẽ thể hiện ra một mặt cuồng dã nhất, hung tàn nhất. Đừng nói hai người linh anh cảnh nho nhỏ như bọn họ, xem như linh nguyên cảnh, thậm chí cao hơn, lưu lại nơi này đều sẽ bị tươi sống xé nát. Nàng tránh thoát sự truy ca Iota Siết của sinh tử môn, nhưng vẫn phải chết trong đại hoang này sao? Yến Khinh Vũ. Khương Phàm quát một tiếng chói tai, đem nàng từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Còn có hơn 100 dặm, chúng ta trở về không được. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lắc lư, thì thào nói nhỏ. Cô muốn chết thì lưu lại đây, không muốn chết thì đuổi theo ta. Khương Phàm đưa tay giật thanh đồng tiểu tháp xuống, hướng về phía trước phi nước đại, hắn ca Iota Siết hoạt thánh linh văn, lòng bàn tay ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng, bao phủ thanh đồng tiểu tháp. Tiểu tháp dần dần phóng xuất ra thanh quang nhàn nhạt, mặc dù rất yếu ớt nhưng lại cho Khương Phàm một phần hy vọng. Khương Phàm tản hỏa diễm ra, dùng sức nắm chặt thanh đồng tháp, tốc độ bỗng nhiên tăng lên, giống như con báo săn phi nước đại trong rừng rậm. Yến Khinh Vũ hoảng hốt một lát, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh đuổi kịp Khương Phàm. Đông, đông, tiếng chuông trầm muộn quanh quẩn chuyên từ phương hướng Bạch Hổ Quan, truyền khắp các nơi đại hoang. Nhắc nhở mọi người quên thời gian nhanh chóng trở về. 100.000 huyền giáp vệ toàn bộ đi lên đầu tường, dưới sự chỉ huy của võ tướng trấn thủ mà vào vị trí của mình, toàn bộ 100.000 ô cương tiễn mang lên đầu tường. 30.000 cự linh vệ điều động khí tức, bổ sung linh lực, làm tốt chuẩn bị tử chiến. Hắc ám vô biên che đậy màn trời ép qua rừng rậm minh y gờ của đại hoang, hung hăng đè ép tới Bạch Hổ Quan. Khương Phàm và Yến Khinh Vũ một trước một sau phi nước đại. Một giờ, bọn hắn dòng dã chạy 70 dặm, nhưng khoảng cách đến Bạch Hổ Quan còn có hơn 30 dặm đường núi. Đuổi theo ta. Khương Phàm giống như ác lang nổi điên lao chê y tàng cây, nhìn quanh chê y sườn núi. Ngươi lại đang tìm cái gì? Nơi này không có chỗ cho chúng ta ẩn thân. Yến Khinh Vũ lần đầu tiên cảm thụ được hắc ám đại hoang trong khoảng cách gần, nguyên lai bên trong không chỉ là nhìn thấy loại đen kia, còn tràn ngập các loại huyết quang. Trong bóng tối quanh quẩn tiếng gào thét cùng rít lên kịch liệt. Cuồng phong mãnh liệt lướt qua sơn lâm gào thét mà tới, thổi tóc dài nàng bay lên, thân thể đều không bị khống chế mà lui lại. Tìm được rồi. Khương Phàm hô lớn một tiếng, chạy qua sơn cốc phía trước mặt. Sơn cốc bị bốn tòa sơn phong bao quanh, bởi vì thế núi cao ngất, đè ép lẫn nhau. Nơi này cũng không thể xem như một sơn cốc, nhiều lắm là xem như một cái hố sâu. Trong phạm vi không lớn còn có đầy các loại cây già cong gãy rất dài. Khương Phàm nhớ kỹ nơi này là bởi vì ở chỗ này phát hiện qua một cái hang đá chật hẹp, bên trong mọc ra vài gốc dược già. Yến Khinh Vũ không biết nơi này có cái gì đặc biệt, nhưng vẫn đi theo Khương Phàm chạy vào. Khi hắc ám ầm ầm u u nghiền ép tới, Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ chui vào trong thạch động chật hẹp. Lấy ra tất cả đan dược bổ sung linh lực cho ta. Khương Phàm lấy ra toàn bộ bình ngọc linh dịch của mình, thúc giục Yến Khinh Vũ. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ chưa bao giờ trải qua loại chuyện như vậy bị dọa đến có chút mất hồn. Cược mệnh. Khương Phàm cố gắng trấn tĩnh, chút xuống một bình linh dịch, hai tay dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, nuốt sống thanh đồng tiểu tháp. Hỏa diễm căn bản xua tan không được hắc ám, người đây là chờ chết. Đừng nói nhảm, đem đan dược đều đưa cho ta, sau đó, ôm chặt ta. Khương Phàm thúc giục thánh linh văn, toàn lực nung khô thanh đồng tiểu tháp dần dần nở rộ thanh mang yếu ớt, xua tan hắc ám trong thạch động. Cái gì, nhanh! Khương Phàm bạo hống một tiếng, chấn động hang đá. Trong lúc Yến Khinh Vũ do dự, hắc ám bỗng nhiên cuốn qua dãy núi, vô biên ác linh tràn qua ngọn núi, chật ních cả sơn cốc.
ôm chặt ta. Khương Phàm mở thắt lưng gấm, thánh linh văn chê y chán nở rộ lên kim quang chói mắt, cùng thanh quang thanh đồng tiểu tháp chiếu rọi lẫn nhau, ngạnh sinh xua tán đi hắc ám, dâng lên một mảnh quang minh. A à, Yến Khinh Vũ đột nhiên kêu lên thê lương thảm thiết, chật vật nhào vào trong quang ảnh, ác linh sau lưng rít lên rút đi. Cứ như vậy một hồi, phía sau lưng nàng lại bị xé rách huyết nhục mơ hồ. Nàng đau đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng ôm lấy Khương Phàm. Khương Phàm giơ thanh đồng tiểu tháp lên cao, giống như điên mà phóng thích liệt diễm, lắp đầy sơn động chật hẹp bằng ánh sáng hai màu vàng lam. Bên ngoài quanh quẩn lít nha lít nhít tiếng gào rít, còn có tiếng gào thét kinh khủng để cho người ta dùng mình. Ngươi! Yến Khinh Vũ khó có thể tin mà nhìn linh văn sáng chói chê y chán Khương Phàm, giống như là đóa kim liên nở rộ, hoa lệ mà tôn quý, bao trùm lấy gần phân nửa chán. Không chỉ có kim quang tôn quý chói mắt, càng mang đến một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt cho linh văn của Yến Khinh Vũ. Nàng chưa từng nghe nói ánh sáng của linh văn có thể xua tan hắc ám đại hoang, càng không gặp qua linh văn ai phức tạp lại rộng lớn như vậy. Trừ phi, thánh linh văn, Yến Khinh Vũ thì thào khẽ nói, ánh mắt lắc lư, trong tầm mắt tất cả đều là đóa kim mang nở rộ kia, cơ hồ quên đi nguy hiểm kinh khủng bên ngoài. Đây là thất phẩm thánh linh văn. Khương Phàm lại có thánh linh văn. Trong bóng tối đột nhiên tuôn ra một lợi chảo to, hung hăng đập vào phía sau lưng Yến Khinh Vũ, máu tươi vẩy ra, lộ hết cả xương trắng. Nàng thê lương thét lên, gắt gao ôm lấy Khương Phàm. Trong bóng tối ngay sau đó xông ra một cái đầu lưỡi đẫm máu, quấn lấy mắt cá chân của nàng, bỗng nhiên kéo một cái hướng ra phía ngoài. Không được, cứu ta, cứu ta. Yến Khinh Vũ gắt gao ôm lấy Khương Phàm, hoảng sợ thét to. Hai mắt Khương Phàm trừng trừng, cuồng dã gào thét, câu thông hỏa điểu trong khí hải, điên cuồng thúc giục thánh linh văn. Thánh quang sáng chói, liệt diễm sôi trào, ánh sáng của thanh đồng tiểu tháp cũng trong ngọn lửa mà hừng hực thêm mấy phần, quang mang bỗng nhiên phồng lên hướng về bên ngoài sơn động, xua tan lấy ác linh mãnh thú tụ tập bên ngoài. Quái vật buông lỏng đầu lưỡi, nhưng khi Yến Khinh Vũ thu hồi lại chân phải cũng lộ ra xương trương, dáng vẻ đẫm máu kém chút đã dọa nàng ngất đi. Ôm chặt ta, dùng sức ôm chặt ta. Khương Phàm cầm lấy một bình linh dịch ừng ực rót hết vào trong miệng, bổ sung linh lực trong khí hải, tiếp tục thúc giục linh văn, phóng thích ra quang mang thanh tiểu tháp đồng. Yến Khinh Vũ chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem đầu chôn vào trong ngực Khương Phàm, ôm chặt lấy hắn. Giống. Ác linh quanh quẩn bên ngoài giữ tợn gào thét, nương theo tiếng thê lương gào rú, đất rung núi chuyển, phảng phất như toàn bộ thế giới đều lâm vào bạo động. Toàn thân Yến Khinh Vũ run rẩy, sợ hãi, đau đớn giống như thủy triều bao phủ lấy nàng, ý thức của nàng trống rỗng, chỉ là theo bản năng ôm chặt. Ôm chặt. Khương Phàm điên cuồng bạo phất hồi lâu, vượt qua bạo động ban sơ mới bắt đầu hơi giảm bớt phạm vi quang mang, miễn cưỡng đem hai người vây lại. Đêm dài dài rằng giặc, còn tới 12 giờ mới có thể nghênh đón quang minh. Khương Phàm cần phải không ngừng phóng thích thánh văn, nếu như linh dịch đan dược không có, hắn thật chỉ có thể chờ chết. Cho nên có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Quang mang ngập trời chê y bạch hổ quan trống lên màn ánh sáng kiên cố trong bóng tối vô biên, bao phủ thành bạch hổ ở phía sau. Chê y tường thành kéo dài hơn 80 dặm, 30.000 cự linh vệ 100.000 huyền giáp vệ dũng mãnh chém giết, ngăn trở ác linh mãnh thú trùng Kaiota Siết, thanh âm ầm ầm rung chuyển trời đất. Tình hình chiến đấu thảm liệt, không có người nào chú ý tới trong sơn cốc bên ngoài 30 dặm. Một đoàn hào quang nhỏ yếu gian nan chống cự hắc ám xâm nhập, nó tựa như một ánh nến dưới mưa to gió lớn, lung lay sắp đổ. Nửa đêm, Khương Phàm hao hết tất cả linh dịch của mình. Có thể là linh dịch Kaiota Siết, cũng có thể là trước kia thôn phệ trứng chim, lại hoặc là liên tiếp chém giết Kaiota Siết phát, cảnh giới hắn kẹt tại lục trọng thiên vậy mà không thể tưởng tượng nổi lại đột phá, trong đêm khuya nguy hiểm này đã vào linh anh cảnh thất trọng thiên. Quang mang thánh linh văn đều cường thịnh hơn rất nhiều. Khương Phàm lại cao hứng không nổi, đã hao hết linh dịch, chỉ có thể ký thác vào đan dược trong tay Yến Khinh Vũ. Nếu như không có đan dược, bọn hắn sẽ biến thành một đống bạch cốt trước hừng đông. Cảnh giới đột phá hay không đột phá lại có ý nghĩa gì? Ta không muốn chết, Khương Phàm, ta không muốn chết. Yến Khinh Vũ ôm thật chặt Khương Phàm, cánh tay hai chân đều hận không thể chen vào trong thân thể Khương Phàm. Phía ngoài truyền đến tiếng gào thét liên tiếp giống như không có một khắc thư giãn. Nàng không dám quay đầu nhìn,
sợ trong bóng tối vô biên đột nhiên xông ra lợi chảo đem nàng kéo đi. Sợ hãi, tuyệt vọng, càng có vọng cầu sinh mãnh liệt. Ai cũng sẽ không chết, chúng ta sẽ sống để trở về thành Bạch Hổ. Khương Phàm nói nhỏ an ủi, cũng dùng sức ôm chặt lấy nàng. Thế nhưng, từng khỏa đan dược đều đang tiêu hao, lại thủy chung không nhìn thấy dấu hiệu hừng đông, ngược lại không ngừng có mãnh thú ác linh muốn xông vào trong mảnh quang minh này. Khương Phàm, Yến Khinh Vũ đều máu me khắp người, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Không biết qua bao lâu, ý thức Khương Phàm bắt đầu hôn mê, sức lực tiêu hao nghiêm trọng để hắn giơ cao tay phải cũng hơi run rẩy, cũng may hắn ý chí đủ cứng cỏi, không ngừng mà nhắc nhở lấy chính mình phải kiên trì lại thêm kiên trì. Trong bóng tối lấp lóe huyết quang thỉnh thoảng xẹt qua khuôn mặt dữ tợn, cũng nhắc nhở lấy hắn tuyệt đối không thể hôn mê, nếu không thì sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Đó là cái gì? Trong thoáng chốc, Khương Phàm thấy được một đạo bóng trắng trong bóng tối ngoài hang đá. Hắc ám nồng đậm lại hỗn loạn, bóng trắng kia vậy mà không bị ảnh hưởng. Khương Phàm cho rằng mình gặp ảo giác, dùng sức lung lay đầu, cẩn thận nhìn. Bóng trắng từ trong bóng tối đến gần nơi này, ig lung lại mơ hồ. Mãnh thú ác linh trong bóng tối lại rõ ràng biến mất đi rất nhiều, tựa hồ kiêng kỵ đạo bạch quang này. Cái bóng mơ hồ kia giống như một con hươu, toàn thân như ngọc, tôn quý như thánh linh, sừng hươu rộng thùng thình chỉ lên trời, tỏa ra tinh quang nhàn nhạt. Khương Phàm lung lay đầu, lại nhìn kỹ, bóng trắng kia vậy mà đã biến mất. Ảo giác sao? Khương Phàm hư nhược lắc đầu, cưỡng chế tinh thần thanh tỉnh, một tay ôm lấy Yến Khinh Vũ, một tay giơ thanh đồng tiểu tháp lên, thúc giục thánh linh văn phóng thích ngọn lửa màu vàng óng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bạo động phía ngoài như không có bất kỳ yếu bất gì. Yến Khinh Vũ ôm chặt lấy Khương Phàm, thời gian dần trôi qua, hai tay cũng đã không có khí lực, đầu cũng vô lực rủ xuống. Bởi vì mất quá nhiều máu, lại tăng thêm khẩn trương cao độ, nàng lâm hôn mê trước người Khương Phàm. Khương Phàm dùng sức cắn đầu lưỡi, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, đau khổ chịu đựng thời gian. Khi tia sáng mặt trời sáng sớm đầu tiên vẩy xuống đại địa, hắc ám đại hoang bao phủ cấp tốc biến mất. Tối hôm qua bọn chúng tới hung mãnh như thế nào, sáng sớm hôm nay liền lui cấp tốc như thế nấy. Tiếng gào thét cùng rít lên nóng nảy cả đêm cũng theo hắc ám lui về chỗ sâu nhất của đại hoang. Loại tình huống quỷ dị này mỗi ngày mỗi đêm đều đang kéo dài, đối với các con dân trong Bạch Hổ Thành mà nói đã sớm chết lặng. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, một đêm nhìn như bình thường này lại làm cho hắn một lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Tại một khắc hắc ám tràn qua sơn cốc biến mất, ý thức Khương Phàm xoay tròn một trận, ngửa mặt nằm ở trong thạch động, đau khổ kiên trì ý thức rốt cục cũng không kiềm được. Yến Khinh Vũ hôn mê vô lực nằm nhoài chê y người hắn. Nhưng, ngủ không bao lâu, Khương Phàm theo hỏa điểu ba động trong khí hải đột nhiên giật mình ngồi dậy. Hắn cho rằng có mãnh thú tiến đến, nhưng một màn trước mắt lại làm cho hắn hoảng hốt cho rằng mình đang nằm mơ. Ngoài hang đá vậy mà có một con bạch lộc đứng đấy, cao không quá nửa mét, lại vô cùng thần dị, thân thể trắng tuyết lóe ra sáng bóng trong suốt, đẹp đẽ như dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Hai cái sừng hươu rộng lớn giống như bụi gai khuếch tán ra bên ngoài, càng thêm lộ ra thần dị phi phàm. Giống nhau như đúc với bóng dáng mà hắn nhìn thấy tối hôm qua. Bạch Lộc có chút nghiêng đầu quan sát tỉ mỉ Khương Phàm. Thật là có một con hươu. Khương Phàm nhẹ nhàng thở ra, lại kỳ quái trong đại hoang sẽ có loại tiểu thú thánh khiết này, có thể không sợ hắc ám, tùy tiện hành tẩu trong đêm khuya sao. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này? Là trùng hợp đi ngang qua, thương hại ra ngoài thủ hộ bọn hắn sao? Sẽ không như thế chứ? Chẳng lẽ bị cái gì hấp dẫn tới? Nơi này lại có cái gì có thể hấp dẫn nó, thanh đồng tiểu tháp? Hay là thánh linh văn của mình? Ánh mắt Khương Phàm bỗng nhiên sáng lên, chú ý tới chê y lưng bạch lộc. Nơi đó còn nằm sấp một tiểu hồ ly lớn chừng bàn tay, toàn thân bạch ngọc, lại lóe lên kim quang nhàn nhạt, tại thời điểm Khương Phàm chú ý tới. Toàn thân nó lóe lên huỳnh quang lại biến thành tiểu thỏ ngọc, núp ở trong lông tiểu thú. Trong lòng Khương Phàm cuồng loạn một trận, có thể tùy ý biến hóa bộ dáng. Nhìn như trắng tuyết, nhưng lại bốc lên kim quang, còn thân gần với vật thánh khiết. Cái này không phải là cửu chuyển kim dương sâm sao? Nhảy múa mấy ngày ở trong đại hoang không có dẫn ra, vậy mà lại gặp được tại nơi này. Khương Phàm âm thầm đề khí, để Yến Khinh Vũ đang hôn mê ra. Từ trong thạch động đứng lên. Bạch Lộc lập tức lui lại, ánh mắt xinh đẹp lại cẩn thận nhìn hắn,
ánh mắt có chút chuyển động, thỉnh thoảng chú ý Kim Mân chê y chán Khương Phàm. Khương Phàm ngừng một lát, lại đi tới gần phía trước, đi quanh quẩn bên cạnh thử thăm dò. Bạch Lộc không tiếp tục lui, nhưng Kim Dương Sâm chê y lưng nó lại trốn tránh dáng vẻ đẫm máu rất dọa người kia của Khương Phàm, vèo một cái xông vào trong rừng rậm. Kim Dương Sâm, người cùng ta về Bạch Hổ Quan đi. Khương Phàm vọt mạnh ra ngoài, tất cả mỏi mệt cùng đau xót đều vứt qua một bên, giống như báo săn tăng tốc phi nước đại. Kim Dương Sâm so với Ngân Vũ Thảo thì càng linh hoạt, giống như một đạo bạch quang bay tán loạn bốn phía. Nó nhanh nhưng Khương Phàm cũng không chậm, thuận một đường phi nước đại. Sau đó không lâu, ngay thời điểm Kim Dương Sâm dừng lại nhìn quanh, Khương Phàm từ trong bụi cây lao ra, một phát bắt được, trước tiên ép vào trong thanh đồng tiểu tháp trước ngực. Kim Dương Sâm bị kinh sợ, tán loạn khắp nơi trong thanh đồng tiểu tháp, khi thì hóa thành ngọc hồ, khi hóa thành chuột bạch, còn biến thành linh miêu. Trọn vẹn dày vò một hồi mới co quắp ở trong góc, từ từ biến trở về bộ dáng nhân sâm. Quả nhiên là Kim Dương Sâm, đáng giá. Khương Phàm phấn chấn, mỏi mệt đau xót bị quét sạch sành xanh. Bất quá, thời điểm hắn trở lại sơn cốc, Bạch Lộc đã chấn kinh rời đi. Yến Khinh Vũ một mực mê man đến giữa trưa mới thức tỉnh, Khương Phàm đã vận chuyển đại diệu thiên kinh khôi phục tinh lực, còn được vài cây thuốc chữa thương ở gần đó, thoa lên phía sau lưng, mắt cá chân, còn có những vết thương khác chê y người Yến Khinh Vũ. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm cẩn thận băng bó kỹ cho nàng, xoa xoa vết máu chê y tay, đứng lên nói. Chúng ta cần phải trở về. Yến Khinh Vũ mơ hồ một lát, mới nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Chúng ta còn sống. Mạng lớn, đan dược vừa mới đủ. Chúng ta còn sống. Yến Khinh Vũ tự lẩm bẩm một lần nữa, liền nghĩ tới cái gì, dương mắt phức tạp nhìn Khương Phàm. Chỉ còn lại có hơn 30 dặm đường. Khương Phàm đưa cho Yến Khinh Vũ một cây gậy gỗ. Yến Khinh Vũ nhìn xem, tâm tình phức tạp không còn sót lại chút gì, tức giận muốn phun máu. Tên hỗn đản này vậy mà làm cho nàng một cây quải trượng. Đi nhanh đi. Khương Phàm không kịp chờ đợi phải đi về. Cửu chuyển Kim Dương Sâm so với Ngân Vũ Thảo càng có linh tính, cũng không biết hiệu quả có thể lớn bao nhiêu. Bất quá hắn đi vài bước, lại phát hiện Yến Khinh Vũ vẫn ngồi ở trong sơn động, nghiêm mặt nhìn nàng. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Ta chỉ đắp thuốc cho cô, ta cái gì cũng đều không có nhìn. Khương Phàm vội vàng giải thích. Yến Khinh Vũ ngược lại khẽ giật mình. Lúc này mới chú ý tới chê y đùi mình quấn không chỉ có lấy băng vải, chê y người cũng quấn một tầng lại một tầng. Ta thoa phía sau cho cô, không thấy phía trước. Ánh mắt Khương Phàm có chút né tránh, hơi nhìn vài lần mà thôi à. Im miệng. Yến Khinh Vũ xấu hổ. Đi nhanh đi, miệng vết thương của cô cần trở về xử lý tốt. Cõng ta. Yến Khinh Vũ ném quải trượng đi. Khương Phàm nhíu nhíu mày, trở lại hang đá, kéo nàng lên chê y lưng. Nhẹ nhàng chút, ta bị thương. Yến Khinh Vũ đau đến đổ mồ hôi lạnh. Già mồm. Khương Phàm nói thầm một tiếng, cõng Yến Khinh Vũ rời khỏi sơn cốc. Yến Khinh Vũ hư nhược nằm nhoài chê y lưng Khương Phàm, do dự từ từ đưa tay vòng lấy cổ của hắn. Ngươi! Cái gì? Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ, cũng không quên cảnh giác mãnh thú ẩn hiện trong núi rừng. Ngươi có thánh linh văn. Tiếng nói của Yến Khinh Vũ rất nhẹ. Ánh mắt lần nữa trở nên phức tạp. Công nhận tiểu quái vật này vậy mà đã thức tỉnh thất phẩm thánh linh văn. Nàng rất không nguyện ý tin tưởng, lại quên không được một màn trong sơn động tối hôm qua. Kim Mân sáng chói, linh uy mãnh liệt đều rõ rõ ràng ràng khác ở trong trí nhớ của nàng. Thương Châu mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện thánh linh văn, vậy mà lại tái hiện chê y thân một đứa con nuôi của Khương Vương Phủ. Đây là số mệnh sao? Nếu như tin tức truyền ra, ở thành Bạch Hổ, thậm chí cả Thương Châu sẽ dẫn phát ra oanh động như thế nào? Khương Phàm không nói gì, nhưng cũng không tiếp tục phủ nhận. Người khác có biết không? Yến Khinh Vũ đã ở chung rất nhiều ngày với Khương Phàm, lại phát hiện hắn vẫn lạ lẫm như cũ. Ta không muốn để cho người biết. Người muốn giữ bí mật tới khi nào? Kỳ thi chiêu sinh mùa thu tại Thương Châu Võ Viện, ta muốn giết Bạch Hoa, báo thù cho Uyển Nhi, ta muốn hiện ra thánh linh văn. Để Thương Châu thậm chí Bắc Cương đều biết, Khương gia chúng ta cũng không phải không có người. Khương Phàm nói rất bình tĩnh, lại lộ ra cỗ hào hùng không hợp tuổi tác. Yến Khinh Vũ có chút há mồm, muốn nói gì đó nhưng lại trầm mặc.
Khương Phàm vòng lấy hai chân Yến Khinh Vũ, dần dần tăng tốc độ. Nhưng bọn hắn còn chưa chạy được ra bao xa liền bị mấy người Thương Châu Võ Viện ngăn cản. Khinh Vũ muội muội, muội làm sao? Triệu Cảnh Thiên kém chút không nhận ra nữ hài sắc mặt tái nhợt toàn thân vết máu này chính là Yến Khinh Vũ. Ta không sao, chịu một vài vết thương nhỏ mà thôi. Yến Khinh Vũ cũng không nghĩ tới sẽ lại gặp được Triệu Cảnh Thiên ở tình huống này. Hai vị học viên phía sau Triệu Cảnh Thiên viện kinh ngạc đánh giá bọn hắn. Đây là gặp được mãnh thú hay là gặp được ăn cướp đúng không? Đều như vậy mà còn là vết thương nhỏ, mau xuống đây ta xem một chút. Triệu Cảnh Thiên vội vàng muốn đi qua. Khương Phàm lại cõng Yến Khinh Vũ, không có ý tứ buông ra. Ngươi là ai, buông tay ra. Triệu Cảnh Thiên sầm mặt lại, tên gia hỏa này vậy mà thô lỗ nắm lấy đùi Yến Khinh Vũ. Chúng ta muốn về Bạch Hổ Thành, còn xin Triệu công tử nhường đường. Khương Phàm không những không buông ra, ngược lại còn nhấc nhấc Yến Khinh Vũ lên. Khương Phàm. Triệu Cảnh Thiên nhận ra hắn, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Các ngươi làm sao lại ở cùng một chỗ? Chúng ta ở cùng một chỗ rất bình thường, chẳng lẽ còn phải đi cùng với ngươi? Khinh Vũ, đây là có chuyện gì? Có phải là hắn to gan khiến muội bị thương thành dạng này hay không? Nhanh nói ra, ta làm chủ thay muội. Đáy mắt Triệu Cảnh Thiên hiện lên một tia lãnh quang. Cảnh Thiên ca ca hiểu lầm rồi, chúng ta là gặp. Tặc nhân, thật to gan, bọn hắn ở đâu, nói cho ta biết, ta báo thù cho muội. Không cần, đã không sao. Ta cõng muội trở về trước. Triệu Cảnh Thiên đưa tay muốn giữ chặt Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ lập tức tránh đi, ánh mắt né tránh. Không làm phiền Cảnh Thiên ca ca, chính chúng ta trở về liền tốt rồi. Hai vị học viên võ viện trao đổi ánh mắt, đều nhìn ra chút vấn đề, quan hệ giữa Yến Khinh Vũ và Khương Phàm này tốt đến mức không bình thường. Người Triệu gia thì ít đi lại tròn đại hoang đi, rất nguy hiểm. Vạn nhất có việc gì ngoài ý muốn cũng đừng vu vạ chê y đầu Bạch Hổ Quan. Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ từ bên cạnh Triệu Cảnh Thiên rời đi. Là ngươi. Triệu Cảnh Thiên đang muốn ngăn Khương Phàm lại, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Ngày đó ở bên ngoài Yến Phủ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Phàm đã có một loại cảm giác quen thuộc không nói được, hôm nay dáng vẻ Khương Phàm máu me đầy mặt, để hắn nghĩ tới một người. Khương Phàm dừng lại, quay đầu mắt nhìn Triệu Cảnh Thiên, cười nhạt một tiếng. Triệu công tử còn thiếu ta vài gốc linh thảo đó. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên có chút ngưng tụ. Hai vị học viên cũng kịp phản ứng, đây không phải là hài tử ngày đó gặp phải tại Đại Hoang Long Nguyên sao? Cũng chính là hài tử tùy tiện chỉ để sáu vị học viên bọn hắn mất mạng. Long Nguyên có phải ở chê y tay ngươi hay không? Sắc mặt Triệu Cảnh Thiên càng khó coi, hắn bỗng nhiên có hoài nghi, ngày đó căn bản cũng không có lão đầu nào, chỉ có một mình Khương Phàm. Nếu thật là như thế, Long Nguyên địa long kia rất có thể bị Khương Phàm đào đi, còn cố ý chỉ dẫn bọn hắn chạy đến chỗ sâu đại hoang. Ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, vênh váo tự đắc chất vấn ta? Ta là con trai Triệu Vương, ngươi chỉ là con nuôi Khương Vương. Ta là Linh Anh cảnh cửu trọng thiên, ngươi bất quá chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Ta là lục phẩm linh văn, mà ngươi? Triệu Cảnh Thiên khinh thường hừ một tiếng. Ta cõng đại cô nương đây. Khương Phàm lung lay thân thể, quay đầu rời đi. Có thể đứng đắn một chút hay không? Yến Khinh Vũ tức giận đập hắn một cái, bất quá không tiếp tục quay đầu tạm biệt với Triệu Cảnh Thiên, cũng không lại nói thêm cái gì. Hai vị học viên ngăn ở phía trước, ngữ khí bất thiện. Phàm công tử, còn chưa nói sẽ để cho ngươi đi đâu. Triệu Cảnh Thiên, quản tốt chó của ngươi. Khương Phàm không có cảm tình gì đối với mấy người đầu nhập vào Triệu gia này. Ta hỏi lần nữa, Long Nguyên có phải ở chê y người ngươi hay không? Triệu Cảnh Thiên chất vấn Khương Phàm. Có ở đó chê y người của ta hay không, có quan hệ gì tới ngươi sao? Vật vô chủ, tới trước được trước. Nói như vậy, ngươi thừa nhận. Nhìn thái độ này của ngươi, làm sao giống như Long Nguyên vốn là ngươi, bị ta cướp đi? Triệu gia tặc tử, không cần mặt nữa sao? Làm càn. Hai vị học viên giận dữ mắng mỏ. Tiểu phế vật, người coi nơi này là Bạch Hổ Thành. Triệu Cảnh Thiên tức giận, một tên con nuôi phế vật mà thôi, dám liên tiếp khẩu suất cuồng ngôn ở trước mặt hắn. Cô xuống trước đi. Khương Phàm buông Yến Khinh Vũ ra. Không xuống. Yến Khinh Vũ lại dùng sức ôm chặt Khương Phàm,
nàng thế nhưng đã lĩnh giáo qua Khương Phàm tàn nhẫn như thế nào. Ở bên trong vùng rừng rậm này, Khương Phàm tựa như là dã thú, bọn người Triệu Cảnh Thiên nhất định không phải đối thủ của Khương Phàm. Xuống đi! Ta không xuống! Yến Khinh Vũ càng ôm càng chặt, cũng khuyên Triệu Cảnh Thiên. Cảnh Thiên ca ca, hôm nay coi như xong đi, nể tình ta, được không? Triệu Cảnh Thiên nhìn dáng vẻ hai người thân mật, sắc mặt càng trầm hơn. Yến Khinh Vũ lại nói, nơi này cách cứ điểm chỉ có hơn 10 dặm, vạn nhất bị người khác nhìn thấy, phát sinh hiểu lầm gì đó, đối với các ngươi rất bất lợi. Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên lấp lóe một lát, trầm mặt giơ tay lên, ra hiệu hai học viên thối lui. Tiểu phế vật, việc này không xong đâu. Ánh mắt hai vị học viên cảnh cáo nhìn Khương Phàm. Đi mau, nhanh đi. Yến Khinh Vũ thúc giục Khương Phàm. Chúng ta, sau này còn gặp lại. Khương Phàm cũng đáp lễ bọn hắn một câu. Tiện nhân. Triệu Cảnh Thiên đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thấp giọng mắng một câu. Lúc trước hắn bởi vì phụ thân cùng Khương Vương Phủ có ân oán, rất ít khi đến đại hoang này rèn luyện, đều là ở địa phương khác. Lần này tiến vào đại hoang một là bởi vì nơi này cơ duyên càng nhiều, có thể giúp hắn mau chóng ngưng tụ linh nguyên. Còn có một mục đích trọng yếu, chính là phụ thân hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc với Yến Khinh Vũ, từ Yến Khinh Vũ nơi đó giải quyết việc với Yến Tranh. Nếu có thể, Triệu gia có thể thành thông ra cùng Yến gia, cũng thúc đẩy Yến Tranh đứng ở bên phía Khương Hồng Dương. Triệu Cảnh Thiên trước đó kỳ thật rất không tình nguyện, nhưng sau khi đến trông thấy dáng người tịnh lệ của Yến Khinh Vũ mới có chút động tâm. Nhưng, Yến Khinh Vũ vậy mà ở cùng một chỗ với Khương Phàm, bộ dáng thân mật để cho người ta nhịn không được mà hoài nghi bọn họ có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Một học viên nữ khẽ nói. Công tử, loại nữ nhân này không cần cũng được, mới 14-15 tuổi đã không tự ái như vậy, trưởng thành còn chịu nổi sao? Triệu Cảnh Thiên dùng sức nắm chặt quyền lại. Khương Phàm muốn khiêu chiến Bạch Hoa trong kỳ thi chiêu sinh mùa thu của võ viện. Là như vậy, còn nói sinh tử chiến gì đó. Triệu Cảnh Thiên rét căm căm nói nhỏ. Hắn không đi được võ viện, càng đợi không được kỳ thi chiêu sinh mùa thu. Ta muốn hắn chết. Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ đi trong rừng rậm chạy, không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiệu quả của cửu chuyển kim dương sâm. Ngươi và Triệu Cảnh Thiên có phải có hiểu lầm gì hay không? Ta không có hiểu lầm. Là hắn hiểu lầm, nghĩ lầm đồ tốt khắp thiên hạ đều là vật của hắn. Đáp ứng ta, đừng lại tìm hắn gây sự. Hắn không tìm ta phiền phức, ta sẽ không phiền phức hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ của Cảnh Thiên ca ca cô chừng mắt kia, tám phần đã không còn gì lưu luyến đối với thế giới này nữa rồi. Có thể đừng luôn chém chém giết giết hay không? Yến Khinh Vũ bị hắn làm cho toàn thân khó chịu, gia hỏa này lại không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nàng bắt đầu hối hận làm sao không chọn quải trượng. Ta đã bắt được kim dương sâm. Cái gì? Ngay sáng sớm hôm nay, ta bắt được cửu chuyển kim dương sâm. Thật sao? Ngươi làm sao bắt được? Vận khí tốt. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn Khương Phàm, sau khi xác định hắn không phải đang nói đùa, cũng gấp thúc giục. Nhanh nhanh nhanh, mau trở về tìm Uyển Nhi thử một chút. Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ từ cứ điểm thứ 5 xông vào Bạch Hổ Thành. Bởi vì sắc trời còn sớm, người ra vào cứ điểm cũng không nhiều, hai người bọn họ nhanh chóng mà qua, thân ảnh lập tức hấp dẫn sự chú ý của bọn thị vệ chê y tường thành. Đó là Khinh Vũ và Khương Phàm. Sao lại thế này? Hai vị phó tướng bồi tiếp Yến Tranh chê y cứ điểm kiểm tra phòng ngự, nhìn thấy một màn phía dưới kia, sắc mặt đều rất đặc sắc. Tên Khương Phàm kia ở chân, vòng quanh góc quần, hai tay thô lỗ nắm lấy hai cái đùi trắng như tuyết đến chói mắt. Chạy như bay, bộ dáng còn một mặt hèn mọn hưng phấn. Yến Khinh Vũ đang phủ y phục của Khương Phàm không nói, còn không e dè ôm hắn, nhìn kỹ một chút, hai mắt sáng lên, bộ dáng giống như cũng rất hưng phấn. Bộ dáng này, thần thái này, không khỏi để cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Chê y tường thành, rất nhiều binh sĩ cũng nhìn không được dò xét nhìn quanh. Đây là tiểu cô nương bình thường vừa lạnh vừa ngạo khí sao? Không nghĩ tới còn có một mặt không bị cản trở như thế. Đây là chạy tới đại hoang hẹn hò sao? Nhìn bộ dáng này không chỉ hẹn hò đơn giản như vậy. Nữ hài nhi khi yêu đương sẽ biến dạng. Không đúng, mắt tiểu cô nương này cao hơn đỉnh đầu, sao có thể coi trọng tiểu phế tử như Khương Phàm? Mang con bé về trong phủ, giam lại cho ta. Yến Tranh nghiêm mặt hạ lệnh, mặc dù hắn không ghét Khương Phàm,
nhưng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Khương Phàm trà đạp nữ nhi bảo bối của mình. Khương Phàm cõng Yến Khinh Vũ trực tiếp chạy trở về trong sơn cốc, đây cũng là ngoại trừ Uyển Nhi ra, hắn lần đầu tiên mang ngoại nhân tiến vào. Khinh Vũ tỷ tỷ, Phàm ca ca, các người đây là thế nào? Khương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Khương Phàm và Yến Khinh Vũ cùng dây dưa một chỗ, bộ dáng này thật là hào phóng. Ca ca thì y phục rách dưới, tỷ tỷ thì y phục không chỉnh tề. Uyển Nhi, khí sắc muội đã khá đi rất nhiều. Yến Khinh Vũ vừa trở về đều thăm hỏi Khương Uyển Nhi, nhưng mỗi lần gặp mặt, Khương Uyển Nhi đều là suy yếu lại hoảng hốt, bộ dáng tuyệt vọng tiều tụy làm cho người khác đau lòng. Hôm nay lại thấy một lần, Khương Uyển Nhi vậy mà có thể ngồi dậy, trệ y mặt có mấy phần huyết sắc, trong mắt cũng có sáng rực. Ngoại trừ suy yếu một chút ra, không có gì khác biệt so với người bình thường. Đoán xem ta mang vật gì tốt đến cho muội. Khương Phàm đặt Yến Khinh Vũ lên trệ y băng ghế đá bên cạnh, lấy tiểu tháp đưa xuống tới trước mặt Khương Uyển Nhi. Đây là cái gì? Khương Uyển Nhi kỳ quái nhìn tiểu tháp. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửu chuyển kim dương sâm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiểu tử bị kinh sợ, lập tức biến thành bộ dáng một con tiểu hồ ly, dùng sức co ro, nhìn vô cùng đáng thương. Đây chính là cửu chuyển kim dương sâm. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn, thật đúng là có thể biến thành động vật. Cái gì kim dương sâm? Là linh vật có thể chữa trị kinh mạch, hẳn là càng có hiệu quả hơn nếu so với ngân vũ thảo. Khương Phàm đem ngọc hồ giao đến trong tay Khương Uyển Nhi. Lại một loại, Phàm ca ca. Trong lòng Khương Uyển Nhi lập tức đã tuôn ra một dòng nước ấm, không nghĩ tới ca ca nhanh như vậy đã tìm được linh dược mới cho nàng. Nhanh thử hiệu quả một chút. Khương Uyển Nhi bưng lấy ngọc hồ trong tay, ánh mắt dần dần y gờ lung, có cảm động, lại có khẩn trương. Ngân Vũ Thảo. Yến Khinh Vũ kỳ quái nhìn huynh muội bọn họ, Khương Phàm trước đó còn tìm cho Khương Uyển Nhi thứ khác sao? Khương Uyển Nhi hít một hơi thật sâu, dưới ánh mắt cổ vũ của Khương Phàm bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều động công quyết, hấp thu năng lượng của ngọc hồ. Ngọc hồ có chút rung động, toàn thân dâng lên ánh sáng màu trắng, trong bạch quang lộ ra kim quang sáng chói. Rất nhanh đã biến thành một gốc nhân sâm màng vàng có mấy sợi râu bạc. Nhân sâm mặc dù không lớn, lại óng ánh sáng long lanh, giống như là tạo hình mỹ ngọc tỉ mỉ, trong sơn cốc đều tràn ngập lên mùi thuốc nhàn nhạt. Khương Phàm kiên nhẫn chờ đợi, ngân vũ thảo đã có hiệu quả rất tốt, kim dương sâm này hẳn sẽ không kém. Nếu như thuận lợi, Uyển Nhi có thể một lần nữa sẽ hồi phục lại. Nếu như vẫn chưa được, hắn lại đi tìm cái khác. Chỉ cần trong đại hoang có, hắn nhất định sẽ tìm được. Khương Uyển Nhi cẩn thận lại cẩn thận hấp thu năng lượng, ánh sáng hai màu vàng bạc liên tục không ngừng tràn vào thân thể, thấm vào mạch máu cùng kinh mạch, lưu chuyển hướng về toàn thân. Bị năng lượng màu bạc quấn quanh, kinh mạch cấp tốc tỏa ra sức sống mênh mông, bắt đầu rõ ràng dung hợp chữa trị. Theo năng lượng kim bạch nhị sắc không ngừng mà tràn vào, không ngừng mà lắng đọng, thành công tạo thành sợi tơ hoàn toàn mới ở mặt ngoài kinh mạch. Đem kinh mạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh nối liền lại cùng nhau. Chỉ sau chốc lát, trệ y trán Khương Uyển Nhi đã mở hơn một tháng nay vậy mà lại nổi lên hồng quang nhàn nhạt, phản ấn liệt hỏa yên lặng giống như muốn bắt đầu khôi phục. Tốt! Khương Phàm ca yêu ta xỉa động dùng sức nắm tay. Thật sự có hiệu quả. Yến Khinh Vũ không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn vậy mà thật tìm được linh thảo có thể chữa trị kinh mạch. Đây quả thực là kỳ tích. Khương Uyển Nhi cẩn thận luyện hóa hơn nửa giờ mới hoàn toàn hấp thu cửu chuyển kim dương sâm. Năng lượng vàng bạc trắng ba màu tạo thành ba sợi tơ quấn quanh bao khỏa toàn bộ kinh mạch phá toái, cũng dung hợp thành một thể, tựa như tạo thành hệ thống kinh mạch hoàn toàn mới khắp toàn thân. Uyển Nhi, thế nào? Khương Phàm nhìn Khương Uyển Nhi mở mắt ra, mong đợi hỏi. Khương Uyển Nhi không có trả lời, mà ca yêu ta siết hoạt hỏa văn chê y chán, lòng bàn tay ngưng tụ ra một sợi hỏa diễm. Mặc dù rất yếu ớt nhưng lại làm cho Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ đều ca yêu ta siết động đứng dậy gieo hò. Yến Khinh Vũ dưới sự ca yêu ta siết động, giang hai tay muốn ôm lấy Khương Phàm. Khương Phàm dưới sự ca yêu ta siết động lại vung tay lên muốn vỗ tay cùng Yến Khinh Vũ. Kết quả, bộp một tiếng giòn vang, một bàn tay Khương Phàm quất vào chê y mặt Yến Khinh Vũ, Yến Khinh Vũ vừa mới đứng lên đã ngồi trở lại chê y băng ghế đá. Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, ngay cả Khương Uyển Nhi đều ngây ngẩn cả người. Khương Phàm. Sau một lát, trong sơn cốc vang lên tiếng hét tức giận của Yến Khinh Vũ,
còn có Khương Phàm lúng túng nói xin lỗi. Phàm ca ca, Khinh Vũ tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi. Hai mắt Khương Uyển Nhi y gờ lung, vui đến phát khóc. Từ sau khi kinh mạch bị phế, nàng liền hỏng mất. Tuyệt vọng, sợ hãi, còn có thống khổ không giờ khác nào không giày vò lấy nàng. Mặc dù Ngân Vũ Thảo mang đến một chút hiệu quả, nhưng nàng vẫn chưa tin chính mình có thể thật khỏi hẳn. Không nghĩ tới Khương Phàm nhanh như vậy lại tìm được linh thảo cho nàng, lại còn thật sâu chuỗi kinh mạch đến cùng một chỗ. Hơn 10 ngày tuyệt vọng tại thời khắc này cũng đã tan thành mây khói. Loại cảm giác tiến vào vực sâu lại bị vớt ra này chỉ có tự mình trải qua mới có thể khắc cốt minh tâm. Ta đã đáp ứng với muội. Khương Phàm lau đi khóe cho nàng, trấn an nói. Trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, dùng nhiều đan dược điều trị kinh mạch một chút, chớ nóng vội tu luyện. Ừm. Khương Uyển Nhi cảm thụ được linh lực chảy xuôi trong kinh mạch, có một loại cảm giác lại lần nữa sống lại. Yến Khinh Vũ vuốt ve giấu bàn tay che y mặt, mặt lạnh nhắc nhở. Các ngươi có thể trở về Khương Vương Phủ, tộc lão thấy Uyển Nhi khôi phục, khẳng định sẽ một lần nữa nhìn thẳng vào nàng. Không nóng vội, chờ mấy ngày lại trở về. Còn không nóng vội, Khương Vương Phủ đều loạn thành dạng gì rồi. Yến Khinh Vũ hết chỗ nói, Vương gia mất tích, Uyển Nhi bị phế, trực hệ Khương gia đã không còn người. Bởi vì đạt được tộc lão toàn lực ủng hộ. Phụ tử Khương Hồng Dương và Khương Nhân cơ hồ đã thành một đời lãnh tụ mới được Khương Vương Phủ công nhận. Khương Hồng Dương càng tấp nập gặp mặt với tất cả võ tướng ở cứ điểm, tranh thủ sự ủng hộ. Loại cục diện này thật sự nếu không cải biến, Khương Vương Phủ liền thật thành vật của phụ tử Khương Hồng Dương. Vương gia mất tích ngắn ngủi 10 ngày, Khương Hồng Dương đã hoàn toàn khống chế Khương Vương Phủ. Trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, Vương gia khống chế Khương Vương Phủ hơn 20 năm. Một mực được tộc lão duy trì khoảng 7 phần 10, cũng khống chế nhiều hơn phân nửa võ tướng cứ điểm. Bọn hắn vì cái gì nhanh như vậy đã đào ngũ? Không phải trầm mặc, chính là thỏa hiệp, còn có chút trực tiếp ủng hộ. Trừ phi, bọn hắn có thể xác định vương gia đã chết rồi. Vì kéo dài Khương Vương Phủ, bọn hắn chỉ có thể như vậy. Bọn hắn làm sao biết vương gia chết rồi? Có người nói tin tức cho bọn hắn. Khương Phàm không nhanh không chậm nói. Khinh Vũ cô nương, người cảm giác Uyển Nhi hiện tại có thể trở về. Yến Khinh Vũ kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Người thật chỉ có 13 tuổi. Phàm ca ca, huynh có ý gì? Khương Uyển Nhi trước đó đắm chìm trong thống khổ cùng tuyệt vọng, còn không có cân nhắc phương diện này. Ý của Phàm ca ca, chẳng lẽ là... Ta không có ý gì. Ta chỉ nói Khương Vương Phủ hiện tại không thích hợp để chúng ta trở về. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ vương gia trở về. Chỉ cần vương gia vừa đứng trước cửa Khương Vương Phủ, thế cục Khương Vương Phủ thậm chí Bạch Hổ Quan đều sẽ phát sinh phàm chuyển. Yến Khinh Vũ hơi chần chờ, hỏi thẳng Khương Phàm. Nếu ngươi có thể nhìn thấu những thứ này, còn hy vọng xa vời vương gia có thể trở về sao? Vương gia nhất định có thể trở về. Khương Phàm kiên định tin tưởng. Không phải hắn mù quáng tự tin, mà hắn nhất định phải tin tưởng. Nếu không Khương Vương Phủ liền thật sụp đổ, hắn và Uyển Nhi thật sẽ có nguy hiểm. Người rất thông minh, để cho ta lau mắt mà nhìn. Yến Khinh Vũ đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm. Nhưng một mình Khương Hồng Dương không có sức chống đỡ như vậy, cam đoan của hắn càng chấn không được tộc lão sẽ và Khương Vương Phủ. Sau lưng của hắn chắc chắn có người cường lực ủng hộ. Cho dù Khương Vương trở về, lại có thể cải biến được bao nhiêu. Yến Khinh Vũ lắc đầu, sau đó tạm biệt Khương Uyển Nhi, rời khỏi Sơn Cốc. Thương Châu, Vân Dạ Thành. Trong thiết lao Bạch Vương Phủ dưới mặt đất, Khương Vương Khương Hồng Võ bị xiềng xích nặng nề cuốn lấy hai tay hai chân, kề sát chê y tường đá, 36 chuôi hàn băng chùy đâm xuyên toàn thân, phong bế kinh mạch. 16 vị trưởng lão liên thủ 30 vị cung phụng tọa trấn thiết lao, không phân ngày đêm giám sát Khương Hồng Võ. Vì trước đó không nhận được mệnh lệnh xử tử Khương Hồng Võ, bọn hắn chỉ có thể nhìn như vậy. Cổng sắt tầng 5 liên tiếp dâng lên. Bạch Ngao Thương mang theo bọn thị vệ đi tới thiết lao. Vương gia, trưởng lão và các cung phụng hành lễ, tiếp tục cảnh giác Khương Hồng Võ. Bạch Ngao Thương cao gần 2 mét, oai hùng hùng tráng, khí tức dũng mãnh cường thế. Bởi vì linh văn là lôi điện, hai con mắt đều phảng phất như hai mảnh lôi vân khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Ta vẫn là câu nói kia, muốn sống trở lại Khương Vương Phủ, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Bạch Ngao Thương đứng ở trước mặt Khương Hồng Võ,
lạnh lùng nhìn người đã từng là thống soái cứ điểm. Khương gia có thể làm thần, nhưng tuyệt không làm nô. 20 năm trước, thái độ ta là như vậy, 20 năm sau, ta vẫn là như vậy. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, thanh âm suy yếu, ngữ khí lại bình tĩnh như thường. Thu hồi khí khái buồn cười của ngươi đi. Khương Vương Phủ từ một vương khác họ to lớn nhất Lang gia quốc lại xuống dốc đến tình trạng như hiện tại, đều là ngươi một tay tạo thành. Ngươi thủ vững khí khái của chính mình, nhưng người trong Khương Vương Phủ đã sớm chịu đủ. Khương Hồng Dương có thể nhanh như vậy khống chế lại cục diện, không chỉ là bởi vì ngươi mất tích, càng là bởi vì đám lão gia hỏa kia đều hy vọng có thể trở lại thời kỳ đã từng huy hoàng. Coi như ngươi trở về, Khương Vương Phủ cũng không còn là Khương Vương Phủ của ngươi nữa. Điện hạ giữ ngươi lại, một là muốn kiềm chế Khương Hồng Dương. Còn có một nguyên nhân trọng yếu khác, hắn muốn một trận dâng tặng lễ vật hoàn mỹ. Lễ vật hoàn mỹ nhất của toàn bộ Thương Châu chính là Khương Hồng Võ ngươi tự mình mang theo Khương Vương Phủ, mang theo 13 vạn thiết quân Bạch Hổ Quan hướng về Hoàng Triều, cúi đầu quỳ lạy. Bạch Ngao Thương tới gần Khương Hồng Võ, lạnh lùng nhắc nhở. Khương Hồng Võ nâng tầm mắt lên, nhìn Bạch Ngao Thương gần ngay trước mắt. Khương Hồng Võ ta cả đời làm qua rất nhiều sự tình khiến mình hối hận, duy nhất không hối hận chính là 20 năm trước cự tuyệt hoàng thất. Kiên nhẫn của Điện Hạ có hạn. Nếu như ta báo cáo ngươi chấp mê bất ngộ, không bao lâu, Điện Hạ sẽ đưa tới lệnh chém đầu. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi chết rồi, Khương Vương Phủ sẽ do Khương Hồng Dương dẫn đầu, triệt để thần phục hoàng thất. Kết cục, đã định. Bạch Ngao Thương vô cùng không nguyện ý khuyên Khương Hồng Võ xương cứng này, nhưng Điện Hạ nhất định phải dâng tặng lễ vật hoàn mỹ gì, hắn chỉ có thể tiếp tới khuyên. Nhưng bây giờ, sự kiên nhẫn của hắn sắp tiêu hao hết. Khương Hồng Võ lại nhắm mắt lại, nhàn nhạt khẽ nói. Ta không chết được, bên trong Bạch Hổ Thành còn có người chờ ta trở về. Ngươi đang chờ huyết ngục của ngươi sao? Chúng ta đã làm tốt tầng tầng ngụy trang, truy tra của tất cả huyết ngục đều sẽ chỉ hướng Triệu Vương Phủ. Chờ bọn hắn đến nơi đó, sẽ phát hiện bộ hạ Triệu Vương Phủ đã bày thiên la địa võng. Lực lượng cuối cùng này của Khương Vương Phủ sẽ vĩnh viễn mai táng ở nơi đó. Muốn bảo hộ toàn bọn hắn. Chỉ có ngươi sớm thần phục. Bạch Ngao Thương kề miệng bên tai Khương Hồng Võ, thấp giọng cảnh cáo. Ta nhớ tới tình nghĩa đã từng có, cho ngươi thời gian 5 ngày cuối cùng cân nhắc. 5 ngày sau, nếu còn chấp mê bất ngộ, ta sẽ tự tay viết báo cáo, ngươi. Một lòng muốn chết. Khương Hồng Võ thở ơ. Nhìn kỹ cho ta. Bạch Ngao Thương hét lớn một tiếng, mang theo thị vệ rời khỏi thiết lao. Khương Hồng Võ nhắm mắt lại, giống như đã bỏ đi. Kỳ thật đang lặng lẽ điều động linh lực nhỏ xíu, cài Iota Siết thích lòng bàn tay phải. Nơi đó có huyết văn Diêm Lão khắc xuống cho hắn. Từng nói, thời khắc sinh tử có thể bảo mệnh. Kinh mạch toàn thân Khương Hồng Võ đều bị băng chùy phong bế, khí hải yên lặng như biển chết, nhưng trải qua hơn 30 ngày cố gắng, hắn lặng lẽ xông phá phong ấn, có thể điều động linh lực yếu ớt, huyết văn cũng khôi phục từng chút một. Khương Hồng Võ không có tùy tiện phản cài Iota Siết. Mà đang chờ đợi cơ hội. Chờ đợi huyết ngục. Bên ngoài Vân Dạ Thành rộng lớn hoang dã, tiếng gió mạnh gào thét, cỏ hoang đổ rạp, dã tính mà thê lương, lại tịch liêu không người. Nhờ vào uy thế của Bạch Vương Phủ, không có người nào dám vào đêm khuya quanh quẩn bên ngoài Vân Dạ Thành. Nhưng đêm nay, lần lượt từng bóng người lại như quỷ mị xuất hiện. Bọn hắn hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch. Khiêng liêm đao đen kịt hẹp dài ngắm nhìn mấy chục dặm ngoài Vân Dạ Thành. Tán. Một tiếng giống như quỷ ngữ theo gió tung bay. 88 đạo thân ảnh toàn bộ biến mất. Sau khi Khương Phàm đưa Yến Khinh Vũ ra khỏi sơn lâm liền tìm một chỗ yên tĩnh, cảm thụ cảnh giới biến hóa. Từ lục trọng thiên đến thất trọng thiên mặc dù chỉ vượt qua một trọng thiên, nhưng trình độ thuế biến lại không phải bình thường. Đến cảnh giới này, nên tính là linh anh cảnh cao giai. Phạm vi khí hải có ca Iota Siết thước nhất định, tốc độ kinh mạch lưu chuyển gia tăng thật lớn, linh văn bắt đầu dần thành thục, phát ra võ pháp cũng có uy lực nhất định. Có người nói, bắt đầu từ linh anh cảnh thất trọng thiên mới chính thức xem như võ giả, có tư cách chém giết cùng mãnh thú. Khương Phàm yên lặng cảm thụ thật lâu, đứng dậy triển khai tư thế, một tiếng giống to lên, kim viêm thánh văn nở rộ chiếu sáng sơn cốc, ánh vàng sáng chói, linh khí trong khí hải kịch liệt bốc lên. Mãnh liệt như sóng biển, sau khi va chạm mê vụ tràn vào kinh mạch toàn thân. Vạn thú thiên hoàng quyền.
Mệnh y gờ linh lực của Khương Phàm bỗng nhiên phun về phía trước hóa thành liệt diễm, ngưng tụ thành đầu hổ, cực kỳ hung mãnh đánh ra. Đầu hổ uy nghiêm, sinh động như thật, phía sau kéo lấy liệt diễm mơ hồ muốn hóa thành hình dáng mãnh hổ. Thế như mãnh hổ hạ sơn. Ầm ầm. Sơn lâm kịch liệt lay động, sụp ra một cái hố chừng 10 thước, chung quanh càng lan tràn ra rất nhiều vết nứt. Uy lực của một quyền này so với thời điểm lục trọng thiên mạnh không chỉ gấp đôi. Đây mới là uy lực thánh cấp võ pháp nên có. Khương Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm lại tới Thiên Hoa Điện. Hắn lần này đã nhiều lần thoát chết, may mắn nhờ có bạo viêm phù. Bảo bối này mặc dù đắt đỏ, nhưng thời khắc mấu chốt quả thật có thể bảo mệnh. Mấy giây trì hoãn phối hợp với ô cương tiễn, quả thật hoàn mỹ. Bạo viêm phù, 10 cái. Khương Phàm tìm được Sắc Phi. Sắc Phi kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Phàm công tử, một tấm giá trị gần vạn, người xác định lại muốn 10 tấm. Ta mang theo mười mấy vạn tinh tệ. Khương Phàm có một túi da thú cao nửa người, bên trong tất cả đều là tinh tệ. Mời Phàm công tử đi theo ta. Sắc Phi rất nhanh dẫn Khương Phàm đến lầu 2, lấy ra 10 cái bạo viêm phù từ trong khu phù văn, tỉ mỉ đóng gói lại. Ta còn muốn chút linh thảo linh quả, một vài đan dược điều dưỡng thương thế. Khương Phàm muốn chuẩn bị vài thứ cho mình, cũng muốn chuẩn bị cho Uyển Nhi chút thuốc, điều trị thân thể vừa khôi phục. Ngài muốn bao nhiêu? Cho ta 30.000 tinh tệ. Lời nói hào khí của Khương Phàm liên tiếp rước lấy ánh mắt khách hàng chung quanh. Sắc Phi lộ ra nụ cười sán lạn, dẫn Khương Phàm đi khắp nơi chọn lựa linh thảo cùng đan dược phù hợp, cuối cùng chừa đầy một bao vải to. Phàm công tử còn muốn mặt hàng khác không? Tạm thời không cần, có cần lại tới tìm cô. Khương Phàm đeo lấy bao vải muốn rời khỏi, hỏa điều trong khí hải lại ngoài ý muốn xoay tròn, tựa hồ đang chỉ dẫn cho hắn cái gì đó. Hắn lần theo cảm giác, nhìn về phía lầu 3. Phía chê y là bán cái gì? Lầu 3 là bán vũ khí. Đi lên xem một chút. Sắc Phi mang theo Khương Phàm đi vào lầu 3, trong đại sảnh rộng rãi trưng bày nhiều loại vũ khí. Đao kiếm côn bổng cái gì cần có đều có. Còn có các loại áo giáp, tấm chắn, dưới ánh đèn hiện ra hàn quang rạng rỡ, để cho người ta không kịp nhìn. Giá trị từ mấy ngàn tinh tệ đến mấy vạn tinh tệ không giống nhau. Ánh mắt Khương Phàm quét một vòng, chú ý tới vị trí trong góc. Nơi đó có một đạo đại đen như mực, rất ít người đi vào, lại có hơn 10 vị thị vệ trấn giữ. Nơi đó là giám bảo đường, Phàm công tử có hứng thú. Sắc Phi thuận theo ánh mắt Khương Phàm nhìn đi qua, cười giới thiệu. Nơi đó đều là một vài thứ đến từ đại hoang, nhưng lại xem xét không ra cụ thể phẩm cấp bảo bối. Ngươi cũng biết, Bạch Hổ Thành chúng ta gần kề đại hoang. Mỗi ngày đều có mấy vạn tán tu đi vào mạo hiểm, luôn có thể mang ra một chút đồ cổ quái kỳ lạ. Bọn hắn có chút sẽ lưu lấy cho chính mình dùng, có chút sẽ bán cho Thiên Hoa Điện chúng ta. Sau khi Thiên Hoa Điện tiến hành phân loại căn cứ phẩm cấp định giá thì sẽ công khai bán ra. Có chút thực sự không định giá tốt liền sẽ phóng tới giám bảo đường, lấy mỗi kiện lấy giá 20.000 tinh tệ mà bán ra. 20.000. Khương Phàm thầm nghĩ các ngươi thật đúng là dám định giá. 20.000 tinh tệ có chút đắt, nhưng nếu quả thật có thể đụng tới bảo bối, cũng là kiếm lời. Các ngươi hảo tâm như vậy. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ được mê vụ ba động trong khí hải, đi đến giám bảo đường. Vị này là con nuôi Khương Vương, Phàm công tử. Sắc Phi lập tức đi thông bẩm, bọn thị vệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thả bọn họ đi vào. Tia sáng lờ mờ bên trong giám bảo đường, người tiến vào không nhiều, bảo bối cũng bất quá mười mấy 20 kiện. Nhưng mỗi kiện đều có quầy chuyên doanh trưng bày đơn độc. Không giống với bên ngoài mỗi kiện vật phẩm đều có giới thiệu, nơi này chính là thật đơn giản để đó, ai muốn có thì đưa trước tinh tệ liền trực tiếp lấy đi. Về phần có phải là bảo bối thật hay không thì đành nhìn vận khí của mình. Một vị nam tử mặc hoa bào yên lặng đứng trước một thanh tàn đao, đao gảy cẩn thận ngắm nghía. Hắn chính là vị điện hạ kia. Thân phận của hắn tôn quý, cũng không thiếu bảo bối. Nhưng gần kề Bạch Hổ Thành là đại hoang, mỗi ngày đều sẽ có nhiều loại đồ vật bị từ mang ra trong rừng sâu núi thẳm vô tận, trong đó không thiếu một ít bảo bối thần bí lại mạnh mẽ. Cho nên những ngày này, hắn mỗi lần nghe nói có đồ vật mới không cách nào kiểm định đưa vào giám bảo đường, liền sẽ tới xem một chút, hy vọng có thể tìm được một hai kiện bảo bối vừa ý, cảm thụ bảo bối một chút phát hiện niềm vui thú. Chỉ là kỳ vọng rất cao, lại nhiều lần thất vọng.
cho tới hôm nay, hắn chú ý tới tàn đao vừa mới đưa tới này. Đao thể vô cùng hùng hậu, nhưng ở giữa bi tách ra, chỉ còn lại bộ phận phía sau. Nó không có sắc bén của bảo đao, cũng không có quang mang của bảo bối, có thể là tuổi tác xa xưa, còn mọc đầy đốm đá, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Chợt nhìn thì như không có gì, nhìn lâu, lại có thể cảm nhận được một cỗ khí tức bàng bạc mãnh liệt, khí thế rất nặng nề. Phảng phất như trước mặt không phải một thanh tàn đao, mà là một tòa núi cao bị chặt ngang. Sắc Phi Thuận theo ánh mắt Khương Phàm nhìn đi qua, cười giới thiệu. Nơi đó đều là một vài thứ đến từ đại hoang, nhưng lại xem xét không ra cụ thể phẩm cấp bảo bối. Ngươi cũng biết, Bạch Hổ Thành chúng ta gần kề đại hoang, mỗi ngày đều có mấy vạn tán tu đi vào mạo hiểm, luôn có thể mang ra một chút đồ cổ quái kỳ lạ. Bọn hắn có chút sẽ lưu lấy cho chính mình dùng, có chút sẽ bán cho Thiên Hoa Điện chúng ta. Sau khi Thiên Hoa Điện tiến hành phân loại căn cứ phẩm cấp định giá thì sẽ công khai bán ra. Có chút thực sự không định giá tốt liền sẽ phóng tới giám bảo đường, lấy mỗi kiện lấy giá 20.000 tinh tệ mà bán ra. 20.000. Khương Phàm thầm nghĩ các ngươi thật đúng là dám định giá. 20.000 tinh tệ có chút đắt, nhưng nếu quả thật có thể đụng tới bảo bối, cũng là kiếm lời. Các ngươi hảo tâm như vậy. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ được mê vụ ba động trong khí hải, đi đến giám bảo đường. Vị này là con nuôi Khương Vương, Phàm công tử. Sắc Phi lập tức đi thông bẩm, bọn thị vệ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thả bọn họ đi vào. Tia sáng lờ mờ bên trong giám bảo đường, người tiến vào không nhiều, bảo bối cũng bất quá mười mấy 20 kiện, nhưng mỗi kiện đều có quầy chuyên doanh trưng bày đơn độc. Không giống với bên ngoài mỗi kiện vật phẩm đều có giới thiệu, nơi này chính là thật đơn giản để đó, ai muốn có thì đưa trước tinh tệ liền trực tiếp lấy đi. Về phần có phải là bảo bối thật hay không thì đành nhìn vận khí của mình. Một vị nam tử mặc hoa bào yên lặng đứng trước một thanh tàn đao, đao gảy cẩn thận ngắm nghía. Hắn chính là vị điện hạ kia. Thân phận của hắn tôn quý, cũng không thiếu bảo bối, nhưng gần kề Bạch Hổ Thành là đại hoang, mỗi ngày đều sẽ có nhiều loại đồ vật bị từ mang ra trong rừng sâu núi thẳm vô tận, trong đó không thiếu một ít bảo bối thần bí lại mạnh mẽ. Cho nên những ngày này, hắn mỗi lần nghe nói có đồ vật mới không cách nào kiểm định đưa vào giám bảo đường, liền sẽ tới xem một chút. Hy vọng có thể tìm được một hai kiện bảo bối vừa ý, cảm thụ bảo bối một chút phát hiện niềm vui thú. Chỉ là kỳ vọng rất cao, lại nhiều lần thất vọng. Cho tới hôm nay, hắn chú ý tới tàn đao vừa mới đưa tới này. Đao thể vô cùng hùng hậu, nhưng ở giữa bi tách ra, chỉ còn lại bộ phận phía sau. Nó không có sắc bén của bảo đao, cũng không có quang mang của bảo bối, có thể là tuổi tác xa xưa, còn mọc đầy đốm đá, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ quái. Chợt nhìn thì như không có gì, nhìn lâu, lại có thể cảm nhận được một cỗ khí tức bàng bạc mãnh liệt, khí thế rất nặng nề. Phảng phất như trước mặt không phải một thanh tàn đao, mà là một tòa núi cao bị chặt ngang. Nhưng điện hạ càng nhìn cảm thấy là lạ, khí thế của tên Khương Phàm này tuyệt không giống như một tên phế vật, ánh mắt sáng tỏ lại sắc bén, bên trong dây gấm chê y chán lóe ra kim quang nhàn nhạt, trong thân thể còn chảy xuôi linh lực cường thịnh. Nếu Khương Phàm công tử kiên trì, thanh đao này thuộc về ngươi. Cảm ơn. Khương Phàm mang theo tàn đao rời đi. Điện hạ mỉm cười, lại đối liếc mắt ra hiệu với nữ tỳ bên cạnh. Nữ tỳ trước một giây còn cúi đầu, một mực cung kính đứng đấy, một giây sau đột nhiên lao lên như báo săn, xuất thủ như điện, thẳng đến phần gáy của Khương Phàm. Khương Phàm phát giác được nguy hiểm sau lưng, thuận thế bổ nhào về phía trước, quăng tàn đao nặng nề ra ngoài, nhảy lên không quay vòng. Đùi phải như roi, quét về phía nữ tỳ. Sắc Phi kêu sợ hãi. Dừng tay, nơi này là Thiên Hoa Điện, cấm đánh nhau. Tốc độ của nữ tỳ cực nhanh, một phát bắt được mắt cá chân Khương Phàm vung tới, bỗng nhiên kéo một cái qua bên cạnh, tay phải chụp lại, lần nữa chộp tới yết hầu Khương Phàm. Khương Phàm thất kinh nhưng không loạn, thân eo giữa không trung phát lực, mạo hiểm tránh đi, đồng thời chờ người, hai tay bỗng nhiên móc thành chảo, chụp về phía đầu nữ tỳ. Ánh mắt nữ tỳ lộ ra dị quang, không thể không buông tay, bước ra lui lại. Đột nhiên đánh nhau kinh động đến những khách hàng bên trong giám bảo đường, thị vệ phía ngoài cũng đẩy cửa tiến vào. Thiên Hoa Điện chúng ta hàng năm đều sẽ tổ chức đại hội giám bảo một lần, đem bảo bối đặc thù chúng ta bảo lưu lại một năm nay lấy ra công khai cạnh tranh. Những bảo bối này đa số đều đến từ đại hoang, cũng có chút đến từ địa phương khác, mặc dù kiểm định không ra phẩm cấp cụ thể,
nhưng cam đoan không có một kiện phế phẩm. So với trong giám bảo đường còn tốt hơn. Sắc Phi cười nói, giám bảo đường 10 cái mới có thể ra một kiện bảo bối, phẩm cấp còn chưa nhất định, nhưng trong giám bảo đại hội, vật nào cũng là chân phẩm chúng ta đặc biệt lưu lại, cho nên giá bắt đầu của mỗi một kiện đều tại mức 50.000 tinh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000. Dựa theo thành giao năm trước đến xem, mỗi kiện cuối cùng đều có thể định khoảng 80.000 tinh tệ trở lên, thậm chí xuất hiện qua giá chê y trời 300.000 tinh tệ. Nhưng người mua được, chưa bao giờ có bất kỳ một người nào hối hận, đều nói giá trị. Không chơi nổi. Khương Phàm lắc đầu liên tục, trong tay hắn mặc dù có tiền, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí như thế. Ta nhận được tin tức, đại hội bảo giám năm nay sẽ có tất cả 28 kiện bảo bối, so với năm trước nhiều hơn 8 cái. Đến lúc đó, rất nhiều đại tông đại phái, cổ thành võ viện Thương Châu đều sẽ phái người tới, quy mô mặc dù không lớn, nhưng sẽ vô cùng náo nhiệt. Tha thứ ta nói thẳng, Khương Vương Phủ gần đây có chút loạn, không rảnh bận tâm mặt khác. Ta đoán Bạch Vương Phủ, Triệu Vương Phủ, Lý Vương Phủ kia đều có thể sẽ phái người tới. Khương Phàm trở lại sơn cốc, trước tiên bỏ tàn đao qua một bên, ngồi xuống bắt đầu luyện chế linh dịch. Từng cây linh thảo bay vào bên trong nồi lớn, được Khương Phàm thành thạo khống chế dần dần cô đọng thành linh dịch tinh khiết. Cảnh giới tăng lên, khống chế hỏa diễm lại thoải mái hơn, tốc độ cô đọng đều tăng lên rất nhiều. Từ trạng vạng tối đến sáng sớm, linh thảo linh quả dùng mấy vạn tinh tệ để mua biến thành 10 bình linh dịch. Uyển Nhi, đây là chút đan dược và 5 bình linh dịch, từ từ dùng. Muội vừa khôi phục, không nên quá sốt ruột tu luyện, điều dưỡng quan trọng hơn. Khương Phàm đem đan dược và 5 bình linh dịch giao cho Uyển Nhi. Tạ ơn tạ Phàm ca ca. Khương Uyển Nhi khôi phục không tệ, có thể tu luyện. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn một lần nữa cảm thụ cảm giác phóng thích võ pháp. Nơi này còn có chút linh quả, đói thì ăn chút, ta ở ngay bên ngoài, có chuyện thì gọi ta. Khương Phàm đi tới cánh rừng ngoài sơn cốc, lấy ra tàn đao. 20.000 tinh tệ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khương Phàm ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng óng, nung khô tàn đao. Vừa mới bắt đầu không phản ứng chút nào, kéo dài thời gian đốt đến một tiếng sau. Đốm đá mặt ngoài thân đao ảm đạm rốt cục cũng bắt đầu chóc ra, một cỗ uy thế nặng nề xuyên thấu qua thân đao, tràn ngập sơn lâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tinh thần Khương Phàm chấn động, miệng rót linh dịch, tiếp tục nung khô. Kết quả đốt hơn nửa ngày, tiêu hao 3 bình linh dịch của hắn, theo đốm đá liên tiếp chóc ra, tàn đao rốt cục cũng hiện ra bộ dáng chân chính. Thân đao rộng 20 phân, phần lưng dày 3 ngón tay. Dài đến 1 mét, bộ vị đứt gãy tề tề chỉnh chỉnh, giống như bị một thần binh loại nào đó trong nháy mắt chặt đứt, lưu lại bộ phận này lại mảy may không hư hại. Mặt đao vuông vức như gương, có thể chiếu đến mặt người, lưỡi đao dị thường sắc bén, chỉ nhìn cũng đã làm cho người ta hoảng hốt, phảng phất như tùy tiện có thể cắt đá bổ xương. Bảo bối tốt, hai tay Khương Phàm dùng sức nắm chặt, sau khi rút đi đốm đá nặng nề, nó ngược lại dường như lại nặng hơn, hai cánh tay đều có chút không nhấc lên nổi. Nhưng thời điểm Khương Phàm đang dò xét đao thể, chỗ chuôi đao đột nhiên toát ra gai sắc nhọn, lít nha lít nhít, trong nháy mắt đâm xuyên qua hai tay, máu tươi chảy ngang. Khương Phàm thống khổ kêu thảm, gai nhọn lại bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy máu tươi của hắn. Hắn muốn vung hai tay ra, lại không thể tưởng tượng nổi một mực dính chặt, máu tươi không bị khống chế mà hướng về hội tụ trong đao thể. Cái này không phải một thanh tàn đao. Đơn giản giống như một đầu mãnh thú khát máu. Mặt ngoài đao thể phát ra ánh sáng màu hồng yêu dị, khí thế mãnh liệt chấn động sơn lâm. Đáng chết, vung ra cho ta. Toàn thân Khương Phàm sôi trào lên liệt diễm, thử nghiệm khu trục nó ra nhưng không làm nên chuyện gì, hỏa điều trong khí hải thức tỉnh dâng lên khí tức cường thịnh đối kháng, nhưng cũng không thể áp chế tàn đao đang điên cuồng. Khương Phàm càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng bắt đầu hôn mê, hắn muốn đi vào trong sơn cốc. Lại gục ngã ở chỗ này, lâm vào hôn mê. Khi hắn lần nữa lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tàn đao vậy mà không thấy đâu. Chính thời điểm Khương Phàm đang kinh ngạc lại phát hiện chỗ sâu trong đan điền khí hải vậy mà lại cắm một thanh tàn đao, cùng hỏa điểu sôi trào liệt diễm trong khí hải rằng co lẫn nhau. Đây là tình huống như thế nào? Khương Phàm còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, cẩn thận nhìn lại bên trong khí hải, quả thật là thanh tàn đao kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút,
tàn đao từ khí hải biến mất, xuất hiện ở trong tay. Khương Phàm lại càng sửng sốt, nhìn bên trong khí hải, lại nhìn đao trong tay, đây là làm sao đi ra. Bất quá sau khi tàn đao tới tay thì cũng không còn trầm trọng như trước, cường độ vừa vặn phù hợp. Là tàn đao cùng ta dung hợp sao? Khương Phàm nắm tàn đao, trong ý thức còn nhiều thêm một đạo ấn ký đao pháp. Bá đao thức, thật đúng là để cho ta nhặt được bảo bối. Sau khi Khương Phàm kinh ngạc, trong lòng tràn đầy phấn chấn, hắn biết tàn đao không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới lại không đơn giản đến như vậy, hắn nắm tàn đao liền bắt đầu nghiên cứu đao pháp. Đao thức nhìn rất đơn giản, chỉ là hướng về phía trước bổ một phát, nhưng lại giống như không phải đơn giản như nó hiển hiện ra. Khương Phàm nín thở ngưng thần, bắt đầu cẩn thận lĩnh hội. Từ sáng sớm đến đêm khuya, trong sơn cốc, Uyển Nhi cũng đang dốc lòng tu luyện, ngoài sơn cốc Khương Phàm cũng lặp đi lặp lại huy động tàn đao, lần lượt lặp lại động tác đơn giản. Có đại diệu thiên kinh không ngừng bổ sung khí tức sinh mệnh, hắn có thể không biết mệt mỏi, cũng có thể không ngủ không nghỉ. Giữa trưa ngày thứ hai, khi Khương Phàm đang đứng dưới ánh mặt trời vung ra đao lần thứ 3500, đột nhiên giống như đốn ngộ cái gì đó. Một tiếng bạo hống vang lên trong lòng, huyết khí toàn thân hắn trong chốc lát mãnh liệt như sóng chiều, phấp phới chạy khắp toàn thân, thân thể cường tráng đều bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ như máu, bốc lên cả nhiệt khí. Toàn lực vung tàn đao bộc phát ra uy thế kinh người, bỗng nhiên bổ một phát, sơn lâm chấn động, mặt đất trước mặt đều ầm vang nổ tung. Một mực kéo dài đến mấy chục mét bên ngoài, vết nứt nổ tung rộng chừng nửa mét, sâu một mét. Bụi đất tung bay, dự uy khó nói hết. Khương Phàm lại giống như suy yếu mà nửa quỳ chê y mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Đột nhiên đốn ngộ một ca iota siết lại đem khí lực cả người hắn rút sạch sẽ, giống như tinh khí đều hao hơn phân nửa. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn vết nứt trước mặt, đáy mắt hiện ra một vòng tinh quang. Một bá đao thức thật tốt. Một ca iota siết uy lực vậy mà không sai biệt lắm cùng vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm cẩn thận hồi tưởng đến một ca iota siết vừa rồi kia, trong chớp mắt quán thông cùng linh hồn huyết khí, mạch máu toàn thân đều phồng lên, tốc độ lưu thông huyết dịch gấp 10 lần, tương đương với việc nghiền ép tất cả tiềm lực ra ngoài. Khương Phàm bỗng nhiên có loại suy nghĩ mà sợ, may mắn tự mình tu luyện đại diệu thiên kinh, mạch máu và kinh mạch so người bình thường thì cứng cỏi hơn mấy lần. Lại bởi vì quanh năm luyện thể, năng lực chịu đựng mạnh, nếu không một ca iota siết vừa rồi kia rất có thể trực tiếp để hắn bạo thể mà chết. Một bá đao thức thật tốt. Khương Phàm chống thân thể lên, dùng sức nắm chặt tàn đao, đây quả thực là vũ khí chế tạo riêng cho hắn. Bá đao tản ra hàn quang bốn phía, dự uy chưa tán, quanh quẩn ông ông tranh minh giống như nói chính mình lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Không biết ngươi đã bị chôn vùi bao nhiêu năm. Bất quá từ giờ trở đi, ngươi ở cùng ta, ta sẽ không để mất uy danh của ngươi. Khương Phàm nhẹ vỗ về thân đao, cảm khái bên trong dám bảo đường vậy mà thật có thể phát hiện bảo bối. Xem ra cần phải đi qua nhìn đại hội dám bảo hai ngày sau một chút. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh bắt đầu bổ sung tinh lực, điều trị lấy thân thể tiêu hao. Sau một lát, hắn phóng người lên, lần nữa thử nghiệm bá đao thức. Hắn muốn tìm bí quyết trong đó. Tận khả năng sau một ca iota siết còn có dư lực đứng đấy. Trong hai ngày sau đó, Khương Phàm đều đắm chìm tại bên trong bá đao thức đơn giản lại không đơn giản kia. Mỗi lần phóng thích đều để hắn phấn chấn ca iota siết động, sơn lâm cứ thế mà bị đánh loạn thất bát tao. Mỗi lần chặt xuống cũng đều sẽ chấn động huyết khí, nghiền ép lấy tiềm lực. Kết quả trước trước sau sau hai ngày xuống tới, mạch máu vậy mà trở nên càng phát ra cứng cỏi, tốc độ máu chảy tăng cường hơn rất nhiều. Hắn không chỉ có lực lượng biến lớn hơn nhiều, mà cả tinh khí người cũng đều vô cùng dồi dào. Khương Phàm vẫn lấy làm kiêu ngạo về thể chất của mình, vậy mà mạnh lên chỉ ít gấp đôi. Hắn bây giờ có thể liên tiếp phun ra ba đạo bá đao thức, còn có thể có dư lực đứng vững. Khương Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tàn đao bỗng nhiên biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở chê y khí hải, lẳng lặng lơ lửng. Có ý tứ. Khương Phàm lộ ra dáng tươi cười. Không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có thể dùng làm đánh lén, so với giấu trong thanh đồng tiểu tháp phù hợp hơn nhiều. Khương Vương Phủ, nhi tử Tiêu Khuê của ta đâu? Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, các ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Tiêu Thắng Dũng hai mắt sung huyết, căm tức nhìn Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão trước mặt. Từ khi phát hiện Tiêu Khuê mất tích đến bây giờ, trọn vẹn đã tìm 10 ngày, không hề có một chút tin tức nào.
Hắn từ lúc bắt đầu liền dự cảm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nhưng hôm nay hắn thực sự nhìn không được. Chúng ta thật đáng tiếc, nhưng Tiêu Khuê rất có thể đã bị ngộ hại. Đại trưởng lão không thể không kiên trì mở miệng. Ai làm, đừng nói với ta là tên phế vật Khương Phàm kia. Tiêu Thắng Dũng chỉ vào đại trưởng lão gầm thét. Vừa mới bắt đầu là ta liên hệ Tiêu Khuê, hy vọng hắn có thể tìm tới sinh tử môn, xin mời mấy tên môn đồ đến đại hoang xử lý Khương Phàm. Nhưng vài ngày sau, ta phát hiện Khương Phàm vẫn còn sống rất tốt, liền muốn thúc giục Tiêu Khuê. Kết quả phát hiện, Tiêu Khuê mất tích, ta lại tự mình liên hệ đội trưởng phân đội thứ 5 Thôi Sâm của sinh tử môn tiến vào đại hoang chấp hành nhiệm vụ. Nhưng mấy ngày trước hắn đưa tới tin tức, tập thể phân đội thứ 10 đã mất tích. Tiêu Khuê liên hệ, chính là phân đội thứ 10. Chúng ta cũng cảm giác sự tình có điều kỳ quặc, liền bắt đầu điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Đại trưởng lão rất không nguyện ý nói cho Tiêu Thắng Dũng tin tức này, nhưng sự thật chứng minh, Tiêu Khuê rất có thể đã chết rồi. Sắc mặt Khương Hồng Dương cũng rất khó coi, hắn rõ ràng nhất Tiêu Thắng Dũng đối với nhi tử độc nhất kia hắn rất sủng ái, nếu không lúc ấy cũng sẽ không nghĩ đến dùng phương thức thông gia lung lạc cứ điểm thứ 3. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nháo nháo thế nào mà Tiêu Khuê vậy mà chết rồi. Là Yến Tranh cùng Côn Bác. Tiêu Thắng Dũng không tin Khương Phàm có thể giết con của hắn, vậy cũng chỉ có Yến Tranh cùng Côn Bác. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Rất không có khả năng. Người so với chúng ta càng hiểu rõ Yến Tranh cùng Côn Bác hơn, bọn hắn mặc dù rất cố chấp, nhưng đều rất chính trực, sẽ không làm loại sự tình âm tàn này. Ngoại trừ bọn hắn còn có thể là ai? Không cho ta một lời giải thích, vậy thì đừng mơ tưởng cứ điểm thứ 3 chúng ta lại ủng hộ ngươi. Tiêu Thắng Dũng thực sự ép không được cỗ hỏa khí kia, thân thể hùng tráng tản ra khí tức bức nhân sát phạt. Tiêu tướng quân, người tỉnh táo trước, chúng ta ai cũng không nguyện ý. Im miệng, là các ngươi liên hệ Tiêu Khuê, các ngươi liền phải phụ trách tìm hắn. Ta hạn các ngươi thời gian 2 ngày, tra ra hung thủ cho ta, nếu không. Chính ta tra. Chức trách tướng quân vẫn là phải thủ vệ đại hoang, loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta có thể thay ngươi tra. Việc nhỏ, các ngươi cũng biết là chuyện nhỏ. Một việc nhỏ mà dày vò đến bây giờ. Tiêu Thắng Dũng mang chiến đao lên trực chỉ Khương Hồng Dương, khí thế bức người. Ta thấy ngươi thật đúng là không có quyết đoán như Khương Hồng Võ. 2 ngày sau, các ngươi cha không được hung thủ, ta lập tức điều huyền giáp vệ, san bằng cứ điểm thứ 8 bên ngoài Sơn Lâm. Sự tình đều từ Khương Phàm mà lên, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bắt hắn, hết thảy liền đều rõ ràng. Khương Hồng Dương đứng dậy nhắc nhở. Yến Tranh cùng Côn Bác ở nơi đó đồn trú 1000 huyền giáp vệ, nếu như ngươi cưỡng ép xông vào, thế tất sẽ cùng hai đại cứ điểm nổi xung đột. Đại trưởng lão cũng đứng dậy khuyên giải, bọn hắn mặc dù không để ý Tiêu Thắng Dũng có giết chết Khương Phàm hay không, nhưng tuyệt không hy vọng nhìn thấy ở giữa cứ điểm phát sinh hỗn loạn gì. Dù sao ngay mai điện hạ sẽ tại Thiên Hoa Điện đó nhìn chăm chú hết thảy mọi chuyện phát sinh bên trong thành Bạch Hổ, nếu như cứ điểm sai lầm, chẳng khác nào bọn hắn vô năng. Đó là chuyện của các ngươi. Trong vòng 2 ngày, các ngươi có thể tra ra hung thủ, thì sẽ chẳng có chuyện gì. Nếu như không thể... Các ngươi ngăn Yến Tranh cùng Côn Bác lại cho ta. Ta tự mình bắt lấy Khương Phàm. Tiêu Thắng Dũng không cho bọn hắn cơ hội cãi lại, hét lớn một tiếng, mang theo bọn thị vệ rời đi. Khương Hồng Dương cùng đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, lại cũng không ai nói gì. Tra xét vài ngày như vậy đều không có tra được hung thủ, thời gian 2 ngày lại có thể tra được cái gì. Tính tình Tiêu Thắng Dũng rất nóng nảy, nếu quả thật khởi xướng đến, ai cũng ngăn không được. Hôm nay là ngày Thiên Hoa Điện cử hành đại hội giám bảo, người các nơi ở Thương Châu lục tục đuổi tới, đưa tới oanh động không nhỏ. Mau nhìn, người cầm thành tới. Nghe nói bọn hắn năm ngoái từ đại hội giám bảo cầm xuống 5 kiện bảo bối, trong đó có một tảng đá không có ba động chút khí tức sinh mệnh nào vậy mà lại ấp ra một đầu bích ngọc long tượng, dẫn tới oanh động rất lớn. Đúng vậy đó, 80.000 tinh tệ mua một tảng đá, cuối cùng có người nguyện ý dùng 200.000 tinh tệ về mua bích ngọc long tượng. Bất quá lại bị Cẩm Thành cự tuyệt. A, đó là người của Lý Vương Phủ sao? Nhìn kìa, người của Triệu Vương Phủ cũng tới. Là Thiên Châu Võ Viện, bọn hắn tới nhiều người như vậy. Hắc hắc, Khương Vương Phủ hiện tại chính là đã loạn, bọn hắn đây là không sợ gì. Đó là người của Cự Kiếm Môn sao, khí thế thật mạnh. Nhớ năm đó Cự Kiếm Môn là do Khương Vương Phủ đến đỡ lên,
là ưng khuyển trung thành nhất của lịch đại Khương Vương, nhưng bây giờ... Xuyệt, nói nhỏ chút đi, người của Cự Kiếm Môn cũng không dễ chọc. Cái này có cái gì không thể nói, đừng nói Cự Kiếm Môn bọn hắn, hiện tại tông môn các nơi Thương Châu, Cổ Thành, nhà nào không từng được Khương Vương phủ nâng đỡ, ngay cả Thiên Châu Võ Viện đều là Khương Nguyên Liệt năm đó ra chỉ lệnh sáng lập. Hiện tại thế nào, có mấy kẻ còn tôn trọng người đã từng là chủ tử của bọn hắn? Ai, thế sự vô thường, Khương Vương phủ trải qua 10 năm ngắn ngủi lại xuống dốc đến tận đây, Thương Châu các tộc lại càng ngày càng mạnh. Cũng là bởi vì Khương Vương phủ ở Thương Châu thế lớn, lại hiệu lệnh 36 quân doanh Bắc Cương, để hoàng thất nghi kỵ. Không chỉ là nghi kỵ đơn giản như vậy, nghe nói lúc Tân Hoàng lên ngôi, hướng Khương Vương phủ muốn hai kiện đồ vật. Một kiện là trấn tộc chí bảo Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền, một cái khác là muội muội hiện nay của Khương Vương. Vạn Thú Thiên Hoàng Quyền là kiêu ngạo sau cùng của Khương gia, mà muội muội của hắn cũng tính tình cương liệt, kiên quyết không đồng ý, cho nên toàn bộ Khương Vương phủ cự tuyệt. Khương Vương có muội muội, ta làm sao không biết? Chuyện đã bao nhiêu năm rồi, người nọ đẹp đến gọi là khuynh quốc khuynh thành. Bất quá hình như đã chết rồi, cũng có người nói là đã rời khỏi Lang gia quốc. Dù sao cũng đã 20 năm, không còn xuất hiện qua. Ta biết Khương Vương phủ trở mặt cùng hoàng thất không phải đơn giản như vậy. Theo đám người cường tộc Đại Tông Thương Châu lần lượt đến, chệ y đường cũng dần dần náo nhiệt, trong tử lâu quán trà càng kín hết chỗ. Mặc dù đại hội giám bảo quy cách rất cao, người đủ tư cách tham gia rất ít, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn cảm thấy hứng thú, đều đang mong đợi năm nay có thể xuất hiện một loại bảo bối vang dội nào đó hay không. Khương Phàm mang theo Khương Uyển Nhi cùng rời khỏi Sơn Cốc, chuẩn bị đến đại hội giám bảo thử thời vận. Hắn cảm giác cảm xúc của Uyển Nhi không đúng lắm, lo lắng nàng lại nhớ Khương Vương phủ, cho nên mang theo đi ra giải sầu một chút. Không khí bên ngoài quả thật dễ chịu. Khương Uyển Nhi cùng Khương Phàm đi chê y đường cái náo nhiệt, thật sâu hít thở không khí mát mẻ, tâm tình bỗng nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Suy yếu, muội rất suy yếu. Khương Phàm ho nhẹ vài tiếng. Nhắc nhở Khương Uyển Nhi. Khương Uyển Nhi le lưỡi, lập tức thay đổi một bộ ốm yếu, dựa vào chê y người Khương Phàm. Nàng còn cố ý vẽ lên trang điểm như nến ở chê y mặt, nhìn bộ dáng rất yếu ớt. Đừng để người khác nhìn ra, đại hội giám bảo kết thúc chúng ta liền trở về. Khương Phàm vịn nàng, chậm rãi đi tới. Bất quá đi chê y đường cái náo nhiệt, Khương Phàm chợt phát hiện người chung quanh nhìn qua hắn chỉ trỏ. Nhất là những tán tu kia, ánh mắt nhìn hắn hình như rất nóng. Khương Phàm, nghe nói ngươi nhặt được một viên long nguyên từ bên trong đại hoang. Một đại hán hùng tráng ngăn ở trước mặt hắn, sau lưng có 5 vị nam tử nữ tử, đều không có hảo ý theo dõi hắn. Cái gì mà long nguyên? Sắc mặt Khương Phàm có chút trầm xuống, trước tiên nghĩ đến Triệu Cảnh Thiên. Đừng giả bộ, trước mấy ngày trong thành Bạch Hổ đã truyền ra tin tức. Có người nhìn thấy ngươi tại một chỗ phế tích ở chỗ sâu trong đại hoang nhặt được một long nguyên rất lớn. Loại lời đồn này, các ngươi cũng tin, thật nếu có long nguyên lớn như vậy, còn có thể để cho người ta tùy tiện nhặt. Có người mang về rất nhiều xương rồng của địa long từ bên trong đại hoang, duy chỉ có không thấy long nguyên. Khương Phàm thầm nghĩ tên Triệu Cảnh Thiên vậy mà có thể sử dụng phương thức ti tiện bực này, cố ý tiết lộ tin tức ra ngoài, làm cho đám tán tu trong thành Bạch Hổ ngấp nghé. Chờ ngày nào đó hắn tiến vào đại hoang, Triệu Cảnh Thiên có thể giết hắn, sau đó giá họa cho đám tán tu. Đây là vì Long Nguyên, hay là bởi vì Yến Khinh Vũ? Lại muốn mệnh của hắn? Không cần khẩn trương, chúng ta sẽ không cứng rắn đoạt, chúng ta có thể mua. 50.000 tinh tệ, như thế nào? Các ngươi tìm nhầm người, chê y người của ta không có Long Nguyên. Khương Phàm vịn Khương Uyển Nhi đi qua bên cạnh hắn. Người kia quay người nhìn Khương Phàm, cao giọng nói. Vậy ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, cũng không phải tất cả mọi người đều thiện lương giống như chúng ta, nguyện ý mua. Triệu Cảnh Thiên, ngươi muốn chơi, ta chơi với ngươi cho thống o á yêu ta. Trong lòng Khương Phàm nổi lên sát ý đối với Triệu Cảnh Thiên. Phàm ca ca, huynh có Long Nguyên. Khương Uyển Nhi thấp giọng hỏi Khương Phàm. Đoạn thời gian trước nhặt được, bị Triệu Cảnh Thiên gặp phải. Huynh phải cẩn thận một chút, Triệu Cảnh Thiên làm việc cho tới bây giờ đều là không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Khương Uyển Nhi trong Thiên Châu Võ Viện 3 năm, đối với người ở đó đều hiểu rất rõ, nhất là tất cả truyền nhân Vương Phủ. Phía trước Thiên Hoa Điện đã đứng đầy người,
mặc dù giá khởi điểm cao tới 50.000 tinh tệ để vô số người lùi bước, nhưng người tụ ở chỗ này xem náo nhiệt vẫn rất nhiều. Lúc hai người Khương Phàm đến nơi này, tự nhiên đưa tới rất nhiều sự chú ý. Khương Uyển Nhi, nàng vậy mà đi ra. Đáng thương, đường đường là lục phẩm linh văn, hy vọng cuối cùng của Khương gia, vậy mà biến thành phế nhân. Ngay cả Vương gia đều bởi vì tìm tạo hóa đan cho nàng mà mất tích. Khương Vương Phủ cũng thật lộn xộn. Bạch Hoa điên rồi, vậy mà phế đi nàng, còn không bằng trực tiếp giết. Hình như Khương Phàm và Khương Uyển Nhi đều bị trục xuất khỏi Khương Vương Phủ rồi, bọn hắn có tiền tham gia đại hội giám bảo sao? Đại hội giám bảo hôm nay, hình như Khương Vương Phủ cũng không có phái người tới. Bọn hắn nào có tâm tư tham gia đại hội giám bảo gì? Mọi người phàm luận ầm ĩ, mặc dù không đến mức trắng trợn, nhưng cũng không có bao nhiêu tị húy. Nàng lại còn có tâm tư tới tham gia đại hội giám bảo, chẳng lẽ muốn ở chỗ này tìm vận may? Rất có dũng khí, nếu đổi lại là ta đã sớm tự sát, cũng sẽ không đi ra để cho người ta chỉ trỏ trỏ. Thiếu niên kia chính là Khương Phàm rồi. Nếu như không phải chuyện này, ta cũng không biết Khương Vương Phủ còn có một đứa con nuôi. Đám người các tông tộc cũng chú ý tới nơi này, càng nhiều hơn chính là chú ý tới Khương Phàm. Khương Phàm, không nghĩ tới người vậy mà cũng tới đây, Long Nguyên bên trong đại hoang đều không thỏa mãn được ngươi. Triệu Cảnh Thiên mang người tới đây, lạnh lùng hừ một tiếng. Khương Phàm mỉm cười với hắn, không nói gì thêm, chờ Thiên Hoa Điện mở cửa. Triệu Cảnh Thiên khẽ nhíu mày, tên tiểu phế vật này làm sao lại thờ ơ như vậy? Phàm công tử, nghe nói người từ Đại Hoang đạt được một viên Long Nguyên. Không biết có hứng thú phóng tới bên chê y đại hội giám bảo đấu giá hay không, cộng đồng các phương đấu giá, nhất định có thể cho ngươi cái giá vừa ý. Một vị thiếu niên phong độ nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi. Khương Phàm lắc đầu, không có nhiều lời. Hắn hôm nay mang theo Uyển Nhi, không muốn nháo sự. Hắn là thiếu chủ Cẩm Thành, Chu Thanh Thọ. Khương Uyển Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Rất lợi hại phải không? Cũng là học viên Thiên Châu Võ Viện, 8 tuổi thức tỉnh lục phẩm linh văn, 13 tuổi linh anh cảnh cửu trọng thiên, cùng bọn người Bạch Hoa, Triệu Cảnh Thiên nổi danh thiên tài. Linh văn của hắn vô cùng đặc thù. Là một phiến tinh quang thần bí, danh xưng tinh vân văn. Khương Uyển Nhi liên kề sát người Khương Phàm, thấp giọng nói. Tinh vân linh văn. Khương Phàm dương mắt nhìn về phía Chu Thanh Thọ, bất quá ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về hướng đội ngũ Thiên Châu Võ Viện nơi xa, nơi đó đang có một đôi mắt sáng tỏ đang quan sát hắn. Ánh mắt kia cho hắn một loại cảm giác khác thường không nói được. Dạ An Nhiên, nàng vậy mà lại tới đây. Khương Uyển Nhi thuận theo Khương Phàm ánh mắt nhìn qua, hơi kinh ngạc. Nàng là ai? Khương Phàm đón nhận ánh mắt kia, là vị thiếu nữ áo tím, khoảng chừng 13-14 tuổi, dáng người trội hơn, khí chất thanh lãnh, mang theo mạng che mặt che khuất kiều nhan, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần khí chất động lòng người từ trong ra ngoài kia. Thiên tài thần bí nhất Thiên Châu Võ Viện, áp đảo phía chê y lục công tử đệ nhất thiên tài Võ Viện. Thiên phú của nàng cực cao. Tốc độ cảnh giới tăng lên vượt qua tất cả mọi người. Nhưng nàng rất ít khi lộ diện, ngay cả ta cũng đều không có gặp qua mấy lần. Khương Phàm thu hồi ánh mắt, không cùng nàng đối mặt quá nhiều, nhưng hắn có thể cảm giác ánh mắt của đối phương lưu tại chê y người hắn. Nàng họ Dạ, ta không nghe nói Thương Châu có gia tộc họ Dạ. Nàng không phải người Thương Châu, thậm chí có khả năng không phải là người Bắc Cương. Không có người nào biết thân phận hay bối cảnh của nàng. Ngay cả là linh văn cấp mấy hay linh văn gì đều không có người nào biết. Sau khi nàng tiến vào võ viện liền trực tiếp được viện trưởng chiêu vào làm môn hạ, trở thành đệ tử ký danh duy nhất của viện trưởng. Khương Phàm rất hiếu kỳ. Thần bí như vậy. Khương Uyển Nhi nói nhỏ. Nàng rất ít lộ diện, không nghĩ tới sẽ đến nơi này tham gia đại hội giám bảo. Ánh mắt Dạ An Nhiên sáng tỏ xuyên qua đám người, từ đầu đến cuối rơi chê y người Khương Phàm, nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn chính là Khương Phàm, đứa con nuôi không thể thức tỉnh linh văn của Khương Vương. Thiếu nữ bên cạnh nàng hướng qua Khương Phàm nơi đó nhìn. Trước kia đều không có bao nhiêu người biết trong Khương Vương phủ còn có một đứa con nuôi, hiện tại không chỉ có trong thành Bạch Hổ đều biết, toàn Thương Châu đều không ai không biết. Hắn lúc nào khiêu chiến Bạch Hoa? Còn hơn một tháng nữa, không có ý gì, đối chiến loại người này, Bạch Hoa không thể một hiệp đánh giết đều xem như mất mặt. Tỷ tỷ. Người chú ý loại người này làm gì, chúng ta sẽ phải rời Thương Châu này.
Dạ An Nhiên thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Ta chuẩn bị trì hoãn 2 tháng lại đi. Vì cái gì? Thiếu nữ dương đôi lông mày xinh đẹp. Nhìn hắn cùng Bạch Hoa luận võ. Vậy thì có cái gì đẹp mắt? Có khả năng, sẽ rất đặc sắc. Đám người bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tưng bừng, đại lượng ánh mắt đều chuyển hướng đến đằng trước bên trái, nơi đó đang có mấy vị nam tử bộ dáng hộ vệ một vị thiếu niên đi tới. Bạch Hoa! Hắn cũng dám đến thành Bạch Hổ. Khương Uyển Nhi tức giận nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn chính là Bạch Hoa. Khương Phàm ôm sát Khương Uyển Nhi trong ngực, nhìn thiếu niên áo trắng kia. Bạch Hoa chỉ có 13 tuổi, dáng dấp lại vô cùng cao lớn, hai mắt sáng tỏ dị thường lăng lệ, phảng phất như có thể bắn ra lôi điện toàn thân, hắn tản ra một cỗ khí tức điêu luyện và có một cỗ ngạo khí từ trong ra ngoài. Bạch Hoa thấy được Khương Uyển Nhi, trên y mặt hiện ra vòng ý cười khinh miệt. Nếu như không phải giữ Khương Uyển Nhi lại có chỗ hữu dụng, lúc ấy Trệ Y lôi đài, hắn đã giết nàng. Không nghĩ tới lại lừa gạt Khương Hồng Võ đi ra, đám người Khương Hồng Dương kia quá vô năng, không những không thể gả Khương Uyển Nhi cho Tiêu Khuê, ngược lại còn để Tiêu Khuê mất mạng. Tuy nhiên, ánh mắt Bạch Hoa chỉ Trệ Y người dừng lại Khương Uyển Nhi mấy giây, tiếp đó chuyển đến Trệ Y thân Khương Phàm. Khương Phàm, sau 1 tháng tại sinh tử đài, người chuẩn bị xong chưa? Bạch Hoa cố ý cất cao giọng, gọi Khương Phàm. Đang mài đao, nghe nói người da dày thịt béo, ta làm sao cũng phải đem đao mài đến sắc bén một chút. Miễn cho một đao phách không chết ngươi, còn phải bổ vài một đao. Khương Phàm không khách khí đáp lễ một câu. Ồ, ha ha ha. Bạch Hoa cười, cách đám người chỉ Khương Phàm. Ta hiểu được, người chuẩn bị đến chê y sinh tử đài chọc ta chết cười, ha ha. Các học viên Thiên Châu Võ Viện cũng đều lộ ra mấy phần ý cười, tiểu phế vật này vẫn rất có cảm giác hài hước. Khương Phàm, hôm nay ta đến muốn cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể đến Thiên Châu Võ Viện khiêu chiến ta, cũng có thể thiết lập lôi đài tại thành Bạch Hổ này. Mặc dù cuối cùng đều là chết, nhưng chết ở chỗ này, tối thiểu còn có thể có người cho thu thi thể ngươi lại. Bạch Hoa trước đó không có coi Khương Phàm là chuyện gì, nhưng điện hạ vậy mà phái người báo cho hắn. Cần phải cảnh giác Khương Phàm, công nhận tiểu phế vật này có chút cổ quái. Cổ quái? Bạch Hoa thật đúng là không nhìn ra cổ quái gì. Thiên Châu Võ Viện đã phù hợp. Ngươi xác định, ta đã cho ngươi cơ hội, đừng trách Bạch Hoa ta khi dễ người. Bạch Hoa thật đúng là hy vọng có thể thiết lập lôi đài tại thành Bạch Hổ, có thể tại trước mặt Khương Vương phủ cao ngạo giết con nuôi Khương Vương, ngẫm lại tỷ càng ca yêu ta si thích. Các học viên Thiên Châu Võ Viện đều rất kỳ quái. Bạch Hoa trước đó giống như khinh thường đề cập trận đến trận luận võ này, ngoại trừ thân phận Khương Phàm ra, giống như cho tới bây giờ không có gì có thể nhắc lên hứng thú của hắn. Hôm nay đây là thế nào? Giống như đột nhiên có hứng thú đối với trận luận võ này. Các vị, đợi lâu rồi. Cửa điện xa hoa của Thiên Hoa Điện rộng mở từ bên trong, La Nhất Thiếu trưng khuôn mặt tươi cười bước nhanh ra đón. La Điện Chủ, nghe nói năm nay tổng cộng có 28 kiện hàng triển lãm. Thiếu chủ Cẩm Thành, Chu Thanh Thọ lắc lắc quạt xếp, cười đi đến phía trước. Chu Thanh Thọ công tử, hoan nghênh hoan nghênh. Năm nay Đại Hoang hoạt động dị thường, ra không ít bảo bối tốt, ta chỗ này trước cầu chúc Chu công tử có thể lần nữa lấy thêm mấy món bảo bối. La Nhất Tiếu cởi mở mà cười cười, nhiệt tình chào mời đám người tiến vào điện. Bạch Hoa, Chu Thanh Thọ những người có thân phận không cần kiểm tra, trực tiếp liền có thể đi vào. Không có thân phận gì cần cam đoan trong tay có 100.000 tinh tệ, nếu không ngay cả tư cách vào xem đều không có. Khương Phàm dựa theo yêu cầu đi đến bên cạnh trong phòng, hiện ra mình có hơn 100.000 tinh tệ. Năm nay đại hội giám bảo cử hành chê y lầu 6, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, khí tức xa hoa đến cực điểm, năm nay sắp xếp chỗ ngồi vây quanh một gian hàng rộng rãi. Quy mô cũng không tính lớn. Nhưng chính là bởi vì dạng này mới có thể cam đoan tất cả mọi người từ khoảng cách gần quan sát bảo bối, quyết định cạnh tranh phải chăng. Khương Phàm cùng Khương Uyển Nhi mặc dù là người của Khương Vương Phủ, nhưng lại bị an bài ở trong một góc. Những người khác lục tục ngo ngoe ngồi xuống, tính cả bọn thị vệ mới hơn 100 người, nhưng tán tu chỉ có 10 mấy người, mặt khác đều là người có thân phận có bối cảnh. Dù sao trừ phi có vốn liếng hùng hậu, ai cũng sẽ không cầm mấy vạn thậm chí 10 mấy vạn tinh tệ đến đánh cược. Để Khương Phàm ngoài ý muốn chính là, Thiên Châu Võ Viện, Dạ An Nhiên vậy mà chủ động ngồi xuống vị trí trước mặt hắn,
bất quá không cùng hắn giao lưu, chỉ là yên lặng ngồi ở chỗ đó chờ đợi đại hội giám bảo bắt đầu. Ngược lại là thiếu nữ bên cạnh Dạ An Nhiên thỉnh thoảng quay đầu dùng một loại ánh mắt quái dị dò xét hắn. Các vị đều là người quen, đối với quy tắc đại hội giám bảo chúng ta đều rất quen thuộc rồi, ta không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu. La Nhất Tiếu đưa tay ra hiệu, một vị thị nữ bưng một cái hộp gấm đi vào gian hàng. Trong hộp gấm là một khối đầu gỗ lớn chừng bàn tay, đen nhánh khô quắt, nhìn không có gì đặc thù. Nhưng ở vị trí lõm vậy mà mọc ra một gốc lá cây vô cùng non nớt, lớn chừng hạt gạo, hiện ra ánh sáng màu làm nhàn nhạt. Đám người lập tức ngưng thần quan sát, kỳ quái, Thiên Hoa Điện vậy mà dùng một khối đầu gỗ như thế mở màn đại hội giám bảo năm nay. La Nhất Tiếu nhẹ nhàng gõ gõ đầu gỗ, chê y mặt theo thói quen mà tươi cười. Đầu gỗ này đến từ chỗ sâu đại hoang cách Bạch Hổ Quan hơn 300 dặm. Là ở trong một chỗ nham động sâu mấy trăm thước phát hiện, đã cùng tảng đá chung quanh mọc thành một chỗ, tựa như là hóa thạch. Nhưng chính là chê y một khối cây khô như thế vậy mà mọc ra một gốc sinh mệnh. Cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều, các vị bắt đầu đi. Bầu không khí thoáng cái trầm mặc, tất cả mọi người ngưng thần quan sát cây khô, xác thực giống như là hóa thạch. Mầm cây cũng xác thực mọc ra từ bên trong để cho người ta cảm khái sinh mệnh lực cường đại, có thể cảm nhận được lá cây bất phàm. Cái này hoặc là kiện đại bảo bối, hoặc là chính sự kiện ngẫu nhiên của thiên nhiên. Nhưng Thiên Hoa Điện nếu dám dùng nó đến mở màn, chí ít có thể bảo chứng nó cũng không đơn giản. 5.000 tinh tệ. Một vị tán tu ngồi ở phía sau giơ bảng, linh văn của hắn đúng lúc là đằng văn, nếu như đây đúng là kiện bảo bối, với hắn mà nói rất có ích lợi. 60.000 tinh tệ. Chu Thanh Thọ giơ bảng, bất quá nâng có chút do dự. 65.000 tinh tệ. Triệu Cảnh Thiên đuổi theo, vô cùng dứt khoát. 70.000 tinh tệ. Vị tán tu kia lập tức đuổi theo. 80.000. Một vị trưởng lão Thiên Châu Võ Viện giơ bảng, hắn có thể dự cảm mầm cây này không đơn giản. Tán tu kia vô ý thức muốn giơ bảng, thế nhưng gương mặt trầm xuống, cắn răng nhịn được, lại hướng lên thêm 100.000. Hắn cũng không có quyết đoán lớn dùng 100.000 tinh tệ mua khối gỗ. 80.000 tinh tệ thành giao, kiện hàng triển lãm thứ nhất đại hội giám bảo năm nay thuộc về tề trưởng lão Thiên Châu Võ Viện. La Nhất Tiếu cao giọng đánh nhịp, ra hiệu bưng lên kiện hàng triển lãm thứ hai. Kiện thứ hai mới vừa được mở ra, hào quang sáng chói liền chiếu sáng cả tòa đại điện ngũ quang thập sắc. Trong một bình ngọc trong suốt tràn đầy cát mịn, mỗi một khỏa đều hiện ra hào quang sáng tỏ. Tinh xa, ta ra 100.000 tinh tệ. Chu Thanh Thọ ca yêu ta xỉa động kém chút đứng lên. Tinh xa là bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu, nghe nói có thể hấp thu quang hoa đêm trăng, chứa đựng lực lượng tinh thần thần bí, vừa vặn thích hợp linh văn tinh thần của hắn. Chu Thanh Thọ công tử đừng ca yêu ta xỉa động, những cát mịn này cũng không phải là lấy được từ trong đại hoang, mà là một vị lão nhân bán cho Thiên Hoa Điện chúng ta. Nói thật lúc mới bắt đầu chúng ta cũng cảm giác là tinh xa, nhưng sau khi tìm đọc tư liệu, quang hoa của tinh xa còn lâu mới có được sáng chói như thế, cũng thường thường sẽ chỉ phát ra quang hoa vào ban đêm, những cát bụi này phát ra ánh sáng lại đủ mọi màu sắc. Chúng ta lật xem vô số tư liệu, cũng không có tra được lai lịch cụ thể của nó. 100.000 tinh tệ, ta muốn. Chu Thanh Thọ kiên định hô to, bất kể có phải hay không hắn đều muốn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh văn tinh vân của mình có chút phản ứng. Các vị còn có ý kiến? La Nhất Tiếu nhìn những người khác một chút. Ta thêm 2.000. Bạch Hoa bỗng nhiên giơ bảng, hắn cũng cảm giác chỉ sợ thứ này không đơn giản. Chu Thanh Thọ khẽ nhíu mày, trực tiếp hô to. 150.000 tinh tệ, Bạch Hoa công tử còn muốn thêm sao? Bạch Hoa nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rất muốn tăng giá. Nhưng nhìn dáng vẻ Chu Thanh Thọ nhất định phải được, đè xuống xúc động, vì thứ này trở mặt cùng Cẩm Thành cũng không có lời. 150.000 tinh tệ, thành giao. La Nhất Tiếu hài lòng gật đầu. Kiện hàng triển lãm thứ ba. Hơn 10 vị thị vệ khiêng ra một vật to lớn đặt chê y sân khấu, sau khi xốc lên vải tre, một cái mai rùa to lớn hiện ra ở trước mặt mọi người. Mai rùa này nặng đến vạn cân, đến từ đại hoang. Những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, bắt đầu. La Nhất Tiếu lại nhấc tay, hướng về phía trước. Ta thêm 5.000. Dài 5 mét, lại nặng đến vạn cân, hẳn là có thể luyện chế thành một tấm chắn tuyệt hảo, ta ra 70.000. 70.500. Thông o a i o ta một chút đi, ta ra 100.000.
Bầu không khí cấp tốc như lửa nóng, cuối cùng kiện hàng triển lãm thứ 3 lấy giá 120.000 giao cho một vị tán tu. Kiện thứ 4, kiện thứ 5, kiện thứ 6. Nhiều loại hàng triển lãm liên tiếp được mang ra, bầu không khí trong cung điện cũng càng ngày càng kịch liệt, mặc dù mỗi kiện đều nói không ra lai lịch cụ thể cùng phẩm cấp, nhưng đều có thể nhìn ra chỗ bất phàm. Trong đó kiện hàng triển lãm thứ 9 vậy mà vỗ ra 800.000 tinh tệ giá cao nhất. Điều này cũng làm cho hơn 10 vị tán tu kia lắc đầu, tinh tệ của bọn hắn đều là từ từ tích lũy, tùy tiện thêm 5.000 đã đau lòng, đám công tử ca bọn này lại há miệng liền mấy vạn mấy vạn. Khương Phàm chỉ nắm Khương Uyển Nhi suy yếu ngồi ở chỗ đó, thưởng thức cạnh tranh náo nhiệt, từ đầu đến cuối không có chủ động tham dự. Kiện hàng triển lãm thứ 12 là một miếng sắt, hẳn là thất lạc chê y vũ khí nào đó, chỉ có một phần rất nhỏ, lại ẩn chứa lôi lực phi phàm. Sau khi La Nhất Tiếu ra hiệu vô tình hay là cố ý mà nhìn đến Bạch Hoa. Hàng triển lãm còn chưa lên, lôi văn chê y chán Bạch Hoa đã tự phát lóe lên sáng rực. Mặt ngoài thân thể đều luồn lên mấy đạo lôi văn. Rất nhiều ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, lại chuyển hướng đến bàn đấu giá. Đó không phải miếng sắt gì cả, nó đơn giản giống như một mảnh lôi vân, tản ra uy thế hừng hực. Cho dù bị giam cầm ở trong đèn lưu ly, cường quang chói mắt vẫn chiếu rọi cung điện, ai cũng có thể cảm nhận được uy lực nó giống như đang bạo tạc. Đây quả thực là vì Bạch Hoa mà chuẩn bị. Đám người lắc đầu. Đều có thể đoán được miếng sắt kia chỉ sợ là lai lịch phi phàm, nhưng không có người nào chủ động đắc tội Bạch Vương Phủ hiện đang là đệ nhất thế vương phủ của Thương Châu. 60.000 tinh tệ. Bạch Hoa liệu định không ai cùng hắn đoạt, chỉ tăng thêm 10.000. Nhưng mà... Bảo bối tốt, ta ra 70.000. Một thanh âm đánh vỡ yên lặng, rước lấy ánh mắt của tất cả mọi người. Khương Phàm nắm Khương Uyển Nhi suy yếu, rất nghiêm túc nhìn lôi vân chê y sân khấu. Ta ra 80.000. Sắc mặt Bạch Hoa âm trầm tập trung vào Khương Phàm. 90.000. Khương Phàm không vội vã mà theo. Tiểu phế vật ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Ta không có tiền, Thiên Hoa Điện có thể cho ta đến đây sao? Ngược lại là ngươi, mang nhiều tiền như vậy sao? Ta có thể dùng danh nghĩa Bạch Vương phủ ký sổ. Thật sao? Ta ra 100.000. Ta ra 150.000. Bạch công tử đủ quyết đoán. Ta ra 200.000. Ngươi có 200.000. La Điện Chủ, Khương Phàm chỉ là một đứa con nuôi, Khương Uyển Nhi càng là phế vật, bọn hắn không có khả năng có tiền, Khương Vương Phủ càng không giúp bọn hắn thanh toán. Ta đề phàm ngươi kiểm tra tinh tệ của Khương Phàm, tránh cho có người cố ý đảo loạn trật tự đại hội. Lập tức có thị vệ tới, mang hai người Khương Phàm rời đi. Nhưng chỉ chốc lát sau, Khương Phàm một lần nữa ngồi trở lại trong góc, cao giọng kêu giá. 250.000. Thị vệ úp sấp bên tai La Nhất Tiếu nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn có nhẫn không gian, bên trong tất cả đều là tinh tệ, thô sơ giản lược đoán chừng phải có 30 đến 50 vạn. La Nhất Tiếu hơi kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu. Khương Phàm ra giá 250.000, còn có ai cao hơn hay không? Khương Phàm cố ý hô. Hắn cũng không dậy nổi, miếng sắt này thuộc về ta. Chậm đã. Bạch Hoa không nghĩ tới chính mình sẽ chê y dám bảo đại hội sẽ coi trọng bảo bối gì, cho nên không có mang bao nhiêu tinh tệ. Nhưng miếng sắt có thể gây nên phản ứng với linh văn của hắn như vậy, nhất định có lợi rất lớn đối với hắn. Mà, hắn lại làm sao có thể bị Khương Phàm ngăn chặn trước mặt mọi người. Ra không nổi coi như xong. Khương Phàm hừ lạnh. 300.000. Bạch Hoa cao giọng nâng giá. 350.000. 400.000. Toàn trường an tĩnh, nhưng bầu không khí dần dần như lửa nóng, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng đặc sắc, đều bão tố đến 400.000 rồi. 400.000 tinh tệ, thật là hào khí. 450.000. Bạch Hoa bỗng nhiên đứng dậy. 500.000. Khương Phàm giống to. 550.000. Ngươi có dám cùng. 600.000. Ngươi có khả năng. 700.000. Bạch Hoa bị Kaiota siết thích. Hét lớn một tiếng. Khương Phàm lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một hồi, bỗng nhiên ngồi xuống, nắm tay Khương Uyển Nhi ở bên cạnh lặng lẽ nói một tiếng. 700.000 mua một miếng sắt, Bạch Ngao Thương không đánh gãy chân hắn mới lạ. Khương Uyển Nhi nao nao, phù một tiếng cười vang, nàng vừa rồi quả thật nghĩ rằng Phàm ca ca đang muốn so kè với Bạch Hoa đến cùng. Tiếng nói của Khương Phàm mặc dù không lớn, nhưng mọi người xung quanh lại nghe được rõ rõ ràng ràng.
vẻ mặt của mọi người trở nên càng đặc sắc, tiểu tử này từ lúc bắt đầu đã không có ý định mua. Cố ý lên giá ào ào. Sắc mặt Bạch Hoa dần dần âm trầm xuống, lần đầu tiên sinh ra sát ý mãnh liệt đối với Khương Phàm. Bọn người Triệu Cảnh Thiên cũng hơi nhíu mày, tiểu phế vật này quá hỗn đản. Bạch Hoa công tử, 700.000 tinh tệ. Nụ cười chê y mặt La Nhất Tiếu sán lạn không gì sánh được. Ký sổ, ta sẽ dâng lên như số nợ. Một tinh tệ đều không thiếu ngươi. 700.000 tinh tệ, miếng sắt thuộc về Bạch Vương Phủ. Sau khi La Nhất Tiếu cao giọng tuyên bố, ra hiệu mang lên kiện hàng triển lãm thứ 13. Bạch Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm, chuẩn bị chặn đánh, hắn cũng không tin Khương Phàm không có xem trọng bảo bối nào. Sau khi Khương Phàm Kaiota CS thích xong, Bạch Hoa liền trở nên rất an tĩnh, một mực không có tham dự đấu giá, để Bạch Hoa chuẩn bị tính toán hắn vô cùng thất vọng. Thẳng đến kiện hàng triển lãm thứ 18 mang lên, là khối ngọc thạch màu đỏ như máu, hiện ra hồng quang nhàn nhạt, quang mang lượn lờ không tiêu tan, mơ hồ hình thành hình dáng một đầu chim thú. Ngọc thạch này đến từ chỗ sâu trong đại hoang, là bị người khác ngẫu nhiên nhặt được, có cùng loại với năng lượng thú nguyên, nhưng lại có tính chất ngọc thạch, cụ thể phẩm cấp không rõ. Đấu giá bắt đầu. La Nhất Tiếu vừa mới nói xong, Khương Phàm nơi đó từ từ ngồi thẳng người, ánh mắt cố ý lướt qua đám người chung quanh. Một màn này lập tức rơi xuống chú ý trong mắt Bạch Hoa. 60.000 tinh tệ. Cự kiếm môn nơi đó giơ bảng đầu tiên. 70.000 tinh tệ. Một vị tán tu trực tiếp đỉnh thêm. 70.500. Khương Phàm giơ bảng đuổi theo. 80.000. Bạch Hoa nơi đó lập tức tiếp câu. Khương Phàm quay đầu nhìn hắn một cái. 90.000. Ha ha, 100.000. Bạch Hoa công tử, người có nhớ 700.000 tinh tệ, còn dám cùng. 150.000. 200.000. Bạch Hoa lập tức đuổi theo, chuẩn bị các loại khi Khương Phàm hô lên 300 liền dừng lại, hố hắn một thanh. Nhưng, khóe miệng Khương Phàm khẽ nhếch, cúi đầu cùng Khương Uyển Nhi nói nhỏ. Ngu xuẩn! Ha ha! Chu Thanh Thọ là người đầu tiên không nhịn được mà cười lên. Gia hỏa này cố ý. Hắc hắc, khụ khụ. Có ý tứ, dám bảo đại hội năm nay có ý tứ. Trong điện vang lên tiếng cười thưa thớt, rất nhiều người đều không có thể chịu được, tiểu gia hỏa này điên rồi, vậy mà liên tục ca yêu ta siết thích Bạch Hoa. 200.000 tinh tệ, không biết còn có vị nào tăng giá không? La Nhất Tiếu vì để tránh cho phát sinh xung đột, lập tức hô to. Tiểu tử, người tốt nhất có thể sống đến một tháng sau. Bạch Hoa dùng sức nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải còn có chút định lực, giờ khắc này hẳn đã xông tới. Khương Phàm thở ơ, cúi đầu nói với cùng Khương Uyển Nhi cười. Khương Uyển Nhi thật cao hứng, đối với nàng mà nói. Không có cái gì thoải mái hơn khi nhìn thấy Bạch Hoa chịu nhục. 200.000 tinh tệ, viên huyết thạch này thuộc về Bạch Vương Phủ. Chúc mừng Bạch Hoa công tử, liên tiếp đoạt hai kiện linh bảo. La Nhất Tiếu mặt ngoài mang theo ý cười theo thói quen, trong lòng lại nở hoa trong bụng, vẻn vẹn hai kiện đã gần 100.000 tinh tệ, bù đắp được doanh thu một tháng cho Thiên Hoa Điện bọn hắn, kiếm lợi lớn cờ mờ nờ rờ. Ký sổ. Bạch Hoa căm hận mà ngồi xuống. Kiện chân phẩm thứ 19 là một bia đá, nhìn rất phổ thông, nhưng đến từ chỗ sâu nhất của đại hoang. Trưởng lão Thiên Hoa Điện chúng ta từ bia đá cảm nhận được một vài chữ cổ phức tạp, nhưng thật đáng tiếc, năng lực chúng ta không tốt, không tham ngộ được toàn diện, cũng xem không hiểu cụ thể ý tứ của chữ cổ. La Nhất Tiếu ra hiệu cho bọn thị vệ khiêng ra một tòa bia đá. Bia đá có chữ cổ. Toàn bộ lực chú ý của chúng nhân lập tức chú ý tới chê y tấm bia đá. Đồ tốt, 100.000. Khương Phàm đột nhiên gọi hàng, trực tiếp đỉnh giá đến 50.000. Ngươi! Rất nhiều người chuẩn bị đấu giá bọn họ nhao nhao quăng tới ánh mắt phẫn nộ. 110.000. Triệu Cảnh Thiên lập tức theo một câu. 150.000. Khương Phàm lập tức báo tố giá. Hỗn đản này lại phải quấy rối. 160.000. Khương Phàm cười nhạt, không còn chen vào nói. 200.000 tinh tệ. Dạ An Nhiên trước mặt Khương Phàm bỗng nhiên giơ bảng, trong ánh mắt sáng tỏ giống như hiện ra gợn sóng nhàn nhạt. Các trưởng lão trong võ viện nhao nhao nhìn lại, lập tức hướng thế lực khác ra hiệu, các ngươi không cần đoạt, thứ này thuộc về nàng. Ngoại trừ một vài tán tu không rõ tình huống ra thì những người khác đều khẽ nhíu mày,
do dự một chút, lựa chọn trầm mặc. 200.000 tinh tệ, thuộc về Thiên Châu Võ Viện. La Nhất Tiếu gật đầu, ra hiệu trình lên kiện hàng triển lãm thứ 20. Kiện bảo bối này là đội ngũ mạo hiểm của Thiên Hoa Điện chúng ta phát hiện tại một hẻm núi trong đại hoang. Hẻm núi sụp đổ, lộ ra một đầu mật đạo. Chúng ta ở bên trong phát hiện một cái thạch quan. Thạch quan đã vỡ tan, bên trong thứ gì cũng đều không có, có thể đã bị người trước một bước lấy đi, duy nhất còn lại chính là một chiếc cổ đăng. Khi La Nhất Tiếu đang nói chuyện, thị nữ bưng lên một cái cổ đăng màu đen, vô cùng phổ thông, thậm chí là đơn sơ, mà lại đã không có bấc đèn. Khương Phàm trước tiên hô to. 100.000 tinh tệ. Đám người tức giận, tên hỗn đản này hôm nay là tới quấy rối sao? Bọn hắn cẩn thận quan sát đến cổ đăng, mặc dù La Nhất Tiếu nói rất mơ hồ, nhưng giống như lại không có chỗ đặc thù gì. Một vị tán tu đột nhiên đứng dậy, vung ra một đạo hỏa diễm, đánh về phía cổ đăng, kết quả cổ đăng không có phản ứng chút nào. Xin ngươi ra ngoài. La Nhất Tiếu sầm mặt lại, bọn thị vệ lập tức đi tới, không để ý người kia phản đối, cưỡng ép ném ra đại điện. 100.000 tinh tệ, không có theo rồi. Khương Phàm nhìn chung quanh. Tất cả mọi người đang trầm mặc, không nguyện ý cùng hắn đấu giá, để hắn tự làm tự chịu đi. Cho ngươi chơi đập. Triệu Cảnh Thiên ở phía xa thấp giọng một câu. 100.000 tinh tệ, thuộc về con nuôi Khương Vương. La Nhất Tiếu hô to. Khương Phàm lại hưng phấn trong lòng một trận. Từ đầu đến giờ, hỏa điểu trong khí hải của hắn đều không có phản ứng gì, nhưng thời điểm cổ đăng này đi ra, linh văn của hắn vậy mà có chút phát nhiệt. Nếu như không phải hắn quả quyết khống chế trước tiên, linh văn có khả năng đã muốn nở rộ lên hào quang màu vàng. Có thể gây nên phản ứng với thánh linh văn của hắn, bên trong cổ đăng nhất định có huyền cơ. Đám người quái dị nhìn hắn một cái, tại sao lại có loại cảm giác bị tính kế thế kia, cái này chẳng lẽ thật sự là kiện bảo bối. Dạ An Nhiên quay đầu nhìn Khương Phàm, nhàn nhạt một câu. Chúc mừng, tạ ơn, chờ mong biểu hiện của ngươi tại võ viện. Hả? Khương Phàm đánh giá nàng một chút, đệ nhất thiên tài gì này giống như cảm thấy rất hứng thú đối với hắn. Khi kiện hàng triển lãm thứ 26 thuận lợi bán ra, đại hội giám bảo tuyên bố kết thúc. Mấy món phía sau mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng Khương Phàm không có quấy rối, các phương đều duy trì khắc chế, cao nhất báo giá 80.000 tinh tệ. Đám người lần lượt đứng dậy rời khỏi nơi này, chụp được bảo bối không kịp chờ đợi muốn trở về nghiên cứu. Không thể chụp được chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. Bạch Hoa đứng dậy, chỉ Khương Phàm phía xa. Một tháng sau, ta ở võ viện chờ ngươi. Thời gian còn một tháng nữa, không nóng vội. Khương Phàm vịn Khương Uyển Nhi đứng dậy, cũng không thèm nhìn Bạch Hoa, rời khỏi nơi này. Chu Thanh Thọ kỳ quái nói nhỏ. Hắn ở đâu ra lòng tin, thật chẳng lẽ muốn tới Thiên Châu võ viện khiêu chiến Bạch Hoa. Rất nhiều người đều trao đổi ánh mắt. Trước hôm nay trong ấn tượng của bọn hắn Khương Phàm là tiểu phế vật ngu xuẩn tự đại, thậm chí nhất định sẽ không thật đi võ viện khiêu chiến. Nhưng, hôm nay thấy một lần, tiểu gia hỏa này trầm ổn tỉnh táo, còn có chút khôn khéo. Nhưng hắn rõ ràng bản thân mình và Bạch Hoa có chênh lệch thật lớn, hắn dùng cái gì khiêu chiến. Tâm tình Khương Uyển Nhi hôm nay rất tốt, trở lại sơn cốc liền tiếp tục tu luyện. Khương Phàm ngồi ở bên ngoài, ngọn lửa sáng lạn màu vàng bao trùm cổ đăng. Cổ đăng không để Khương Phàm phải đợi lâu, mặt ngoài đen kịt rất nhanh nổi lên đường vân màu đỏ như máu. Giống như bị giải trừ phong ấn, cổ đăng lại tự. Mình lơ lửng giữa không trung, phát ra một luồng khí tức thần bí. Khương Phàm ngưng tụ thánh hỏa màu vàng, cẩn thận đốt. Hoa văn chê y cổ đăng từ mơ hồ đến rõ ràng, mà lại vô cùng phức tạp. Nó cũng mất vẻ phổ thông trước đó, cảm giác nhiều hơn mấy phần yêu dị. Cũng không lâu lắm. Huyết văn mặt ngoài cổ đăng tản mát ra huyết khí nhàn nhạt, mà bấc đèn trống rỗng lại bốc lên ngọn lửa nhàn nhạt, vô cùng yếu ớt, lại dần dần xua tán đi ngọn lửa màu vàng, lẳng lặng toát ra. Khương Phàm tản kim viêm ra, nhưng ngọn lửa cổ đăng không có biến mất, theo huyết văn mặt ngoài lấp lóe, lúc sáng lúc tối thiêu đốt lên. Dựa theo những gì La Nhất Tiếu giới thiệu, trong thạch quan cái gì cũng bị mất, giống như bị người khác sớm lấy đi mất, chỉ còn lại có cổ đăng thoạt nhìn như dùng để chiếu sáng này. Nhưng, Khương Phàm mơ hồ có một loại cảm giác vô cùng cường liệt nói không nên lời. Trong thạch quan từ lúc bắt đầu đã không có cái gì, chỉ có cổ đăng này. Thạch quan mai táng không phải người, cũng không phải yêu, càng không có vật bồi táng.
Thạch quan. Chính là mai táng ngọn cổ đăng này. Khương Phàm nhìn một chút, ý thức đều như hoảng hốt, giống như linh hồn đều bị ngọn lửa màu máu kia kéo đi vào. Nhưng, hỏa điểu chê y khí hải đột nhiên dương cánh gáy to, đao gãy nơi chỗ sâu trong khí hải cũng khuấy động ra một cỗ khí thức cường thịnh. Ý thức Khương Phàm tùy theo đó mà khôi phục thanh minh. Cổ đăng phát ra tiếng khẽ nói như có như không lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Khương Phàm. Thứ này dùng như thế nào? Khương Phàm không nghe thấy âm thanh khẽ nói kia, cẩn thận quan sát cổ đăng. Nó giống như là một chiếc đèn trường minh màu máu, từ lúc nhóm lửa một khắc này liền sẽ không thể dập tắt. Khương Phàm thử nghiệm dẫn dắt một chút, ngọn lửa màu máu nhàn nhạt lập tức dâng lên tia lửa, tiến nhập vào thân thể của hắn, giống như là có sinh mệnh, tự phát chui vào trong kinh mạch, sau đó thăng hoa đến bộ phận linh văn chê y chán. Kim viêm thánh văn lập tức dâng lên kim quang chói mắt, kinh mạch toàn thân đều đang chấn động, thẳng tới khí hải. Có thể thai nghén linh văn. Khương Phàm đại hỉ. Khương Phàm ngưng thần tĩnh khí, xếp bằng ở trước cổ đăng, dẫn dắt ánh lửa liên tục không ngừng tiến vào thân thể. Kim viêm thánh văn tiếp tục nở rộ, giống như là kiêu dương, lóe ra hào quang chói mắt. Toàn thân Khương Phàm đều giống như phủ thêm chiến y màu vàng óng, thần bí phi phàm. Bóng tối nồng đậm bao trùm lấy vô tận hoang dã, phân dạ thành nguy nga bao la hùng vĩ tĩnh mịch mà an tưởng giống thường ngày, ngoại trừ một ít nơi bướm hoa còn náo nhiệt, chỉ có bọn thủ vệ vương thành tuần sát tại các nơi. Vương gia, xảy ra chuyện. Một vị bạch gia trưởng lão bỗng nhiên đẩy cửa phòng bạch ngao thương gia, không lo được cấp bậc lễ nghĩa, lo lắng bẩm báo. Toàn bộ trạm gác ngầm chúng ta an bài ở chung quanh vương phủ đều đã biến mất. Chuyện khi nào? Bạch Ngao Thương cau chặt lông mày, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm trưởng lão. Vừa mới phát hiện, không còn một mống. Trước đó không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Hiện trường cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết đánh nhau hay vết máu gì. Thần sắc trưởng lão khẩn trương, trên y chán đều chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh, loại tình huống này quá quỷ dị. Huyết ngục. Bọn hắn tiến vào vương thành. Bạch Ngao Thương lập tức nghĩ đến một khả năng. Bọn hắn ở Triệu Vương phủ bố trí Thiên La địa võng, nhưng đến hiện tại cũng không phát hiện có huyết ngục xuất hiện, đã căn dặn Triệu Vương phủ đều cao cảnh giác ở các nơi. Ngay tại hôm trước, Triệu Nguyên Bá còn phái người đưa tin tức tới, nói rất có thể không thể lừa được huyết ngục ra, bảo chính hắn phải cẩn thận một chút. Vương thành chúng ta ngoài lòng trong chặt, ngày đêm cảnh giác, huyết ngục làm thế nào tiến vào. Trưởng lão rất khẩn trương, trong Bạch Vương phủ mặc dù cường giả rất nhiều. Nhưng bọn hắn đối với huyết ngục không có bất kỳ hiểu rõ gì. Càng không hiểu rõ, càng sợ sệt. Nếu như Khương Hồng Võ thật sự thoát khốn, bọn hắn làm sao bàn giao với vị điện hạ kia? Đáy mắt Bạch Ngao Thương hiện lên một tia ánh sáng hung ác. Giết Khương Hồng Võ? Cái gì? Giữ lại Khương Hồng Võ chính là một sai lầm. Bạch Ngao Thương đã từng là võ tướng Bạch Hổ Quan, thường xuyên ra vào Khương Vương Phủ, nhưng xưa nay chưa từng có tiếp xúc qua huyết ngục. Bọn hắn hoặc là đã sớm suy yếu, chỉ còn thanh danh dọa người, hoặc là thật rất mạnh. Nếu đều tìm đến nơi này, bảo đảm vạn vô nhất thất, biện pháp tốt nhất chính là giết Khương Hồng Võ. Ta đến Thiết Lao. Trưởng lão cắn răng, bước nhanh rời đi. Trước tiên lấy đầu hắn ra cho ta phải dùng nó chấn động huyết ngục. Bạch Ngao Thương ra khỏi phòng, đang muốn thét ra lệnh toàn thể vương phủ đề phòng, lại phát hiện trưởng lão trong vương phủ, cung phụng, bọn thị vệ. Vậy mà toàn bộ đi ra. Vương gia, đó là những người nào? Bọn hắn cảm thấy trên y tường cao vương phủ liên tiếp xuất hiện bóng người. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người, hất lên tinh hồng huyết y, mang theo mặt nạ trắng bệch, trong tay cầm liêm đao cán dài đen kịt, im ắng đứng trên y tường đá bạch vương phủ. Ánh trăng như nước vẩy vào trên y người bọn họ, giống như là sứ giả của địa ngục, khiến cho người khác dùng mình. Bọn hắn không có tiến công. Cũng không có chất vấn, cứ đột ngột xuất hiện như vậy, im ắng đứng đấy, cho người ta một loại ngạt thở giống như kiềm chế. Bạch Ngao Thương mang theo trọng đao, cảnh giác nhìn đội ngũ huyết ngục thần bí này. Toàn bộ ánh mắt 38 vị huyết ngục khóa chặt chê y người Bạch Ngao Thương. Đừng hốt hoảng. Bạch Ngao Thương nhắc nhở thị vệ trong phủ, ánh mắt bén nhọn quét mắt tới các địa phương khác. Nếu xuất hiện, nên trực tiếp tập Kaiotasis, vì cái gì ở chỗ này chờ. Hấp dẫn lực chú ý, là có mục đích khác. Trong Thiết Lao dưới mặt đất, trưởng lão không đợi một cánh cổng sắt cuối cùng hoàn toàn mở rộng đã nhanh chóng hạ thấp thân thể vọt vào.
các trưởng lão cung phụng nơi này cũng kỳ quái nhìn sang. Xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, tử kỳ của ngươi đã đến. Phụng mệnh của vương gia, chém đầu. Trưởng lão nhanh chân phóng tới đài cao, mang theo đại đao bổ về phía Khương Hồng Võ. Bọn hắn đã tới. Khương Hồng Võ mở hai mắt ra, thanh âm trầm thấp lộ ra sát ý lạnh lẽo. Huyết ngục đã tới, nhưng ngươi phải chết. Vị trưởng lão này không có chút do dự gì, giơ tay chém xuống, thẳng đến cổ Khương Hồng Võ. Các vị, cáo từ. Khương Hồng Võ dùng sức nắm chặt tay phải đột nhiên mở ra, huyết văn áp chế đã lâu lập tức nở rộ lên hồng quang yêu dị, giống như là sống lại, phun trào khí tức kinh người hướng về toàn thân hắn nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, 36 cây hàn băng chùy trực tiếp vỡ nát, toàn thân xuất hiện từng lỗ trống rỗng, máu tươi lập tức chảy ra. Trong chốc lát 36 cây hàn băng chùy biến mất, kinh mạch bị phong cấm bỗng nhiên sinh động, nở rộ ánh sáng. Linh văn thức tỉnh, khí hải sôi trào, thông qua kinh mạch trong chốc lát xuyên qua toàn thân. Ầm ầm, liệt diễm cuồng bạo từ toàn thân nổ tung, nương theo lấy khí lãng mãnh liệt quét sạch thiết lao mở tối. A à, vị trưởng lão kia ở đối diện tung bay ra ngoài, các trưởng lão cung phụng còn lại không đợi kịp phản ứng, cũng bị liệt diễm nóng bỏng nuốt hết. Khương Hồng Võ chấn vỡ xiềng xích, liệt diễm mãnh liệt đang sôi trào ngưng tụ thành trọn vẹn 100 đạo trọng quyền, giống như thiên thạch bạo ca iota siết toàn diện. Tất cả trưởng lão cung phụng bị đánh vỡ nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng đều không có phát ra liền bị đốt thành cho bụi. Địa lao oanh động, vết nứt lan tràn. Khương Hồng Võ ngửa mặt lên trời thét dài, khí thể như hồng. Tất cả mọi người trong Bạch Vương phủ đang cảnh giác huyết ngục chung quanh bọn họ lại không nghĩ rằng kịch biến vậy mà lại phát ra từ dưới đất. Đại địa lay động, vết nứt tung hoành, cường quang nương theo liệt diễm xông ra. Rất nhiều thị vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, rơi xuống vết nứt, đảo mắt đã bị liệt diễm nuốt hết, số lượng lớn phòng ốc đổ sụp, bị liệt diễm đốt cháy. Bạch Vương phủ yên lặng lâm vào đại loạn. Tiếng kinh hô kêu thảm liên tiếp vang lên. Huyết ngục, cung nghênh vương gia. 38 vị huyết ngục cùng hét to, cầm liêm đao trong tay, cung kính cúi đầu, sau một khắc mang theo liêm đao chiếu nghiêng trời cao, thẳng tiến vào Bạch Vương phủ đang hỗn loạn. Ầm ầm. Khương Hồng Võ phá vỡ địa tầng cứng cỏi xông ra khỏi mặt đất, liệt diễm toàn thân sôi trào, tay phải phát sáng, phát ra uy thế kinh khủng. Ngăn huyết ngục lại cho ta. Khương Hồng Võ, người đừng mơ tưởng sẽ còn sống mà đi ra khỏi Bạch Vương phủ của ta. Bạch Ngao Thương gầm thét, mang theo chiến đao ngang nhiên lao thẳng đến Khương Hồng Võ. Ầm ầm, thiên kinh địa động, cường quang như ban ngày. Toàn thân Bạch Ngao Thương bạo phát lôi chiều kinh người, mở rộng hơn 100 mét, hóa thành một đầu cự lang cuồng dã, thẳng hướng đến Khương Hồng Võ. Toàn thân Khương Hồng Võ máu chảy ồ ạt, nhưng khí thế kinh người, rít gào một tiếng, tay phải đánh về phía trước. Liệt diễm sôi trào mãnh liệt quay cuồng hình thành 9 đợt sóng lớn cuồn cuộn hướng về phía trước. Bành! Kịch liệt va chạm, vương phủ lắc lư. Liệt diễm chiều cường liên tiếp bạo ca iota siết, lôi chiều vỡ vụn chụp về phía Bạch Ngao Thương. Trong lôi hỏa ngập trời, Bạch Ngao Thương bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Khóe miệng Bạch Ngao Thương chảy máu, sắc mặt đại biến. Khương Hồng Võ rõ ràng đang bị trọng thương, không chỉ có kinh mạch bị phong cấm. Cũng mỗi ngày đều tiêu hao huyết khí, tại sao có thể có uy thế như thế? À, Khương Hồng Võ lơ lửng lên trời gào thét, liệt diễm cuồn cuộn thiên sôi cả bầu trời, trải rộng ra hơn 10 dặm. Toàn bộ các đội viên huyết ngục tránh thoát, trước tiên rút khỏi Bạch Vương phủ đang hỗn loạn. Ánh mắt Khương Hồng Võ ngưng tụ, liệt diễm đầy trời vậy mà toàn bộ ngưng tụ hóa thành lít nha lít nhít hỏa tinh ước chừng đến hàng vạn, cường quang hừng hực, càng bộc phát ra nhiệt độ vượt qua nham tương khủng bố. Né tránh, đều né tránh. Sắc mặt Bạch Ngao Thương lại biến, nghiêm phàm quát lớn. Ầm ầm, hỏa tinh đầy trời từ chê y trời giáng xuống như mưa to bao phủ lấy Bạch Vương phủ mà oanh ca iota siết. Một tòa phòng ốc bị xuyên thủng, hỏa tinh thoáng cái nổ tung, dâng lên liệt diễm trùng thiên, thôn vệ người sống ở bên trong, đốt cháy phòng ốc. Một vị cung phụng bị xỏ xuyên lồng ngực, ngay sau đó hỏa tinh bạo mở ở sau lưng, hỏa diễm trùng thiên thôn vệ hắn. Một trưởng lão vung lên tấm chắn ngăn cản, hỏa tinh va chạm lại giống như sóng dữ vỗ bờ, đinh tai nhức óc, hỏa tinh nổ tung liệt diễm đè ép hắn chật vật, tiếp theo bị một mảnh hỏa tinh khác từ chê y trời giáng xuống đánh xuyên qua người. Tình cảnh bên trong Bạch Vương phủ kịch liệt. Liệt hỏa vô biên, nuốt hết vương phủ,
tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng không ngừng. Khương Hồng Võ, Bạch Ngao Thương gầm thét, linh văn lôi điện chê y chán chiếu xuyên ánh lửa, lôi uy kinh khủng tràn ngập thiên địa. Hắc ám giữa không trung ngưng tụ ra lôi vân nặng nề, cấp tốc nổi lên tia sáng rực. Nhưng mà, tại chỗ sâu trong liệt diễm đột nhiên giết ra hơn 10 đạo huyết ảnh, thay phiên cầm liêm đao bổ về phía Bạch Ngao Thương. Một người nhanh như gió, đao thế dày đặc, bức lui Bạch Ngao Thương. Một người hình thể tăng vọt, tốc độ tiêu thăng, hung hăng đụng bay Bạch Ngao Thương. Ngay sau đó, gió mạnh cuồng vũ, hóa thành gió lốc bao phủ Bạch Ngao Thương, lại một người đạp tan mặt đất, điều động nham thạch trùng thiên bạo ca Iota CS. Một người hét lên giận dữ, chỉ không trung gió lốc phía xa. Ầm ầm, gió lốc cứ vậy mà cuồng dã nổ tung, nuốt lấy hết Bạch Ngao Thương đang muốn phản ca Iota CS. Ngay sau đó, một đạo huyết quang phô thiên địa rơi xuống, xen lẫn thành lồng giam tráng kiện phong bế Bạch Ngao Thương. Liên tiếp bạo ca Iota CS chỉ 3 giây ngắn ngủi mà thôi, tốc độ nhanh chóng, phối hợp tuyệt diệu, không cho Bạch Ngao Thương một cơ hội phản ca Iota CS nào. Vương gia, các trưởng lão Bạch gia tức giận giết tới, lại bị huyết ngục còn lại đều chặn đường. À, Bạch Ngao Thương cuồng nộ, lần nữa cấu kết bầu trời đêm tạo thành lôi vân, lôi uy che trời, hàng trăm đạo lôi điện xé rách thiên địa, sau đó ngưng tụ thành một cỗ đánh vào chê y lồng giam màu máu đang phong ấn hắn. Lồng giam sụp đổ, lôi quang tán loạn tung tóe, Bạch Ngao Thương cường thế thoát khốn. Gầm thét vang động trời cao, cộng minh cùng lôi đình đầy trời. Khương Hồng Võ cũng đã hội tụ cùng huyết ngục đến một chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Ngao Thương, quay người biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, cửa Tây Vân Dạ Thành phát sinh đại bạo động mãnh liệt. 18 vị đội viên huyết ngục đánh nát đại địa, ngưng tụ thành 18 đầu cự mãng nham thạch khổng lồ, mỗi đầu đều dài gần 100 mét, cuồng dã đụng mạnh vào tường thành. Võ tướng trấn thủ tường thành thét lên ra lệnh cho binh sĩ vững chắc tường thành, cũng khóa chặt bóng dáng màu máu hoang dã ẩn núp bên trong đang triển khai phản ca Iota CS. Dân chúng khu Tây Thành liên tiếp bừng tỉnh, hốt hoảng chạy nhìn qua cuộc ác chiến đột nhiên bộc phát. Bọn hắn vừa bối rối vừa khẩn trương, nơi này là Vương Thành Bạch Vương Phủ, ai dám tới đây trêu chọc dâu hùm. Còn sống đều đi ra cho ta. Vô luận như thế nào cũng đều phải ngăn Khương Hồng Võ lại. Bạch Ngao Thương xông ra khỏi liệt hỏa đã nuốt hết Vương Phủ, phi nước đại về Tây Thành. Hắn phẫn nộ nhưng lại kỳ quái, Khương Hồng Võ rõ ràng đã bị phong bế kinh mạch, làm sao có thể thoát khốn, còn có thể phóng xuất ra thực lực đáng sợ như vậy, thật giống như hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước đó không có bất kỳ dị thường gì, hôm nay đột nhiên lại khôi phục rồi. Bạch Ngao Thương có thể tưởng tượng được ánh mắt hoài nghi của Điện Hạ sau khi nhận được tin tức này. Nhưng hắn đã không thể lo được nhiều như vậy, lôi chiều kinh người sôi trào phóng tới khu Tây Thành. Vô luận như thế nào cũng đều phải ngăn Khương Hồng Võ lại. Nhưng mà, Bạch Ngao Thương đang chạy đến lại đột nhiên ngừng lại. Bốn chỗ chê y tường thành Vương Thành đóng giữ lấy 50.000 tinh binh, có vũ khí hạng nặng, càng có rất nhiều cường giả, thực lực tổng hợp mặc dù kém xa thành Bạch Hổ nhưng cũng vô cùng cường đại. Chỉ cần nghiêm phòng tử thủ, bên ngoài giết không vào, bên trong cũng không có khả năng cường công ra ngoài. Coi như Khương Hồng Võ có thể phối hợp huyết ngục cưỡng ép đột phá, chờ hắn dẫn người chạy tới, cũng có thể vào trong hoang dã bọc đánh bọn hắn. Đến lúc đó là vừa chết. Cho nên, huyết ngục sẽ không ngu như vậy. Bạch Ngao Thương ngắm nhìn khu Tây Thành, hắn chau mày, nơi đó rất có thể là đánh nghi binh, Khương Hồng Võ sẽ không đi Tây Thành. Ánh mắt Bạch Ngao Thương bén nhọn từ phía Tây chuyển hướng đến khu Thành Đông. Chê y tường thành thành khu Nam Bộ và thành khu Bắc Bộ đều liên tiếp bốc lên cường quang, làm xong chuẩn bị chiến đấu, duy chỉ có phía Đông rất an tĩnh. Giờ này khắc này, chê y tường thành khu Thành Đông yên tĩnh như chết. 18 vị huyết ngục thành toàn cầm liêm đao trong tay, ôm lấy chủ tướng trấn thủ, cùng phó tướng và các thống lĩnh. Còn có hơn 10 vị đội viên huyết ngục phân tán đang khẩn trương thủ vệ, ánh mắt bén nhọn quét qua mỗi một kẻ xung quanh. Ai dám lên tiếng? Ai dám loạn động, lập tức đánh giết. Hơn 70 cỗ thi thể không đầu ngã chê y mặt đất, chấn NS Iota nội tâm đang sao động. Khương Hồng Võ được huyết ngục thủ hộ xuống tới khu Thành Đông. Huyết ngục, cung nghênh vương gia. 18 vị thành viên huyết ngục giống to tiếng như muốn trùng thiên, bọn hắn mang liêm đao sắc bén đi khống chế đầu 18 người. Còn lại 10 vị đồng thời bay lên không, liêm đao sắc bén vung lên đao khí kinh người.
lượng lớn binh sĩ xung quanh vỡ nát. Bọn hắn trực tiếp từ tường thành nhảy xuống, Khương Hồng Võ thì dẫn người xông ra ngoài cửa thành, biến mất trong hoang dã. Cùng lúc đó, 18 vị đội viên huyết ngục tấn công mạnh khu Tây Thành cũng cấp tốc biến mất trong bóng đêm, lưu lại một phiến bừa bộn, còn có binh tướng một mặt mờ mịt. Khi binh lính khu thành đông may mắn còn sống sót điên cuồng gõ vang tiếng chuông, Bạch Ngao Thương đã biết mình không ngăn được Khương Hồng Võ. Vương gia, làm sao bây giờ? Cứ để bọn hắn chạy như vậy. Các trưởng lão Bạch gia gom lại bên cạnh Bạch Ngao Thương, phẫn nộ lại kinh hãi, bọn huyết ngục này vậy mà ở bên trong vân dạ thành của bọn hắn không kiêng nể gì nghĩ cách cứu viện như thế. Đơn giản khinh người quá đáng, lại khó mà tiếp nhận. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi huyết ngục đã tiến đến ẩn núp mấy ngày, một mực cẩn thận quan sát, bí mật mưu đồ nên đêm nay mới có thể có thuận lợi nghĩ cách cứu viện. Không đuổi kịp. Lập tức phái người đi đến thành Bạch Hổ, tất yếu phải đuổi đến trước Khương Hồng Võ, khi nhìn thấy Khương Hồng Dương. Nếu như hắn còn sống, lập tức thông báo cho Điện Hạ, rút khỏi thành Bạch Hổ. Bạch Ngao Thương rất không cam tâm, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực. Khương Hồng Dương thật vất vả mới khống chế được Khương Vương Phủ, hắn làm sao lại lui? Hắn lui cũng phải lui, không lui cũng phải lui, nếu không Khương Hồng Võ trở lại Khương Vương Phủ chuyện đầu tiên chính là chặt hắn. Bạch Ngao Thương hiểu rất rõ Khương Hồng Võ, cường thế bá đạo, càng tâm ngoan thủ lạt. Những ngày này hắn ở trong địa lao, từ chính mình nơi này tìm hiểu được không ít sự tình. Bao gồm cả, Khương Hồng Dương hại chết hai hài tử của hắn. Thành Bạch Hổ. Liên tiếp hai ngày trôi qua, Khương Phàm đều ngồi ở trong núi rừng hấp thu hỏa diễm trong cổ đăng, hưởng thụ lấy cảm giác kỳ diệu. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được kim viêm thánh văn của mình đã cường thịnh hơn rất nhiều. Điểm sáng màu vàng óng chung quanh kim văn là lóe sáng nhất. Mặc dù cảnh giới không có bất kỳ biến hóa nào, dừng lại ở thất trọng thiên, nhưng kim viêm thánh văn mạnh lên biểu thị phóng thích võ pháp càng nhanh, uy lực càng mạnh. Nếu như kim viêm thánh văn có thể xuất hiện một loại đột phá nào đó, vậy lấy tốc độ tu luyện của hắn, tiềm lực tương lai sẽ tăng cường lên rất nhiều. Tiêu mấy vạn tinh tệ này cũng thật đáng giá. Khương Phàm thu cổ đăng. Sau khi cùng Khương Uyển Nhi tạm biệt thì lại tới phía trước cứ điểm thứ 5. Lần này, hắn không có ngụy trang, càng không có tránh né. Cho nên khi vừa mới lộ diện ngay trong đám người đang chen chúc đưa tới oanh động không nhỏ. Tiểu công tử, đã lâu không gặp. Một tên tán tu gầy gò cười nhạt, chỉ là trong ánh mắt hiện lên tia tham lam. Tiểu công tử, có mang Long Nguyên ở trên y người không? Một vị phụ nhân mặc nhuyễn giáp cười lên tiếng chào hỏi. Phàm công tử, có người nói người có một viên Long Nguyên khá lớn. Long khí như mây, vô cùng thần dị, lấy ra để cho mấy ca ca chúng ta mở mang tầm mắt một chút chứ. Mấy tên tán tu từ bên cạnh chen tới, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Tiểu công tử, đại hoang nguy hiểm, một mình phải cẩn thận. Một lão nhân đứng sau lưng Khương Phàm chắp tay sau lưng, rét căm căm mà cười cười. Tin tức Khương Phàm mang Long Nguyên trong người sớm đã truyền ra trong thành Bạch Hổ rất lâu, chỉ là từ sau khi đó Khương Phàm liền không có lại tiến vào đại hoang, bọn hắn cứ việc ngứa trong lòng, cũng chỉ có thể đè ép xúc động. Nhưng không nghĩ tới, Khương Phàm vậy mà lại dám to gan lộ diện. Tiến vào đại hoang, có thể xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn không có nhiều lo lắng như vậy. Khương Phàm chỉ đằng trước bên trái, nơi đó có một người mặc áo bào của Thiên Châu Võ Viện. Không cần nhìn ta chằm chằm, Long Nguyên đã bán cho Triệu Cảnh Thiên. Đạo thân ảnh kia bỗng nhiên quay người. Tiểu phế vật, ngươi dám hãm hại ta. Lời nói này thật không biết xấu hổ. Khương Phàm cười lạnh, cao giọng nói. Ngươi chỉ mua Long Nguyên, không cho phí bịt miệng, ta cũng không muốn bị người loạn đao chém chết ở bên trong đại hoang. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi là nhi tử Triệu Nguyên bá thương yêu nhất, không ai dám động vào ngươi, đúng không? Lượng lớn ánh mắt rơi vào trên y thân Triệu Cảnh Thiên, mặc dù không có ai nói cái gì, nhưng từng đôi lấp lóe biểu hiện ra bọn hắn đã động tâm. Đừng nghe hắn nói bậy, Long Nguyên còn ở trên y người hắn chỉ cố ý di chuyển lực chú ý của các ngươi mà thôi. Triệu Cảnh Thiên tức giận, vốn định tính toán Khương Phàm, không nghĩ tới lại bị hắn hố. Những tán tu này cũng mặc kệ ngươi thân phận gì, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn khẳng định sẽ không từ thủ đoạn, mà nhất định sẽ giết chết ngươi. Vứt xác tại đại hoang, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta nếu mang theo Long Nguyên, còn dám tiến vào đại hoang. Hừ, ngươi coi như bán Long Nguyên,
cũng không có khả năng bán cho ta. Triệu Cảnh Thiên cố ý hô to, tỉnh táo lấy đám tán tu. Ta không muốn bán cho ngươi, nhưng ngươi cho giá cao. Triệu Cảnh Thiên, đừng ca yêu ta xỉa động như vậy, ngươi không giống ta, không ai dám có ý đồ với ngươi. Tiểu hỗn đản. Triệu Cảnh Thiên tức giận, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất bị đám tán tu tiếp cận, hắn tùy thời đều có thể gặp được nguy hiểm. Hai vị học viên bên cạnh hắn đều căm tức nhìn Khương Phàm, đều muốn giải thích thay Triệu Cảnh Thiên. Lại sợ càng giải thích càng sẽ bị người khác hiểu lầm. Đám tán tu trước cứ điểm nhìn Triệu Cảnh Thiên lại nhìn Khương Phàm đều không có nói chuyện, nhưng đều có phần tính toán riêng mình, bầu không khí đều trở nên tế nhị. Sau đó không lâu, cửa đá nặng nề chậm rãi dâng lên, biển người có số lượng mấy vạn lần lượt chạy nhanh tiến vào đại hoang tràn đầy máu tươi. Khương Phàm không nhanh không chậm đi ra khỏi cứ điểm, thần sắc bình tĩnh tiến vào sơn lâm. Đám tán tu mặc dù có rất nhiều người tiếp cận hắn nhưng cũng không có người nào trắng trợn trực tiếp ở chỗ này liền đuổi theo, mà đi theo xa xa. Khương Phàm đi không bao lâu, đột nhiên gia tốc, biến mất trong cánh rừng rậm rạp, để lại rất nhiều tán tu đang chuẩn bị đi theo đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Người đâu? Triệu Cảnh Thiên đuổi theo Khương Phàm tới đây, thế nhưng chỉ chớp mắt đã không tìm được người. Đừng nên dừng lại, khẳng định cũng có người sẽ tiếp cận chúng ta. Hai vị học viên bên cạnh hắn thúc giục. Chạy đi nơi đó. Triệu Cảnh Thiên mang theo bọn hắn lao ra. Nhưng, Khương Phàm thật giống như đã biến mất, bọn hắn tìm lại tìm, lượn quanh hơn trăm dặm đường núi, ngay cả cái bóng dáng cũng không nhìn thấy. Không chỉ có là bọn hắn, đám tán tu truy tung cũng đều không tìm được Khương Phàm. Đáng chết. Triệu Cảnh Thiên đứng chê y một chỗ vách đá, nhìn nước sông lao nhanh phía dưới, chau mày. Một tên tiểu phế vật mà thôi. Làm sao có thể cắt đuôi được sự truy đuổi của bọn họ? Có thể là đã bị những người khác bắt lấy rồi hay không? Những tên tán tu kia quanh năm tiến vào đại hoang, từng kẻ đều tâm ngoan thủ lạt, chỉ cần đụng phải lập tức có thể sẽ lấy mạng của hắn. Đúng rồi, hắn có thể chính là cố ý lộ mặt, sau đó lại vụng trộm trở về cứ điểm rồi hay không? Hai vị học viên nhìn quanh, bọn hắn mặc dù rất ít khi đến đại hoang, nhưng thường xuyên lịch luyện ở địa phương khác. Kinh nghiệm cũng coi như phong phú, làm sao có thể tìm không thấy một tiểu phế vật linh văn đều chưa thức tỉnh như vậy. Tiếp tục tìm. Triệu Cảnh Thiên không cam tâm, nhưng tại một khắc lúc hắn xoay người lại, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo tinh mang, đang nhanh chóng lao về phía hắn nơi này. Tiếng gào thét cuốn lên ngọn lửa màu vàng chói mắt. Coi chừng. Triệu Cảnh Thiên vừa muốn cảnh giác, liệt diễm gào thét ở phía trước ầm vang nổ tung. Tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sơn lâm lắc lư. Hỏa diễm mãnh liệt giống như thủy triều quét sạch bốn phương tám hướng, phạm vi lan tràn ra gần trăm mét, đem mảng lớn cây rừng và bọn hắn đều cuốn vào trong. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm lui lại, xua tan hỏa diễm. Khương Phàm từ giữa khu rừng cất bước phi nước đại, không đợi liệt diễm tản ra mà đã giết tới. Theo lâu như vậy, đây không thể nghi ngờ là vị trí săn giết tốt nhất. Chú ý xung quanh. Triệu Cảnh Thiên cao giọng la to, kiếm văn chê y chán phát sáng, toàn thân bạo phát ra kiếm khí mãnh liệt. Cũng không có xua tan liệt diễm, một bóng người nhanh như thiểm điện đã xông lại. Bá đao thức. Khương Phàm dậm chân nhảy tới, mạch máu, da thịt toàn thân đỏ lên, hai mắt sung huyết, tàn đao bổ về phía trước một ca iota siết, nhìn như đơn giản nhưng lại bổ ra khí thế cuồng liệt không gì sánh được. Triệu Cảnh Thiên dưới sự vội vàng vung lợi kiếm lên đón đỡ. Âm thanh kịch liệt vang vọng, lợi kiếm rời khỏi tay, hai tay bị đánh nứt, thân thể mất khống chế, lảo đảo lui lại mấy bước ngửa mặt ra sau rơi xuống vách núi. Khương Phàm thu tàn đao, cũng thả người nhảy xuống vách núi. Công tử! Hai vị học viên khác nghe được tiếng binh khí va chạm, vội vàng xua tan hỏa diễm tìm kiếm, nhưng đâu còn có thân ảnh của Triệu Cảnh Thiên. Đây là kiếm của công tử. Nữ học viên ở bên bờ vực nhặt được bội kiếm của Triệu Cảnh Thiên. Vội vàng hướng xuống nhìn quanh, nhưng ngoại trừ nước sông đang lao nhanh thì không có cái gì nữa. Người đâu, làm sao không có? Nước sông lao nhanh ù ù điếc tai. Khương Phàm ở đáy sông cứng rắn kéo lấy mắt cá chân của Triệu Cảnh Thiên, không để cho hắn lộ ra chê y mặt nước, thuận nước sông mãnh liệt hướng về phía trước. Ô ô ô, Triệu Cảnh Thiên kịch liệt giãy giụa, nhưng nước sông chảy xiết, mắt cá chân lại bị nắm chặt, hắn cũng chưa từng trải qua tình hình như vậy. Làm sao nghĩ ra cách gì thoát khốn? Khương Phàm ngừng thở, kéo lấy Triệu Cảnh Thiên xuôi dòng nước,
hai tay sôi trào ngọn lửa màu vàng óng, kịch liệt thiêu đốt ở dưới đáy sông. Mắt cá chân Triệu Cảnh Thiên như muốn bị hòa tan, hắn đau đớn kêu dê y thê lương thảm thiết. Nhưng vừa mới há mồm, nước sông lại chảy ngược, hắn sặc đến kém chút ngạt thở. Hắn không biết bơi, càng không biết địch nhân là ai. Thống khổ, hoảng sợ để hắn cơ hồ như muốn sụp đổ. Hắn vô ý thức ca iota siết hoạt linh văn, phóng xuất ra kiếm khí cuồng liệt, nhưng sông lao nhanh chấn động kiếm khí của hắn đều thất linh bát lạc, căn bản không hình thành nên phản ca iota siết hữu hiệu gì. Dần dần, ý thức Triệu Cảnh Thiên cũng bắt đầu mờ dần, kiếm khí thả ra càng hỗn loạn. Khương Phàm đột nhiên buông tay, chui vào chỗ sâu trong thủy triều, biến mất vô tung vô ảnh. Soạt, Triệu Cảnh Thiên từ trong nước sông ló đầu ra, kịch liệt thở dốc một lát. Nhìn chung quanh, chỉ là hắn cũng không biết bơi, vùng vẫy thật lâu, mới thật không dễ dàng gì bắt được một đầu dây leo rủ xuống mặt nước. Nhưng sợi đằng rất yếu đuối, hắn vừa mới rời mặt nước liền gãy mất, phù phù một tiếng, trùng điệp rớt vào trong nước sông đang lao nhanh, lại bị cuốn về phía dưới hạ nguồn mấy trăm mét. Là ai? Cút ra đây cho ta. Triệu Cảnh Thiên rốt cục cũng leo lên được vách núi cao mấy chục mét, toàn thân đều giống như hư thoát, đứng cũng không vững. Hắn không lo được nghỉ ngơi, tức giận tìm kiếm bóng người. Thế nhưng, ngoại trừ chim thú bị kinh sợ thối lui trong cánh rừng phía trước ra thì cũng không có nửa điểm đáp lại. À, mắt cá chân chân phải của Triệu Cảnh Thiên truyền đến đau nhức kịch liệt, cúi đầu xem xét, vậy mà đã đều lộ ra xương cốt, hắn hốt hoảng lấy ra mấy khỏa đan dược cho vào trong miệng. Nhưng, Triệu Cảnh Thiên bỗng nhiên cảnh giác, hắn quay người lại. Một bóng người vậy mà không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn, toàn thân ướt nhẹp, nhưng ánh mắt dị thường lăng lệ. Là ngươi? Ánh mắt Triệu Cảnh Thiên ngưng lại. Khương Phàm gắt gao nắm chặt tàn đao thuận thế dồn lực, bỗng nhiên bổ một cái về phía trước, huyết khí toàn thân sôi trào, khí thế bá đạo đánh vào vách núi. Triệu Cảnh Thiên kinh hồn né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Phốc phốc, phong mang của tàn đao xẹt qua vai trái hắn, thẳng tới phía xương sườn bên phải. Đao sắc bén nhọn tùy tiện cắt ra xương cốt cùng nội tạng, đao khí cường thịnh thì chấn vỡ nội tạng bên trong. Triệu Cảnh Thiên lảo đảo lui lại, khó có thể tin mà nhìn lồng ngực của mình, càng không tin người tập ca iota siết chính mình lại là Khương Phàm. Ngoài ý muốn sao? Khương Phàm cười lạnh. Ngươi. Triệu Cảnh Thiên không tin tưởng vào hai mắt của mình. Người này làm sao lại là Khương Phàm? Khương Phàm làm sao có thể phục ca iota siết được hắn? Đại hoang này sẽ vùi lấp tất cả vết tích, Triệu Cảnh Thiên công tử, thật đáng tiếc, ngươi, chết rồi. Khương Phàm há miệng hét lớn một tiếng, lần nữa đánh ra một ca iota siết, bổ vào trên y thân Triệu Cảnh Thiên. Triệu Cảnh Thiên như bị sét đánh, ngửa mặt bay xuống vách núi, phù phù một tiếng, tóe lên mảng lớn bọt nước, rất nhanh đã hiện lên máu tươi nồng đậm. Khương Phàm lấy ra một viên đan dược ăn vào để cố gắng khôi phục thân thể đang run nhẹ nhẹ. Uy lực bá đao thức mặc dù rất mạnh, nhưng quá tiêu hao khí lực đi. Hắn đứng bên vách núi nhìn một chút, sau đó quay người chui vào trong rừng rậm. Hai vị học viên võ viện lo lắng tìm kiếm Triệu Cảnh Thiên, bọn hắn đến bây giờ vẫn còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên bộc phát một cỗ bạo tạc, sau đó Triệu Cảnh Thiên cứ vậy mà biến mất. Khẳng định là có người đánh lén. Mà thủ đoạn lại cay độc, hoàn toàn là nhằm vào Triệu Cảnh Thiên. Nhưng bọn hắn càng tìm kiếm thì càng lo lắng, thậm chí có loại cảm giác xấu, Triệu Cảnh Thiên có khả năng. Đã chết rồi. Làm sao bây giờ? Nữ học viên đều gấp đến sắp khóc, không chỉ là Triệu Cảnh Thiên, chính bọn hắn cũng rất lo lắng. Nếu như Triệu Cảnh Thiên không hiểu tại sao lại mất tích trong đại hoang, bọn hắn khẳng định sẽ bị Triệu Vương phủ trọng phạt. Hẳn là tên tán tu cường đại nào đó phục ca iota siết chúng ta. Khương Phàm đáng chết. Đều là hắn gào to cái gì Long Nguyên đã bán cho công tử. Tiếp tục tìm, nhanh đi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Khương Phàm đang phi nước đại ở trong rừng rậm tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, cũng tìm kiếm mãnh thú chém giết, nhất là đã quen thuộc cách phối hợp vạn thú thiên hoàng quyền cùng bá đao thức. Hai đạo tuyệt kỹ này đều là sát chiêu của hắn, không chỉ phải nghiên cứu triệt để, còn muốn lắng đọng đến trong thực chiến. Nếu không thì cũng không có chút ý nghĩa nào. Buổi trưa. Khương Phàm rời khỏi khu vực an toàn, cẩn thận xâm nhập vào khu rừng nguy hiểm. Nhưng không đợi hắn tìm kiếm được con mồi, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương lại hỗn loạn, nương theo đó là tiếng va chạm kịch liệt,
sơn lâm lung lay giống như có địa chấn. Khương Phàm mừng rỡ, tưởng rằng mãnh thú gì đang chém giết lẫn nhau, vừa vặn có thể nhặt chút tiện nghi. Nhưng, thời điểm khi hắn nhích tới gần lại thấy được một màn đáng sợ. Một đàn dã tượng voi rừng chừng hơn 30 con tụ tập trong sơn cốc chật hẹp. Ngà voi trắng noãn lóe ra ánh sáng bóng trong suốt, thân voi cường tráng cao chừng 5 mét, đứng ở nơi đó giống như là từng bức tường thành cao lớn. Bọn chúng bây giờ lại vô cùng thống khổ, thê lương dê y gì, thống khổ va chạm vào nhau, lung la lung lay, rậm nát mặt đất. 10 nam nữ phân tán ở chung quanh sơn cốc, cường quang chê y chán lấp lóe, năng lượng ở chung quanh hóa thành võ pháp, vòng đàn voi chết ở bên trong tòa thung lũng này, bất kỳ con dã tượng nào muốn lao ra đều bị cưỡng ép oanh trở về. Đây là đang làm gì? Khương Phàm cẩn thận quan sát, phát hiện thân thể những dã tượng kia đang khô quắt với tốc độ mà đến mắt trần đều có thể thấy được, rất thống khổ dẫy giụa, cũng càng ngày càng suy yếu. Sau đó không lâu, bầy tượng dê y gì, một con tiếp một con ngã xuống, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Hoàn thành, thu hết hắc thủy mã hoàng trở về. Mọi người xung quanh sơn cốc liên tiếp tản ra linh văn, đi vào sơn cốc. Bọn hắn bổ ra dã tượng khô quắt, thuần thục đào ra viên cầu này đến viên cầu khác từ bên trong. Viên cầu toàn thân đen kịt, lại bốc lên huyết khí nồng đậm. Hắc thủy mã hoàng. Khương Phàm lập tức nghĩ đến cái nhẫn không gian chê y tay cường giả sinh tử môn kia, bên trong tất cả đều là loại vật đen như mực này. Chê y thân hơn 30 đầu dã tượng đào ra hơn 30 con hắc thủy mã hoàng, toàn bộ đều giao cho một tên nam nhân gầy gò. Nam nhân nâng tay phải lên, đem hắc thủy mã hoàng dần dần thu vào nhẫn không gian. Khương Phàm lặng lẽ tới gần quan sát, khẽ chau mày, nhẫn không gian chê y tay người kia vậy mà giống nhau như đúc với cái hắn đã đoạt được. To lớn, phía chê y quay quanh lấy xà văn đặc thù, vô cùng dễ phân biệt. Ngay thời điểm Khương Phàm đến gần, người cầm đầu kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về nơi này. Thế nào? Hơn 10 vị môn đồ sinh tử môn lập tức cảnh giác, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Khương Phàm. Đội trưởng Thôi Sâm cẩn thận nhìn một lát, lắc đầu. Không có gì, còn kém mấy cái cuối cùng, nhất định phải hoàn thành trong hôm nay, môn chủ đã bắt đầu thúc giục. Đội trưởng, bọn người đội Hoàng Hùng phụ trách 200 con hắc thủy mã hoàng, hắn hiện tại đã mất tích, tổng số hắc thủy mã hoàng chẳng phải sẽ không đủ. Có người hỏi. 12 chi phân đội, siêu tập 3.000 hắc thủy mã hoàng, không kém 200 con kia của hắn. Thôi Sâm cũng kỳ quái với sự mất tích của Hoàng Hùng, theo lý hắn hẳn là đã báo thù, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Khương Phàm lặng lặng ẩn núp một hồi, sau khi xác định không có bị phát hiện, mới từ chê y cây nhảy xuống, vọt vào chỗ rừng sâu. Bọn hắn chẳng lẽ cũng là người của sinh tử môn, cũng đang thu thập máu tươi. Khương Phàm đi tới một chỗ ẩn nấp trong hẻm núi hơn 10 dặm bên ngoài, hồi tưởng đến một màn vừa rồi, càng dự đoán càng kỳ quái. Xem như muốn thu tập máu tươi, cũng không cần thiết dùng hắc thủy mã hoàng nha. Thứ này hấp thu máu tươi không phải để tự mình luyện hóa sao? Đúng rồi. Khương Phàm chợt nhớ tới một câu Yến Khinh Vũ đã nói, hắc thủy mã hoàng hút no bụng máu tươi sẽ tìm một nơi giấu đi, từ từ luyện hóa, nếu như bị ca yêu ta siết thích liền sẽ phát sinh bạo tạc. Bạo tạc, ta nhìn ngươi làm sao bạo tạc? Khương Phàm từ trong nhẫn không gian ném ra một con hắc thủy mã hoàng to mọng, lui lại đến bên ngoài 20 mét, do dự một lát, lại lui thêm 20 mét, sau đó kéo ô cương cung ra, khóa chặt hắc thủy mã hoàng. Hắc thủy mã hoàng hút đã no đầy đủ máu tươi, không chỉ có toàn thân đen kịt, còn vô cùng cứng rắn, nó giống như đang lâm vào trạng thái ngủ say, gục ở chỗ này không nhúc nhích. M thanh trầm đục, ô cương tiến thoát khung nổ bắn ra, tinh chuẩn đánh vào bên chê y hắc thủy mã hoàng. Ra hắc thủy mã hoàng so với tưởng tượng của Khương Phàm càng cứng cỏi hơn, ô cương tiến cũng chỉ đâm đi mà không có đánh xuyên qua. Ngay tại một cái chớp mắt này, hắc thủy mã hoàng Kaiota CS cỡ tương đương cái bao tải cấp tốc bành trướng, ầm ầm trầm đục, đất rung núi chuyển, máu tươi đỏ hồng tứ tán phun ra. 30 mét xung quanh hắc thủy mã hoàng bị san thành bình địa, máu tươi phun ra trọn vẹn hơn 200 mét, mùi máu tươi nồng đậm lập tức đầy tràn hẻm núi. Khương Phàm kinh ngạc đứng đấy, toàn thân bị huyết thủy dội ướt nhẹp, sóng xung Kaiota CS mãnh liệt đẩy lui hắn trọn vẹn 3 bước. Cái này hoàn toàn có thể dùng làm vũ khí. Lông mày Khương Phàm càng nhăn càng chặt, cây Eota sợ uy lực của hắc thủy mã hoàng, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.
tập thể mấy trăm con hắc thủy mã hoàng bạo tạc, đó là uy lực gì? Nếu như hàng ngàn con thì sao? Mặc dù không nhất định có thể thương tổn được người nào, nhưng nếu như phân tán tại chỗ sâu trong đại hoang thì sao đây? Màn đêm buông xuống, hắc ám xâm nhập, 100.000 con mãnh thú hoành hành tròn đại hoang, nếu như dùng đến loại vật này, bạo tạc mãnh liệt tăng thêm máu tươi phun tung tóe, không thể nghi ngờ sẽ cai iota siết thích huyết tính của bọn chúng, dẫn phát rối loạn đại quy mô. Bạch hổ quan, nguy hiểm. Khương Phàm càng nghĩ càng có cảm thấy có khả năng, càng nghĩ càng cảm giác e ngại, hắn thu hồi ô cương cung cấp tốc rời đi. Nhưng mà, thời khắc này thành Bạch Hổ đã phát sinh biến cố không tưởng tượng được. Sơn lâm gần cứ điểm thứ 8 hỗn loạn tưng bừng, cự linh vệ đến từ cứ điểm thứ 5 điên cuồng phá hủy sơn lâm, nhổ lấy cây rừng, tiến vào chỗ sâu nhất. Ngọn núi băng liệt, bụi đất tung bay, chim tước kinh hãi hoảng loạn. Hôm nay ai dám ngăn cản ta đuổi bắt Khương Phàm, đừng trách ta không niệm tình xưa. Tiêu Thắng Dũng cưỡi lân mã, cầm chiến đao trong tay, cường thế rằng co với Yến Tranh cùng Côn Bác đang chạy tới. Tiêu Khuê mất tích, chúng ta thật đáng tiếc, nhưng sao có thể là Khương Phàm làm? Yến Tranh nâng đao quát tháo Tiêu Thắng Dũng. Không phải hắn làm, nhưng hắn khẳng định hiểu rõ tình hình. Tiêu Thắng Dũng không chịu khuyên giải, hôm nay quyết định bắt cho được Khương Phàm. Khương Phàm trước kia đã từ cứ điểm thứ 5 tiến vào đại hoang, hắn bây giờ căn bản không có ở đây. Côn Bác không nghĩ tới Tiêu Thắng Dũng vậy mà lại có một mặt bốc đồng như thế, lại mang theo cự linh vệ cùng huyền giáp vệ đến bắt một hài tử mười mấy tuổi. Hắn sẽ mang theo Long Nguyên tiến vào đại hoang. Hắn ngốc hay là ngươi ngốc? Hắn lộ mặt bất quá là muốn hố Triệu Cảnh Thiên, đã sớm trở về. Tiêu Thắng Dũng đột nhiên nhấc đao chỉ về hướng Khương Hồng Dương. Ngươi không phải muốn khống chế tám đại cứ điểm sao, hiện tại chính là thời điểm ngươi ra tay quyết đoán, cách chức của Yến Tranh và Côn Bác, đề bạc phó tướng trấn thủ cứ điểm thứ 5 thứ 6 mới. Lông mày Khương Hồng Dương cau chặt, Tiêu Thắng Dũng này quá phách lối rồi, hắn vậy mà chỉ huy mình trước mặt mọi người. Nhưng hắn rất rõ ràng chính mình nhất định phải đứng ra, đã muốn khống chế cục diện, càng phải thể hiện ra tư thái cường thế. Tiêu Thắng Dũng tướng quân, Yến Tranh, Côn Bác hai vị tướng quân. Hiện tại đã là xế chiều, lại còn hai canh giờ, hắc ám sẽ bao phủ đại hoang. Mặc kệ các ngươi có oán niệm gì, chống cự đại hoang vĩnh viễn mới là chức trách hàng đầu của các ngươi. Về phần Khương Phàm, Khương Vương Phủ chúng ta sẽ đích thân ra mặt bắt hắn về. Buổi sáng ngày mai, ba vị tướng quân có thể đến Khương Vương Phủ cùng một chỗ thẩm vấn. Yến Tranh, Côn Bác đang muốn gật đầu nhưng Tiêu Thắng Dũng lại chỉ vào Khương Hồng Dương gầm thét. Sớm đi làm cái gì, không cho ngươi thời gian sao? Lão tử hôm nay không bắt được Khương Phàm, tuyệt không triệt binh. Tiêu Thắng Dũng, ngươi đừng làm càn. Đại trưởng lão giận dữ quá to, dù nói thế nào, Khương Hồng Dương đều là người chủ sự của Khương Vương Phủ, Tiêu Thắng Dũng vậy mà lại bất kính trước mặt mọi người. Đuổi bọn hắn đi cho ta, nếu không cứ điểm thứ ba ta tuyệt không tán thành Khương Hồng Dương. Diện mục Tiêu Thắng Dũng dữ tợn nói với đại trưởng lão. Ngươi, đuổi đi. Tiêu Thắng Dũng bạo hống. Đúng vào lúc này. Cự linh vệ bắt lấy Khương Uyển Nhi đi ra khỏi sơn lâm, bọn hắn không hoàn toàn phá hủy đến chỗ sâu nhất, là Khương Uyển Nhi hiếu kỳ chạy ra, vừa lúc bị bắt được. Ca ca phế vật kia của ngươi đâu? Tiêu Thắng Dũng hung ác nhìn chằm chằm Khương Uyển Nhi. Đường đường võ tướng cứ điểm lại vận dụng huyền vũ vệ cùng cự linh vệ bắt hài tử. Ngươi quả thật cho cứ điểm mặt mũi. Khương Uyển Nhi ngẩng cao gương mặt xinh đẹp, không có chút sợ hãi. Ta hỏi lần nữa, ca ca ngươi đâu? Ngươi mù sao, không ở đây. Tiểu nha đầu, ngươi chán sống rồi. Ngươi đâu, vả mồm 100 cái cho ta. Ai dám? Yến Tranh Côn Bác gầm thét, huyền giáp vệ sau lưng bọn họ kéo ô cương cung ra. Tiêu Thắng Dũng lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đây là chuyện nhà của chúng ta, không tới phiên các ngươi để ý tới. Khương Uyển Nhi còn không đến lượt Tiêu gia, các ngươi muốn làm gì thì làm, đây còn ra thể thống gì. Khương gia đã hứa gả Khương Uyển Nhi cho nhi tử của ta, sinh tử sai à nàng đều thuộc về chuyện của Tiêu gia ta. Nếu như Tiêu Khuê con ta chết rồi, nàng cũng phải chôn cùng. Vả miệng cho ta, lập tức. Phó tướng bóp lấy cổ Khương Uyển Nhi đẩy lên phía trước, một vị cự linh vệ hùng tráng vung bàn tay lên muốn quất tới. Dừng tay, Tiêu Thắng Dũng, con của ngươi là do ta giết. Khương Phàm đẩy đám người ra, đi tới phía trước. Khương Phàm.
Sắc mặt bọn người Yến Tranh hơi biến đổi, tiểu tử này trở về làm gì? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Tiêu Thắng Dũng ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Con của ngươi Tiêu Khuê, chết rồi. Ta trước bắn nát hai cánh tay của hắn, sau lại bắn nát đầu hắn, chết không nguyên vẹn. Ngươi làm phụ thân quá không xứng chức, đến nửa tháng rồi mới nhớ tới. Tiêu Khuê, xương cốt cũng đã không tìm thấy. Khương Phàm hung tợn nói. Tiêu Thắng Dũng giận dữ, hét lớn một tiếng, nâng đao lao thẳng đến chỗ Khương Phàm, sát khí lạnh thấu xương phá thể mà ra, linh văn điều động, bão cát bay mù cuồn cuộn, bên trong lóe ra thạch tinh bén nhọn. Yến Tranh tướng quân, ta cứu được Yến Khinh Vũ, người cứu muội muội ta. Khương Phàm vừa muốn nhắc nhở Yến Tranh đã thúc ngựa hướng về phía trước, linh văn nở rộ, cuồng liệt phong bạo màu xanh phá thể mà ra, phảng phất như một đầu liệp ưng khổng lồ dương cánh cất lên tiếng gáy to. Ầm ầm, gió lốc gào thét, cát bụi đầy trời. Tiêu Thắng Dũng và Yến Tranh điên cuồng va vào nhau, bão cát mãnh liệt trùng Kaiota CS hơn ngàn mét, để lượng lớn binh sĩ bị chật vật cuốn ra ngoài. Hiện trường hỗn loạn chưa từng có. Nhanh ngăn bọn hắn lại. Đại trưởng lão thét lên ra lệnh cho Khương Hồng Dương, cứ như thế náo tiếp, không chỉ ảnh hưởng đến quan hệ giữa các cứ điểm mà còn có uy tín của Khương Vương phủ bọn hắn. Sắc mặt Khương Hồng Dương âm trầm, dùng sức nắm chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị cưỡng ép nhúng tay. Đúng vào lúc này, một người từ phía sau vội vã chạy tới, ở bên tai hắn nói câu gì đó. Lúc nào? Sắc mặt Khương Hồng Dương đại biến, con người đều trong nháy mắt phóng đại, gắt gao hỏi lại người kia. Đêm qua, Bạch Vương phủ phái Lôi Lang vệ đội ngày đêm chạy đến đưa tin, hắn cũng sắp đến. Người được báo tin chính là nhị trưởng lão, sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán, đầu ông vang lên không ngừng. Chuyện gì? Đại trưởng lão kỳ quái nhìn bọn hắn. Đại trưởng lão, chúng ta đi. Đi đâu? Mau cùng ta đi. Khương Hồng Dương và bọn người đại trưởng lão lặng lẽ rút đi, lúc đó Côn Bác cũng nhúng tay vào giữa tranh đấu của Tiêu Thắng Dũng và Yến Tranh, quả thực là đã ép hai người ra. Khương Hồng Dương, Khương Vương Phủ các ngươi cứ như vậy mà nhìn sao? Côn Bác đang muốn gọi Khương Vương Phủ ra mặt, kết quả phát hiện không có người nào ở đấy. Người đâu rồi? Yến Tranh nhíu mày nhìn, vừa mới còn đây thế mà giờ đã mất tích rồi. Đám gia hỏa kia so với Khương Hồng Võ thì kém quá xa. Khương Phàm, lăn tới đây cho ta. Tiêu Thắng Dũng không lo được Khương Vương Phủ kia đi làm cái gì, thối lui đến phó tướng đang nắm chặt Khương Uyển Nhi giơ lên giữa không trung. Ca ca, không cần phải để ý đến ta, hắn không dám giết ta. Khương Uyển Nhi quật cường trừng mắt nhìn Tiêu Thắng Dũng. Qua hôm nay, danh tướng Tiêu Thắng Dũng ngươi sẽ thối khắp thành Bạch Hổ. Ngay cả binh vệ cứ điểm thứ ba của ngươi cũng đều sẽ vì ngươi mà lấy làm hổ thẹn. Khương Phàm dùng sức nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ lên. Bớt nói nhảm, quay lại đây, nếu không hiện tại ta liền giết chết nàng, chôn cùng nhi tử ta. Tiêu Thắng Dũng đưa một bóp lấy cánh tay Khương Uyển Nhi, tùy thời chuẩn bị bóp nát. Tiêu Thắng Dũng, có chừng có mực đi, ngươi dù sao cũng là võ tướng cứ điểm. Lại không buông tay, các đại cứ điểm chúng ta đều sẽ thành trò cười. Yến Tranh không thể nhịn được nữa, lặng lẽ ra hiệu Côn Bác cùng các phó tướng khác chuẩn bị cứu người. Tất cả im miệng cho ta, ai nói nhiều thêm một câu, ta lập tức lấy máu Khương Uyển Nhi. Ngón tay Tiêu Thắng Dũng ấn vào gọi cổ Uyển Nhi, uy hát yêu ta bọn người Yến Tranh. Buông muội ra, ta đi qua. Khương Phàm hô to, bước về phía trước hai bước. Phàm ca ca. Khương Uyển Nhi thống khổ lắc đầu. Lại bị Tiêu Thắng Dũng bóp cổ nên không phát ra được bấy kỳ âm thanh nào. Khương Phàm từng bước một đi về phía Tiêu Thắng Dũng, nhíu mày tính toán làm sao phản ca Iota CS. Nhanh lên, đừng lề mề. Tiêu Thắng Dũng bạo hống, đưa tay muốn tháo vai trái Khương Uyển Nhi. Lên cho ta. Mấy người Yến Tranh trong nháy mắt bạo khởi, giống như mãnh thú nhào tới. Toàn bộ binh vệ hai bên trừng mắt, dáng vẻ như muốn khởi xướng trùng ca Iota CS. Đúng vào lúc này, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm như mũi tên xuyên qua binh vệ hỗn loạn, xuất hiện ở xung quanh Tiêu Thắng Dũng. Tốc độ cực nhanh, sau khi ngừng lại, huyết y khoan hậu mới dần dần bay xuống. Tiêu Thắng Dũng giật mình khi cảm thấy nguy hiểm, lập tức muốn phản ca Iota CS, từng chuôi liêm đao huyết sắc đã bổ về phía hắn, khó khăn lắm mới dừng ở chỗ cổ. Đây là những người nào? Mặt tất cả mọi người có chút động,
cũng không nhận ra nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh thấu xương. Các ngươi là ai? Không biết nơi này là thành Bạch Hổ sao? Tiêu Thắng Dũng cau chặt lông mày, nhưng không có buông Khương Uyển Nhi ra. Bọn hắn biết, nhưng ngươi thật giống như không rõ lắm. Giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền đến, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp đó mọi người cấp tốc tách vạch ra con đường, một mực kéo dài đến phía trước. Vương gia, bọn người Yến Tranh, Côn Bác thốt nhiên biến sắc, khó có thể tin được mà nhìn nam tử uy nghiêm đi tới kia. Toàn thể binh vệ vô ý thức thẳng tắp thân thể, kính sợ nhìn người nọ, bao gồm cả cứ điểm thứ ba. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Tiêu Thắng Dũng trừng to mắt, Khương Hồng Dương rõ ràng cam đoan Khương Hồng Võ đã chết, là hoàng thất liên thủ vương phủ Thương Châu bố cục, hắn làm thế nào lại sống trở về rồi? Đám người bên cạnh này chẳng lẽ là huyết ngục? Phụ thân, là phụ thân. Khương Uyển Nhi kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh quen thuộc lại hùng vĩ kia. Vương gia, Khương Phàm trở nên ca yêu ta si ết động, hắn thật trở về. Khương Hồng Võ đi đến bên cạnh Khương Phàm, nhẹ giọng nói một câu. Ta đã nói rồi, người trước người sau, người cũng có thể trực tiếp gọi ta một tiếng phụ thân. Khương Hồng Võ, không phải, vương gia ngươi. Tiêu Thắng Dũng giống như bị dội cho một chậu nước đá, tỉnh táo, cũng khẩn trương. Khương Hồng Dương đáng chết. Trách không được đột nhiên biến mất. Nguyên lai là đạt được tin tức. Buông tay ra. Khương Hồng Võ thống ngự Bạch Hổ quan 20 năm, một mực khống chế 8 đại cứ điểm, trước trước sau sau cũng chỉ có 3 người Bạch Ngao Thương tiếp nhận hoàng thất mời chào. Uy thế không cần nói cũng biết, 3 chữ vô cùng đơn giản đã để tất cả tướng sĩ cứ điểm thứ 3 đều rụt tay lại. Vương gia, ngươi hiểu lầm. Tiêu Thắng Dũng vừa muốn mở miệng, hàn quang lóe lên, một thanh liêm đao huyết sắc trùng thiên. Tận gốc chặt đứt cánh tay kẻ đang bóp lấy Khương Uyển Nhi kia. Máu tươi phun tung tóe, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm. Một đạo huyết ảnh như quỷ mị hiện lên, mang theo Khương Uyển Nhi còn chưa rơi xuống đất xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Phụ thân, người đã trở về. Khương Uyển Nhi gắt gao ôm chặt Khương Hồng Võ, nước mắt tràn mi mà ra. Tiêu Thắng Dũng thống khổ kêu thảm, lại bị 4 chuôi liêm đao bức ở nơi cổ, không dám loạn động. Các phó tướng thống lĩnh còn lại đều bị huyết ngục tiếp cận, cứng người tại chỗ. Tiêu Thắng Dũng chịu đựng đau nhức kịch liệt hô. Vương gia, ta chỉ bắt Khương Uyển Nhi điều tra sinh tử của con trai ta, có tội gì? Phạm thượng, hoắc loạn Bạch Hổ quan, dựa theo quân luật, tội đáng giam giữ. Hôm nay phế ngươi một tay, có thể miễn tội giam giữ. Khương Hồng Võ lạnh lùng tuyên án. Tiêu Thắng Dũng mặc dù phẫn nộ nhưng lại lập tức nghe ra ý ở ngoài lời của Khương Hồng Võ. Đây là không có ý định lại truy đến cùng, cũng sẽ không triệt hạ cứ điểm của hắn. Nghĩ tới đây, hắn thoáng thở phào, chỉ cần bảo trụ chức vị, hắn còn có cơ hội. Tiếp nhận không? Khương Hồng Võ ép hỏi Tiêu Thắng Dũng. Tiếp nhận. Tiêu Thắng Dũng cắn răng tản linh văn ra. Bọn người Yến Tranh Côn Bác cũng đều thở phào, hắc ám chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Lúc này cưỡng ép bỏ cũ thay mới võ tướng hẳn là tối kỵ, vương gia vẫn còn trầm ổn tỉnh táo lắm. Xin mời hội tộc lão, người sống tất đến, người chết bất luận. Khương Hồng Võ uy nghiêm hạ lệnh, chỉ là ánh mắt một mực rơi chê y người Tiêu Thắng Dũng. Tiêu Thắng Dũng bị nhìn chằm chằm mà toát ra mồ hôi lạnh, bị bức bách dưới uy thế của Khương Hồng Võ, không còn dám có bất kính gì. Khương Hồng Võ lần này trở về. Tất cả chủ tướng cứ điểm đều sẽ lần nữa tụ tập đến bên cạnh hắn. Ai cũng sẽ không còn có dị tâm, thậm chí cố gắng biểu hiện trung thành, để tránh bị xử lý. Nhưng hắn vẫn không hiểu, làm sao Khương Hồng Võ lại có thể trốn về.